Linh Chu, Phong Phi Vân. Tập 12. Phong Phi Vân tuy rằng lui rất nhanh, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi linh khí hàn kiếm trên đầu ngón tay nàng, chỉ cần hắn hơi chậm một chút thì liền sẽ bị một ngón tay của nàng xuyên thủng ngay. Phù phù. Sau lưng chính là sông lớn, Phong Phi Vân đã rơi vào trong nước, sau khi hai chân hắn chạm nước liền lập tức đại hỉ, có nước là tốt rồi. Lui vào trong nước, Kỳ Thương Nguyệt vẫn như ảnh tùy hình, hai mắt băng hàn, mang theo khí tức tất sát. Hắc thủy thuật. Phong Phi Vân điều động sông lớn chi thủy, ngưng tụ thành một đạo vằn nước trưởng ấn cự đại, giống như một mảnh sóng lớn đánh ra đẩy lui Kỳ Thương Nguyệt về sau. Phong Phi Vân không lùi mà tiến tới, đánh ra miểu quỷ ban chỉ, mang theo linh khí chi uy vô thượng đánh bay Kỳ Thương Nguyệt ra ngoài, dáng người yểu điệu giống như lê hoa đái vũ, ngã xuống đến trên bờ. Xem ra lời nữ nhân nói, thật sự không thể tin được. Phong Phi Vân đi theo bay thấp đến bên cạnh bờ, năm ngón tay tạo thành chảo bóp lấy cần cổ trắng nõn của Kỳ Thương Nguyệt, mang theo cổ nàng bay đi hơn 10 dặm, sau đó vứt thân thể mềm mại của nàng từ trên trời xuống một khối cự thạch. Hừ, Kỳ Thương Nguyệt tuy rằng bị giữ ở cổ, treo trên bầu trời, nhưng lãnh ngạo trên người không giảm, diễm lệ như một la sát. Phong Phi Vân nói, ngươi vẫn quá thiếu kiên nhẫn rồi, nếu đợi đến khi ta với ngươi đang cá nước thân mật, vào một khắc ta hưng phấn nhất, mê muội nhất liền ra tay giết ta thì ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phi, chỉ bằng ngươi cũng muốn đạt được thân thể của ta. Kỳ Thương Nguyệt cười lạnh một tiếng. Phong Phi Vân sau khi trầm mặc nửa ngày, một đôi mắt liền nhìn chằm chằm khiến nàng có chút phát lạnh, khiến nàng cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Bành! Phong Phi Vân trực tiếp ném nàng xuống đất, sau đó xách lấy đầu tóc dài của nàng kéo nàng đến bên cạnh sông lớn, phù phù một tiếng, ném vào trong nước. Ngươi muốn làm gì vậy? Toàn thân Kỳ Thương Nguyệt đều ướt sũng đấy, uống hai phần nước sông trên lan da ngọc lăn xuống bọt nước, y phục ẩm ướt dính lấy thân thể, khiến thân thể mềm mại mê người của nàng đều lộ ra rõ ràng. Ta muốn cho ngươi nếm thử loại cảm giác không chân thật kia. Phong Phi Vân bỗng nhiên cởi cẩm bào màu tím trên người ra, cũng đi vào trong nước sông, một bà kéo lấy tóc dài của nàng, tay kia thô bạo xé nát quần áo ướt át trên người nàng, lộ ra một thân thể ngọc bạch mà xinh đẹp, hương diễm và có co giãn. Ba, ba, ba. Trên sông lớn thanh vụ lượn lờ, ánh trăng xinh đẹp trong thiên mạc, đây là một bức họa quyển động lòng người. Chỗ nước cạn, trong nước, bùn cát đều bị tóe lên. Đêm yên tĩnh bị thanh âm có tiết tấu kia đánh vỡ, khiến mấy lão lang trong bụi cỏ cách đó không xa cũng bị dọa chạy, cảm giác được một cổ khí thế khiến chúng nó sợ hãi, cổ khí tức tràn đầy công phạt chi lực kia thật sự có chút dọa người. Mà ngay cả mãnh thú và hung cầm ở xa xa cũng bị chấn nhiếp, bắt đầu chạy thục mạng, huống chi là Kỳ Thương Nguyệt đang phải thừa nhận lấy tất cả. Đây thật là một loại cảm giác không chân thực, không chỉ đau tận xương tủy, hơn nữa còn khiến nàng cảm giác vô cùng khuất nhục. Loại khuất nhục này khiến nàng vốn lạnh lùng mà vô tình cũng chảy xuống hai hàng nước mắt, cả đời cũng khó quên được thời khắc này. Thân thể mềm mại của nàng không cách nào động đậy được, một đôi đùi ngọc thon dài mà ôn nhu không ngừng bị sóng nước đánh lấy, cũng bị Phong Phi Vân đánh lấy, nhưng lại lộ ra vô lực như vậy. Loại cảm giác này tựa như một con sói đói, nhào vào trên người của nàng, từng miếng gặm thức thịt của nàng vậy. Cuối cùng, nàng chỉ có thể bỏ qua dãy giụa. Nằm ở trong bùn cát và sóng nước thở hổn hển, mái tóc ướt sũng cùng bùn cát hỗn tạp cùng một chỗ, có đính vào cần cổ tuyết trắng thon dài của nàng, mà đa số thì bị Phong Phi Vân gắt gao nắm lấy. Phong Phi Vân tựa hồ như căn bản không coi nàng như một nữ nhân, mà chỉ là vì tra tấn nàng vậy. Ba, ba, ba. Phong Phi Vân tâm chìm như sắt, lan ra toàn thân đều ánh lên quang mang màu vàng, lộ ra im sắc huyết mạch sáng chói lưu chuyển dưới làn da. Hắn đang vận dụng lực lượng toàn thân toàn lực chinh phạt. Ta nếu không chết, nhất định sẽ mang ngươi ra lăng trì 10 vạn đao, trả lại tất cả khuất nhục, thống khổ mà ngươi gây cho ta lại cho ngươi. Kỳ Thương Nguyệt hai chân nhuốm máu, đôi mắt đẹp mờ mịt nhìn vào trăng sáng trên bầu trời cũng răng đầy tơ máu, hoặc có lẽ là do Phong Phi Vân thật sự là quá không thương hương tiếc ngọc rồi, thế cho nên nàng ngay cả lúc nói chuyện bờ môi cũng có chút phát run. Đây vốn là một cái thế giới mạnh được yếu thua, hôm nay ta thắng, cho nên ngươi bỏ ra một cái giá lớn, nằm trên mặt đất bị người chà đạp chính là ngươi. Nếu hôm nay người thua là ta cũng sẽ vĩnh viễn nằm trên mặt đất, ngươi cũng tuyệt đối sẽ không cho ta một chút cơ hội nào cả. Phong Phi Vân nâng khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lên, hôn vào đôi môi như một con sói đói,
khiến hô hấp của nàng vốn đã dồn dập giờ lại trở nên cực kỳ khó khăn. Thật lâu sau, Phong Phi Vân tựa hồ như đã nếm hết hương vị của nàng rồi, liền rời môi. Ai cũng không thể cam đoan mình có thể một mực thắng được, như vậy nếu giờ đã thắng thì phải hưởng thụ. Một khắc khi ngươi thua, sẽ không ai đồng tình với ngươi cả, thế giới rất tàn khốc, nhân tâm càng thêm tàn khốc. Lời của Phong Phi Vân L chữ chữ chu tâm, khiến nàng rốt cục không nói nên lời nữa. Ba, ba, ba. Chỉ còn thanh âm đầy tiết tấu yêu mỹ kia kéo dài thật lâu không thôi, trong đó còn kèm theo tiếng thở dốc hùng hậu và rên rỉ thống khổ. Ha ha, nơi dã ngoại hoang vu này thật sự là rất thú vị, không chỉ có thể nhặt được một cỗ tử thi, còn có thể nhìn thấy cảnh đẹp thế này. Một thanh âm khàn khàn có chút chói tai quanh quẩn trong bầu trời đêm, lộ ra có chút không hài hòa. Bá! Một nhánh cây xuyến lấy một cỗ tử thi từ trong bóng tối bay ra, nhánh cây cắm vào một khỏa cổ mộc trăm năm, găm một cỗ huyết thi ngay cả trái tim cũng bị móc ra mất trên đỉnh cây. Dưới ánh trăng, tử thi kia treo trên cây, lộ ra đặc biệt khiến người ta sợ hãi. Đúng là thi thể của bộ thiên nhai, vốn đã bị kỳ thương nguyệt vứt xác trong rừng, nhưng giờ lại bị một người nhặt lên, găm trên đỉnh cây. Bộ thiên nhai. Phong Phi Vân ngẩng đầu nhìn qua bộ thiên nhai hai mắt trừng trừng trên đỉnh cây kia, vừa vặn theo dõi hắn và kỳ thương nguyệt, nhưng hắn đã chết rồi, nơi ngực còn lộ ra một lỗ máu khủng bố, huyết dịch đều khô cạn biến thành màu đen. Phong Phi Vân từ trên người kỳ thương nguyệt bước ra, xíu một phát lách mình đứng trên bờ, mặc kiện cẩm bào màu tím rộng thùng thình kia lên người, hai mắt nhìn vào màn đêm xa xa, tìm kiếm người vừa lên tiếng. Chỉ cảm thấy trong bóng tối ẩn núp lấy một cổ lực lượng quỷ dị. Tốc độ di động cực nhanh, ngay cả mắt cũng không thể bắt kịp bóng dáng đối phương. Lá gan của yêu ma chi tử thật lớn, cũng dám làm bẩn chất nữ của thần phi kỷ Linh Huyên, quả thật khiến người phải bội phục. Thanh âm khàn khàn kia vang lên sau lưng Phong Phi Vân. Xíu, yêu yêu. Phong Phi Vân bỗng nhiên quay người, một đoàn hỏa diễm cực lớn đang lơ lửng trên cự thạch ở bên bờ sông, hỏa diễm ửng đỏ, giống như trôi nổi trong không khí vậy. Trong ngọn lửa bao vây lấy một bóng người quỷ dị. Tốc độ của đối phương thật sự quá nhanh, Phong Phi Vân hoàn toàn không cảm thụ được hắn xuất hiện ở đó từ lúc nào, tựa như một đoàn liệt hỏa u linh vậy. Phương Hoàng Thiên Nhãn của Phong Phi Vân cũng không thể nhìn rõ bộ dạng bóng người trong liệt hỏa kia dài ngắn thế nào. Ha ha, ngươi chỉ sợ không phải bội phục, mà là ghen ghét ta đi. Phong Phi Vân tùy tiện quấn lấy đai lưng, lộ ra rất là khoan thai. Tuy rằng đêm nay hắn đại chiến liên tục, lại còn ngự nữ một phen, nhưng thể lực không chỉ không suy kiệt mà ngược lại càng thêm tràn đầy. Kỷ cô nương Mỹ danh truyền khắp Nam Thái Phủ, không biết bao nhiêu tuấn nam tài tử muốn chiêm ngưỡng dung mạo cũng không được, ta tự nhiên là vô cùng ghen ghét rồi. Người trong hỏa diễm kia cười nói. Chỉ có điều ta không có lá gan lớn như người, dù sao cũng không phải ai cũng dám đắc tội kỷ gia. Phong Phi Vân cười hắc hắc. Lá gan của ta gần đây cũng không nhỏ. Bá! Phong Phi Vân vừa cười, thân thể liền biến thành một hồi tật phong, trên ngón tay ngưng tụ hắc thủy, một ngón tay điểm ra, như tia chớp vạch phá bầu trời. Tử linh tử mà kỷ gia tỉ mỉ bồi dưỡng lại thất trinh dưới thân yêu ma chi tử, việc này nếu để lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến cho kỷ gia cực kỳ tức giận. Phong Phi Vân hiện giờ cánh chim không gió, tự nhiên tuyệt không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Giết người diệt khẩu. Người này quyết không thể lưu được. Xíu, yêu yêu. Hỏa diễm tựa như thuấn gì giống lướt ngang trăm trượng, tránh thoát khỏi một kích này của Phong Phi Vân, rơi xuống trong sông lớn, lơ lửng trên mặt nước, tựa như một đoàn u minh quỷ hỏa. Tốc độ thật nhanh. Phong Phi Vân trong lòng ngưng tụ. Phong huynh, thật sự là thiếu kiên nhẫn, nhanh như vậy đã động thủ rồi. Hỏa diễm quỷ dị nhảy lên, tần suất nhảy lên vậy mà giống như đúc nhịp đập trái tim Phong Phi Vân. Lực khống chế chính xác như thế quả thực khiến người phải sợ hãi thán phục. Phong Phi Vân cười nói. Không có biện pháp a hát, nam nhân sau khi làm chuyện xấu khó tránh khỏi lo sợ, thiếu kiên nhẫn cũng là chuyện hợp tình lý. Ha ha, Phong huynh thật sự là một nam nhân thành thật, ta cũng có thể rất thành thật nói cho ngươi biết, từ khi ngươi xuất phát từ Phong Hỏa Liên Thành ta đã một mực đi theo sau lưng ngươi rồi, đêm nay. Tất cả mọi việc đều lọt vào mắt ta. Uy hiếp. Trong lời nói của đối phương lộ ra ý uy hiếp. Phong Phi Vân trong lòng trầm xuống, đối phương dĩ nhiên là nhằm vào hắn mà đến, hơn nữa ẩn nặc thuật thập phần cao tuyệt, người này là ai? Mục đích là gì? Vì sao phải tiềm hành mà đến?
Đối phương tựa hồ nhìn ra nghi hoặc trong lòng Phong Phi Vân, khàn khàn cười nói. Chúng ta là bạn không phải địch, tương lai nói không nhất định ta còn có việc cầu ngươi cũng nên, ta tin tưởng đến lúc đó ngươi nhất định sẽ giúp ta có đúng không? Cạc cạc, ta đã bị ngươi nắm thóp rồi, tự nhiên không dám không đáp ứng. Phong Phi Vân âm thầm niết miểu quỷ ban chỉ trên ngón tay, chuẩn bị xuất kỳ bất ý, dùng linh khí chấn chết người này. Chỉ có giết người này, mới có thể khiến lòng hắn an tâm lại. Phong huynh lại không thành thật rồi, ta hảo ý cảnh tỉnh ngươi, ngươi lại muốn giết ta, uy lực của linh khí tuy rằng cường hãn, nhưng muốn giết ta lại không dễ dàng đâu. Giác quan của người trong hỏa diễm thật sự quá linh mẫn, chỉ một chút đã phát hiện ra Phong Phi Vân đang dẫn động trận pháp trong linh khí. Không chỉ có tốc độ đáng sợ, hơn nữa nhãn lực cũng rất lợi hại. Phong Phi Vân thu MU bàn tay về sau lưng, mày dạn mặt dày nói. Ta là người tới giờ vẫn không thích giết người, ta chỉ rất là hiếu kỳ ngươi rốt cuộc là ai, vì sao khiến ta có một loại cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc như thế. Cho ngươi xem một vật. Trong đoàn hỏa diễm lơ lửng trên mặt nước kia bay ra một khối cổ ngọc lớn chừng bàn tay, trên cổ ngọc treo lấy sợi tơ màu vàng. Đây không phải cổ ngọc, đây là vô thượng linh bảo dùng giới linh thạch điêu khắc mà thành, mặc dù chỉ là một góc mảnh vỡ linh thạch cũng có giá trị bằng một tòa thành trì. Giới linh thạch ở trong 18 loại linh thạch bài danh thứ 14, giá trị không thể dùng tiền tài để cân nhắc được, chính là tuyệt thế thạch bảo trời sinh, bên trong tự thành không gian. Có thể đào ra một khối giới linh thạch, cũng tương đương với đào được một cái chữ vật không gian. Mặc dù chỉ là một khối linh thạch lớn như bàn tay như vậy, nhưng không gian bên trong lại có thể sắp xếp một tòa núi lớn, cái này ở tu tiên giới thần tấn vương triều tuyệt đối xem như linh bảo đỉnh tiêm, vô cùng thưa thớt, giá trị còn đáng sợ hơn cả linh khí. Ngươi là Vô Hà công tử. Khôi giới linh thạch điêu khắc tinh tế này Phong Phi Vân đã từng thấy nó đeo ở bên hông Vô Hà công tử, bảo vật thế này Vô Hà công tử tự nhiên không có khả năng đưa cho bất luận kẻ nào, như vậy chỉ có thể nói rõ người trong hỏa diễm kia chính là Vô Hà công tử. Vô Hà công tử khanh khách, vậy ta lại cho ngươi xem một vật. Trong hỏa diễm lại bay ra một kiện bảo vật này là một cuốn bí quyết tu luyện, nó bay thấp đến trước người Phong Phi Vân. Bắc Minh Thần Công. Phong Phi Vân lại hơi hơi giật mình. Bắc Minh Thần Công chính là chí cao thần điển của Bắc Minh gia tộc, không phải nghịch thiên tài tuấn của Bắc Minh gia tộc thì không thể học được, quả thực có thể nói là thiên công bảo điển cao cấp nhất tu tiên giới. Bắc Minh gia tộc chính là một trong tứ đại môn phiệt của thần tấn vương triều. Là một quái vật khổng lồ, Bắc Minh Thần Công tuyệt đối không có khả năng truyền lưu vào trong tay người ngoại tộc được, đây là căn bản để một gia tộc đứng sừng sững ở đỉnh phong. Nếu Bắc Minh Thần Công lưu truyền ra ngoài, như vậy uy nghiêm của Bắc Minh gia tộc cũng sẽ không còn, địa vị bá chủ cũng sắp bị rung chuyển. Cho dù Vô Hà công tử thân là bát đại thiên tài cấp bậc sử thi cũng không có khả năng đạt được Bắc Minh Thần Công. Vậy hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ngươi là một vị cao thủ của Bắc Minh gia tộc sao? Phong Phi Vân hai mắt nhíu lại. Nếu ta cho ngươi biết, giới linh thạch chính là Vô Hà công tử quỳ trên mặt đất cầu ta nhận lấy, mà Bắc Minh thần công chính là Bắc Minh đường tự mình ghi cho ta, sau đó lại cầu khẩn ta 3 ngày, ta mới miễn cưỡng nhận lấy thì ngươi có tin không? Thanh âm của người trong hỏa diễm kia vẫn khàn khàn như trước, giống như thạch đầu đang ma sát vậy, thập phần bén nhọn, khiến người nghĩ đến một bộ thây khô đang rên rỉ lấy. Lông mày của Phong Phi Vân nhếch lên, không nhịn được cười một tiếng. Tự nhiên là không tin, ta từng gặp qua Vô Hà công tử, người này vô luận là thiên tư hay tâm trí đều vượt qua thường nhân vô số lần, coi như là cự kình cũng không thể khiến hắn khom lưng. Về phần Bắc Minh Đường, mặc dù không được lão luyện như Vô Hà công tử, nhưng mà lại là một tên cứng đầu, ta từng thiếu chút nữa chấn chết hắn mà cũng không thể để cho hắn khuất phục. Vô Hà công tử không thể nào quỳ xuống dưới chân bất luận kẻ nào. Bắc Minh Đường cũng không thể đem thần điển của gia tộc đưa cho người khác, không có khả năng cầu người. Bóng đêm cùng sông nước tương liên, càng thêm mấy phần yên tĩnh. Một đoàn hỏa diễm kia ở trên đại hà phiêu phù, đỏ đến giống như một đóa huyết sắc tiên liên, khí tức khiến cho người ta thấy mờ mịt mà linh động. Người vốn nên tin tưởng ta, trên đời này cũng không phải là chỉ có lực lượng mới có thể khiến cho nam nhân khuất phục. Thanh âm khàn khàn kia từ từ nói. Hai mắt của Phong Phi Vân tập trung nhìn về phía trước, trầm mặc hồi lâu, nói. Trên đời này đúng là cũng không phải chỉ có lực lượng mới có thể khiến cho nam nhân khuất phục, còn có một vật cũng có thể đánh sập tự ái cùng cái lưng thẳng của nam nhân.
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Người kia ở trong hỏa diễm cười khàn khàn, cười đến hết sức tự đắc. Nhưng ngươi lại không phải mỹ nhân. Phong Phi Vân cũng là một anh hùng chưa qua được ải mỹ nhân, bằng không hắn cũng sẽ không chết ở trong tay của nữ nhân. Nhu tình bách chuyển hồng nhan giường. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Địch nhân lớn nhất của nam nhân là sinh tử, địch nhân lớn thứ hai là chính mình, địch nhân lớn thứ ba chính là mỹ nhân. Ba cái này có thể chiến thắng bất kỳ một cái nào trong đó, người này nhất định có tiền đồ bất khả hạn lượng, thành tiên thành thánh cũng không phải là không được, nhưng mà... Nhìn chung từ cổ chí kim, nam nhân có thể chiến thắng bất kỳ một dạng trong đó đều là giải rác không có mấy. Làm sao ngươi biết được ta không phải là mỹ nhân? Đoàn hỏa diễm kia thiêu đốt đến càng thêm đỏ tươi, tựa như một vầng thái dương hỏa hồng lơ lửng ở trên mặt nước. Tiếng cười khàn khàn của nàng, cười đến tựa như một lão tẩu già nua. Phong Phi Vân cũng cười. Thời điểm ta bắt được ngươi chẳng phải sẽ biết ngươi là ai sao? Bá! Lần này Phong Phi Vân toàn lực thôi động thân pháp, thân thể tựa như một mũi tên rời cung, khiến mặt nước ở trên sông đều bị phá ra một cái khe rãnh, kích khởi bọt sóng màu trắng vô tận. Tốc độ của Phong Phi Vân quả thực đã vượt qua tốc độ âm thanh, một cái nháy mắt chính là vài trăm thước, nhưng mà tốc độ của đoàn hỏa diễm kia lại là nhanh hơn, một đạo quang ảnh chợt lóe, lại đã rơi vào phía sau Phong Phi Vân hơn trăm trượng. Tốc độ như vậy quả thực có thể nói là kinh khủng để hình dung, hơn nữa quỹ tích vận hành cũng tràn đầy tính khiêu dược, cái loại vận luật này tuyệt đối không phải là tu sĩ bình thường có thể làm được. Bá! Phong Phi Vân đứng vững cước bộ, lòng bàn chân tràn ra một đạo linh mang. Dẫm ở trên mặt nước. Trong lúc cực nhanh, hai người thế nhưng đã biến hóa phương vị, Phong Phi Vân đứng ở vị trí mà đoàn hỏa diễm kia lúc trước vừa mới huyền phù, mà đoàn hỏa diễm kia hiện tại liền huyền phù ở vị trí lúc nãy hắn vừa đứng. Ai, ta đã sớm nói, chúng ta là bạn không phải địch, Phong Huynh, vì sao lại muốn liên tục bức bách? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người ở trong hỏa diễm kia thở dài nói. Phong Phi Vân cười nói, hiện tại ta ở trên đời này đều là kẻ địch, bằng hữu chân chính nhưng là một người cũng không có, ngươi làm thế nào để cho ta tin được. Tạ nguyện làm bằng hữu thứ nhất của Phong Huynh. Phong Phi Vân nói, muốn làm bằng hữu, dù xa cũng phải có một cái lý do. Tương lai ta muốn đi làm một việc đại sự, cần có Phong Huynh hỗ trợ mới có thể thành sự, hiện tại kết giao bằng hữu với Phong Huynh, tương lai mời Phong Huynh hỗ trợ cũng sẽ không khó khăn như vậy. Đúng không? Trong hỏa diễm kia truyền đến tiếng cười. Tu vi cùng thủ đoạn của đối phương đều cực kỳ cao minh, hơn nữa tương đối quỷ dị, ngay cả Phượng Hoàng Thiên Nhãn của Phong Phi Vân đều bị ngăn cản ở bên ngoài hỏa diễm, nhìn không thấy hình dáng của hắn, dĩ nhiên cái này cũng là bởi vì Phượng Hoàng Thiên Nhãn của Phong Phi Vân mới vừa vặn nhập môn. Đối phương đã có tính toán che giấu thân phận, hiển nhiên là sợ Phong Phi Vân biết thân phận của mình, điều này cũng nói rõ địa vị của người này rất lớn. Thân phận đặc thù, hơn nữa nói không chừng đã gặp qua Phong Phi Vân, hoặc là Phong Phi Vân gặp qua hắn. Làm bằng hữu chung quy phải xuất ra một chút thành ý chứ. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào đoàn hỏa diễm kia, nói. Trong hỏa diễm truyền ra tiếng cười, phát ra thanh âm hỏa diễm thiêu đốt tách tách. Bắc Minh thần công cùng với một khối giới linh thạch này Phong Huynh có thể tùy tiện chọn một thứ, nếu như Phong Huynh thích cả hai, đều cầm đi cũng có thể. Ngươi nhìn như vậy có tính là có thành ý hay không? Vô luận là điển tịch Bắc Minh thần công hay là giới linh thạch đều là bảo vật tuyệt đỉnh đương thời, coi như là một tòa đại hình tiên môn cũng sẽ vì thế mà liều mạng cướp đoạt, cao thủ cấp bậc cự kình cũng sẽ vì thế mà đánh đến đầu rơi máu chảy. Nhưng mà người này lại tùy ý đưa cho Phong Phi Vân, giống như hoàn toàn không để hai kiện linh bảo tuyệt đỉnh nào vào trong mắt, bởi vậy có thể thấy được Phong Phi Vân ở trong mắt nàng có giá trị cao bao nhiêu. Trong hai kiện linh bảo này tùy tiện cầm ra một thứ đều có thể mua chuộc một vị cự kình, thật sự là rất có thành ý rồi. Còn chưa đủ. Phong Phi Vân không nhìn đến hai kiện bảo vật đang bay tới kia một chút nào, chỉ là chăm chú nhìn lên trên đoàn hỏa diễm kia. Trong hỏa diễm kia yên lặng ngắn ngủi, sau một hồi lâu, nói. Phong Huynh cần gì chấp nhất như thế, cho dù thấy diện mục thật của ta đối với ngươi cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại còn có chỗ xấu rất lớn đối với ngươi. Ha ha, có thể có chỗ xấu gì chứ? Phong Phi Vân cười nói. Ta sợ chúng ta không thể làm bằng hữu được rồi. Người nọ lại nói. Hiện tại như vậy thật tốt, người nhận lấy lễ vật của ta,
ta giúp ngươi giải quyết cao thủ của trừ ma liên minh đuổi giết ngươi mà đến, mà ngươi chỉ cần ở tương lai đáp ứng làm giúp ta một chuyện, giữa chúng ta liền thanh toán xong, ngươi không cần nhìn thấy mặt ta, thấy ta, cũng đúng là không có bất kỳ chỗ tốt nào đối với ngươi. Phong Phi Vân đã sớm đoán được chút ít nghịch thiên tài tuấn kia của trừ ma liên minh nhất định sẽ đuổi giết mà đến, dù sao bộ thiên nhai đều có thể phát hiện ra hành tung của hắn, như vậy liền nhất định sẽ đi báo cho người của trừ ma liên minh. Hơn 10 vị cao thủ tuyệt đỉnh thế hệ trẻ tuổi kia hiện tại sợ rằng đã cách Phong Phi Vân không xa. Ta là người luôn luôn không thức thời, cho nên đắc tội tương đối nhiều người, chỉ có thể cô phụ hảo ý của các hạ rồi. Phong Phi Vân bỗng nhiên đánh miểu quỷ ban chỉ ra ngoài, lần này hắn đã lén giấu miểu quỷ ban chỉ ở đáy nước, di động đến phía dưới một đoàn hỏa diễm kia, giờ phút này đột nhiên xuất thủ ám sát, thế muốn buộc nàng hiện nguyên hình. Uy lực của linh khí triển hiện. Sáu bức cổ đồ phi chấn mà ra, bao phủ trời đất, biến thành một cái lồng giam sáu phương. Oanh! Phong Phi Vân theo sát đánh ra chiêu thứ hai, điều động hơi nước ở trên đại hà, ngưng tụ hắc thủy thuật pháp mênh mông cuồn cuộn, cơ hồ đã lấy hết tất cả hơi nước ở trên con sông lớn này. Oanh long long! Linh khí sát huy vô cực cùng hắc thủy thuật pháp đồng thời đánh ra ngoài, đánh cho địa phương này hôn thiên ám địa, đại điện run rẩy, chiến khí huy hoàng. Xem ra còn phải cho Phong huynh suy nghĩ một thời gian ngắn, lúc này tại hạ từ biệt, chúng ta gặp lại ở Vạn Tượng Tháp, trên đường nhưng phải cẩn thận với người của mấy đại mỹ nhân cùng trừ ma liên minh, hy vọng Phong huynh có thể còn sống đi tới Vạn Tượng Tháp, đến lúc đó tất sẽ đến tiếp kiến, tất có hậu lễ đưa lên. Một đoàn hỏa diễm kia huyền phù ở trên bầu trời, trực tiếp xông vào tầng mây vạn trượng, phát ra tiếng cười sảng lãng, biến thành một khỏa ngôi sao, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt. Tất cả công kích của Phong Phi Vân thế nhưng đều thất bại, ở trước một khắc Phong Phi Vân xuất thủ công kích, người kia đã bay ra khỏi vòng chiến, linh khí cùng hắc thủy thuật ngay cả chéo áo của nàng cũng không chạm vào được. Rất hiển nhiên đối phương trước đó đã biết Phong Phi Vân giấu miểu quỷ ban chỉ ở dưới đáy nước, cho nên tốc độ phản ứng mới có thể nhanh như vậy. Người này thật đáng sợ, hy vọng không nên là địch nhân. Phong Phi Vân thu hồi miểu quỷ ban chỉ, nhìn trường không mênh mông. Tâm trí cùng thiên phú của người này chính là Phong Phi Vân bình sinh mới thấy, mặc dù từ đầu tới cuối nàng đều không xuất ra một chiêu, nhưng mà lại để cho tâm của người khác cảm giác được sợ hãi. Nguy rồi, Kỳ Thương Nguyệt đào tẩu rồi. Kỳ Thương Nguyệt chẳng biết lúc nào đã biến mất, oán khí của nàng đối với Phong Phi Vân rất nặng, một khi chạy trốn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một mỹ nhân băng sơn tự cho mình là rất cao mất đi trinh tiết, hoặc là tự sát, hoặc là liều mạng với ngươi. Kỳ Thương Nguyệt tuyệt đối thuộc về loại người sau. Vạn Tượng Tháp là chỗ giao giới giữa Nam Thái Phủ cùng Cổ Cương Phủ, tọa lạc ở dưới Kỳ Thiên Sơn mạch mênh mông mà nguy nga. Ở trong mắt người bên ngoài Vạn Tượng Tháp là thánh địa thiên hạ đệ nhất học thuật, vô luận là ngũ đại huyền sư hay là người có danh tiếng trong tu tiên giới, vương giả của thế hệ trẻ cơ hồ đều sẽ đi tới Vạn Tượng Tháp. Chỉ có người đi qua Vạn Tượng Tháp mới được xem như là một tu tiên giả hợp cách. Kỳ Thiên Sơn mạch liên miên 37 vạn dặm, cơ hồ kéo dài qua cả Thần Tấn Vương triều, trong sơn mạch Thiên Sơn san sát, dị thú như thảo mãng, linh thạch quáng rất nhiều, mà tiên môn tọa lạc cũng cực nhiều. Trừ Vạn Tượng Tháp ra, đạo môn, ngự thú trai đỉnh đại danh của tu tiên giới đều ở trong Kỳ Thiên Sơn mạch. Liên miên 37 vạn dặm, tụ tập không dưới 1000 tòa tiên môn lớn nhỏ, vừa phồn hoa, cũng có giết chóc, thánh địa của tu tiên giới lại cũng là địa phương cạnh tranh kịch liệt nhất. Oanh long long, một chiếc xe đồng cuốn lên tảng lớn bụi mù, cuồn cuộn mà đi về phía bắc. Phong Phi Vân ngồi ở trong đồng xa, thu lại bát thuật quyển, ánh mắt dừng lại ở trên hai kiện kỳ bảo khác, giới linh thạch cùng Bắc Minh thần công. Hai loại đồ vật này đều là kỳ bảo đỉnh cấp của tu tiên giới, nhưng lại là hai loại đồ vật có thể gây ra họa sát thân. Nàng rốt cuộc là ai? Cái trán của Phong Phi Vân khó có thể giãn ra. Mặc dù trong lòng có điều suy đoán nhưng mà lại đều bị chính mình hủy bỏ, mấu chốt là không cách nào đoán được đối phương đến tột cùng là ôm loại mục đích nào. Sống ở chỗ nào thì theo phong tục chỗ đấy, đã đắc tội với tu tiên giới của cả Nam Thái Phủ rồi, cũng không sợ lần nữa đắc tội với Vô Hà công tử cùng Bắc Minh gia tộc. Bá! Phong Phi Vân cầm lấy một khối giới linh thạch lớn cỡ bàn tay tựa như đồng thô, ngón tay hướng bên trên giới linh thạch sờ vào, xuyên qua một tầng bạch sắc quang hoa nhàn nhạt. Toàn bộ cái tay đều biến mất ở trong linh thạch. Giới linh thạch ở trong 18 loại linh thạch bài danh thứ 14, so với chân diệu linh thạch, ngũ cốc linh thạch,
đan linh thạch đều phải thần kỳ hơn nhiều lắm, bên trong tự thành một phương không gian, có thể cất trữ vật phẩm quý trọng. Không gian trong một khối giới linh thạch này đủ để cất chứa nửa tòa núi lớn. Đây còn là giới linh thạch phổ thông nhất, có chút giới linh thạch hiếm có, không gian ở bên trong có thể so với một cái tiểu thế giới, thậm chí sẽ hấp thu thiên địa tinh hoa, đại địa linh căn, dựng dục ra giới thạch sinh vật ly kỳ cổ quái. Bắc Minh thần công. Phong Phi Vân cầm quyển sách này lên, ngón tay khe do dự một chút, cuối cùng là vẫn không mở ra. Bắc Minh thần công mặc dù chính là vô thượng thần điển của Bắc Minh gia tộc, thuộc về công pháp đứng đầu nhất của tu tiên giới, nhưng mà tuyệt đối không hơn được so với Bất Tử Phượng Hoàng Thân cùng Bát Thuật Quyển, nếu đã như vậy, vậy còn cần thiết phải nhìn sao? Tu luyện công pháp, tinh mà không tạp. Phong Phi Vân cất Bắc Minh thần công vào trong giới linh thạch, sau đó lại cột giới linh thạch ở ngang hông, dùng vạt áo che đậy lại. Từ đầu đến cuối hai tỷ muội Quý gia đều ngồi ở một bên, không nói câu nào, chỉ là tò mò nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Mao Ô Quy đứng ở trên bả vai của Quý Tiểu Nô, một đôi ánh mắt to như hạt đậu chăm chú nhìn vào một khối giới linh thạch ở ngang hông Phong Phi Vân, trong miệng không ngừng chảy nước miếng, thiếu chút nữa liền nhào tới cướp lấy. Mao Ô Quy hiện tại rất quen thuộc với Quý gia tỷ muội, Quý gia tỷ muội cho là tiểu bạch quy lớn lên đặc thù này chính là Phong Phi Vân từ bờ sông nhặt về, ngược lại cũng là mừng rỡ không thôi, mỗi ngày đều cùng nó dính chung một chỗ, xem nó trở thành một đầu sủng vật. Các ngươi như thế nào rồi? Phong Phi Vân vừa ngẩng đầu liên vừa vặn nghênh đón con ngươi to tròn của Quý tiểu nô. Mao Ô Quy nhất thời hút một cái, khiến nước miếng đã sắp chảy xuống vai của Quý tiểu nô bay trở lại trong miệng, liền tranh thủ chuyển đầu qua một bên. Quý tiểu nô cũng là đối với Phong Phi Vân rất không khách khí, nói: "Nếu ngươi giết bộ thiên nhai, như vậy Kỷ Thương Nguyệt đâu rồi?" Cái vấn đề này vốn là ở 17 ngày trước nàng đã muốn hỏi, nhưng mà lại vẫn không nói ra lời. Nói đến Kỷ Thương Nguyệt, sắc mặt của Phong Phi Vân cũng có chút mất tự nhiên rồi, giả bộ ho hai tiếng nói: "Nàng về nhà rồi." "Về nhà?" Quý tiểu nô không tin. "Tại sao nàng về nhà?" Quý tiểu nô cũng cảm thấy lời của Phong Phi Vân không thể tin được. Chỉ có Mao Ô Quy nhếch miệng ra, trên khuôn mặt rùa cười đến có chút quỷ dị, nó rất muốn mở miệng nói chuyện, nói ra sự thật cho hai nữ hài tử có chút ngây thơ này nghe, nhưng mà lại bị Phong Phi Vân trừng mắt, nó liền lại thõng đầu xuống. "Ân, cái này, khụ khụ, chúng ta vẫn là không nói đến cái vấn đề này nữa, à, đúng rồi, chúng ta vẫn là nói đến chuyện Dương Thần Thánh Thai một chút đi." Phong Phi Vân vội vàng nói sang chuyện khác, cũng không thể nói cho các nàng biết chính mình cường bạo Kỷ Thương Nguyệt rồi, mặc dù đây là sự thật nhưng mà chỉ cần Phong Phi Vân nói ra lời này, nhất định sẽ hù dọa các nàng chạy mất. Đối với chuyện của Kỷ Thương Nguyệt, sau khi trải qua Phong Phi Vân cũng đã cảm giác hối hận, cái này căn bản cũng không phải là phong cách làm việc của hắn, hơn nữa lúc ấy tính tình của mình cũng căn bản không cách nào dùng lý tính để áp chế, cho nên mới làm ra loại chuyện đó. Phong Phi Vân tự nhiên tâm tính của mình đã đủ kiên định, dưới tình huống bình thường hắn sẽ một trưởng giết chết Kỷ Thương Nguyệt, mà không phải là cường bạo nàng. Lại là vì sao xảy ra chuyện không bình thường như thế? Giờ phút này hồi tưởng lại, Phong Phi Vân cảm giác được trong đó lộ ra quỷ dị. Phong Phi Vân nghĩ tới có hai khả năng, trong thân thể mình chảy xuôi một nửa yêu ma chi huyết, mà cỗ yêu ma chi huyết này đã bắt đầu thức tỉnh, Lưu Gia Gia đã từng nói, khi yêu ma chi huyết thức tỉnh, lực lượng cùng nguy cơ sẽ đến cùng lúc, nếu không thể trấn áp cỗ nguy cơ này, như vậy rất có thể sẽ chết thảm ở trên con đường tu đạo. Chẳng lẽ nguy cơ nói đến chính là cái này? Dĩ nhiên đây chỉ là khả năng thứ nhất, còn có một cái khả năng khác, có phải là người thần bí được bao phủ ở trong hỏa diễm kia động tay động chân với Phong Phi Vân cùng Kỷ Thương Nguyệt hay không? Thần bí nhân kia nhưng là từ đầu đến cuối đều ẩn nấp ở trong bóng tối, cho đến sau khi Phong Phi Vân xâm phạm Kỷ Thương Nguyệt, hắn mới phiêu nhiên xuất hiện. Người này cũng đáng giá hoài nghi vô cùng. Dĩ nhiên những thứ này cho dù thật sự tồn tại cũng chỉ là nhân tố bên ngoài, nguyên nhân chân chính vẫn là quy kết cho tâm của mình không đủ cường đại, cho nên mới làm ra chuyện như vậy. Lần này thật đúng là xung động rồi, làm sao lại phạm phải một cái sai lầm cấp thấp như vậy chứ? Một nam nhân không sáng suốt nhất chính là cùng với nữ nhân có cừu hận với mình phát sinh quan hệ, vô luận là trên mặt tình cảm hay là trên thân thể. Lão đại, còn có lộ trình nửa ngày sẽ đi tới Vạn Tượng Tháp rồi. Thanh âm của Vương Mãnh từ bên ngoài xe truyền tới. Phong Phi Vân thu hồi suy nghĩ,
đang định từ trong đồng xa đi ra ngoài, chợt có một cỗ khí tức khác thường từ dưới đất truyền đến, cảm giác như vậy chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng mà lại vô cùng chân thực. Sát khí. Vốn là muốn đứng dậy, Phong Phi Vân bỗng nhiên lại bất động, hai mắt trở nên có chút phát lạnh, trên ngón tay sinh ra một phiến thủy vụ, hắc thủy thuật chậm rãi ngưng tụ. Quý gia tỷ muội đều cảm thấy tò mò, rõ ràng mới vừa rồi Phong Phi Vân đã chuẩn bị đứng dậy, nhưng mà lại bỗng nhiên dừng ở chỗ đó, thu liễm hoàn toàn khí tức trên người, bộ dáng như lâm đại địch. Các nàng tự nhiên không nhận ra được có một đạo khí tức từ dưới đất truyền đến. Mao Ô Quỳ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt sinh quang, hiển nhiên cũng đã nhận ra một tia khí tức không tầm thường. Hiu, hiu, lại có mấy cỗ khí tức cổ quái từ phía xa đi tới, xuyên qua ở dưới lòng đất. Thế nhưng không chỉ là một cái, ít nhất là ba trở lên, rốt cuộc là người hay là thú. Phong Phi Vân tâm bình khí hòa mà nói. Phong mỗ mới tới vạn tượng tháp, không biết là đắc tội với vị bằng hữu nào. Quy Tâm Nô cùng Quý Tiểu Nô đều hơi sửng sốt, không biết Phong Phi Vân đang nói chuyện với ai. Đúng lúc này mặt đất chung quanh đồng xa nứt ra, giống như là cái gương bị rơi vỡ, nứt ra càng lúc càng lớn, dường như muốn từ trên mặt đất lún xuống. Đồng xa bắt đầu lay động, một cái càng xe đã rơi vào trong lòng đất. Lung lay dữ dội, như muốn rơi xuống thâm uyên dưới lòng đất. Hiu! Phong Phi Vân bắt lấy Quý gia tỷ muội, bỗng nhiên từ trong đồng xa bay ra, hạ xuống bên ngoài, sau khi để Quý gia tỷ muội ở trên mặt đất, liền là một cước giẫm lên mặt đất, lòng bàn chân truyền ra sóng lớn màu vàng, chấn xuống dưới đáy. Oanh! Mặt đất hoàn toàn sụp đổ, lộ ra hố to phương viên 10 thước. Bá, 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 bá. Năm đạo hắc ảnh từ phía dưới sông lên trên, thân mặc la bì hắc giáp, trên đầu riêng mình lơ lửng một con chiến thú tinh hồn, tựa như năm cái cờ màu đen rơi vào năm cái phương vị của Phong Phi Vân, vây khốn hắn lại. Động tác của năm đạo hắc ảnh giống nhau, ẩn chứa quy luật đặc thù, có chút giống với năm tôn tử nhân khôi lỗi, nhưng mà lại là người sống xác thực. Vương Mãnh xoa xoa tay, mắt hổ nhìn chằm chằm vào năm đạo thân ảnh này, mang theo một ngụm cười lạnh. Phong Phi Vân như cũ lẳng lặng đứng đó, quét nhìn năm người lùn mặc la bì hắc giáp, năm người bọn họ thân cao đều chỉ chừng một thước, chỉ cao bằng thắt lưng của Phong Phi Vân, ngược lại cũng coi như là người lùn. Là hắn. Chính là hắn. Năm người lùn đồng thời lẩm bẩm một câu, năm đôi ánh mắt chỉ to bằng hạt gạo đồng thời bắn ra một đạo tinh mang, tựa như năm mũi kim tiễn sắc bén. Ánh mắt của bọn họ thật sự có chút kinh người, ánh mắt kia khiến cho người ta không thể nhìn thẳng vào bọn họ. Các ngươi là ai? Phong Phi Vân nói. Người giết ngươi. Năm người lùn đồng thời nói. Các ngươi có biết các ngươi đang giết người nào không? Phong Phi Vân nói. Không biết, cũng không cần biết. Năm người lùn đồng thời nói. Phong Phi Vân hiểu, nguyên lai là năm sát thủ, bởi vì chỉ có sát thủ mới không cần biết tên họ của đối phương cũng có thể giết người. Xem ra không phải là người của trừ ma liên minh, mà là có người mời tới sát thủ chuyên vì giết hắn. Năm người lùn xuất thủ, động tác của bọn họ chỉnh tề như một, mà năm người đồng thời động, năm đầu dị thú chiến hồn có tu vi 300 năm từ trong thân thể của bọn họ lao ra, có xích hổ, có song đầu báo, có kiếm xì tượng. Bọn họ chém giết dị thú, luyện hóa tinh hồn kia, nhét vào trong thân thể, gia tăng tu vi cùng lực lượng của mình. Năm người đều có cảnh giới thần cơ sơ kỳ, hơn nữa sát khí trên người dày đặc vô cùng, hiển nhiên đều là sát thủ giết qua trăm người. Vô luận là trình độ quỷ dị của thân pháp hay là vận dụng đối với sát thuật đều đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Nơi xa, trên một tòa núi nhỏ có ba thanh niên mặc bạch sắc nho bào, khí chất trang nhã, lộ ra vẻ cao quý, từ xa nhìn về phía trước. Tiểu tử kia quả nhiên tới vạn tượng tháp, Mộ Dung Trác, lần này coi như ngươi đã đón đúng. Giữa hai tay của La Thế Hùng chớp động lên hỏa diễm, một đôi mắt lộ ra vẻ có chút sắc bén. Có thể đánh chết tám tôn thi tà. Hơn nữa trên mặt đất còn lưu lại hỏa diễm chi khí mà tầm bảo sư mới có thể thi triển, rất hiển nhiên hắn chính là một gã tầm bảo sư. Hắn một đường hướng bắc tự nhiên là đến vạn tượng tháp. Mộ Dung Trác hơi cười. Ngươi nói năm trưởng lão của cổ địa tộc có thể đánh chết hắn hay không? Ba người thanh niên mặc bạch sắc nho bào này chính là ba người trong học viên của bảy cái vạn tượng tháp kia mà Phong Phi Vân gặp được ở Tam Tài Quận. La Thế Hùng, Mộ Dung Trác, Cổ Liên Thu. Bọn họ đều là người có tâm tính cực cao, chịu nhục ở trước mặt Phong Phi Vân, tự nhiên muốn trả thù lại,
hôm nay Phong Phi Vân đi tới Vạn Tượng Tháp, ở bọn hắn xem ra chính là tự tìm đường chết. Cho nên liền dùng số tiền lớn mời 5 vị trưởng lão của cổ địa tộc ám sát Phong Phi Vân, đối với thân phận của bọn họ mà nói, tiền tài đã là thứ không cần thiết, dùng để giết người xa xa so sánh với tự mình ra tay giết người càng dễ dàng hơn. Cổ địa tộc giết người cho tới bây giờ đều chưa từng bị thua, từng có một vị tháp chủ của Vạn Tượng Tháp đã chết ở trong tay sát thủ của cổ địa tộc, bàn về thủ đoạn sát thủ, cổ địa tộc hoàn toàn có thể so sánh với Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung. Mộ Dung Trác cười nói, huống chi còn là 5 người có cấp bậc trưởng lão xuất thủ, tiểu tử này nhìn qua cũng là không tới 16 tuổi, cho dù tu vi cao tới đâu cũng không được bao nhiêu, hôm nay liền muốn cho hắn biết, làm người phải nhún nhường một chút mới tốt. Bạch Y Mỹ Nhân Cổ Liên Thu một mực không có mở miệng, ở phía xa nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân một cái, nói. Một người không tiền không thế, đúng là nên cúi đầu làm người, huống chi là ở trước mặt chúng ta. La Thế Hùng cùng Mộ Dung Trác đều là gật đầu, lộ ra nụ cười tên nớp nhẫn. 5 vị trưởng lão của cổ địa tộc đều là tu sĩ thế hệ trước đã tu luyện trên 60 năm, mặc dù bởi vì nguyên nhân thể chất nên đã bị vây ở tu vi thần cơ sơ kỳ. Nhưng mà dị thú chiến hồn do bọn hắn cô đọng, tu luyện các loại thủ đoạn giết người, bất kỳ một người nào trong bọn họ đều có thể miểu sát tu sĩ thần cơ sơ kỳ. Huống chi là 5 người liên thủ tạo thành trận pháp, ngưng tụ lực lượng của 5 người, chiến lực chồng chất lên bao nhiêu lần, cũng khó trách Mộ Dung Trác đối với bọn họ có lòng tin như vậy. 5 đầu dị thú chiến hồn biến thành độ cao 10 thước, giống như 5 tòa núi nhỏ, thú khí tuôn ra, che đậy trường không, lấy khí thế quét ngang núi cao trùng sát mà đến. Ở trước mặt dị thú chiến hồn hạo hạo đáng đáng, Phong Phi Vân giống như là một phiến lá cây trên sông lớn. Oanh! Phong Phi Vân điểm ra một ngón tay, một đóa hắc quang thô to một thước từ trong thủ chỉ của hắn bay ra, chấn vỡ 5 đầu dị thú chiến hồn, thân thể giống như quỷ mị lướt ra ngoài, rơi vào phía sau một vị trưởng lão cổ địa tộc trong đó, một trưởng đặt ở trên bờ vai thấp bé của lão. Răng rắc! Cả cái xương vai cùng xương quai xanh đều gãy lìa. Thậm chí ngay cả xương sườn nối tiếp xương quai xanh ở phía dưới đều thiếu chút nữa bị chấn gãy. Thình thịch, Phong Phi Vân hai mắt sáng ngời mà lại kiên định, sau khi đánh trọng thương một vị trưởng lão của cổ địa tộc, liền lại một cước đạp vỡ, thân thể biến thành bùn máu trên đất. Trong thời gian cực ngắn, Phong Phi Vân liền giết một người. 4 vị trưởng lão cổ địa tộc còn dư lại đều là hơi kinh hãi, thiếu niên này làm sao cường đại như thế, tu vi rõ ràng là thần cơ sơ kỳ. Nhưng mà lại khiến cho bọn họ cảm giác được sợ hãi phát ra từ trong lòng, tựa như đang chống lại một vị cự kình. Người phương nào mời các ngươi tới giết ta? Phong Phi Vân giơ giơ bàn tay dính vết máu của mình ở trong không khí. 4 vị trưởng lão cổ địa tộc không nói câu nào, đồng thời xuất thủ, riêng mình cầm một kiện bảo binh, hắc sắc, hoàng sắc, bạch sắc linh quang sát động, hội tụ ra hơn 10 đạo sát phạt chi khí, đan vào thành một cái linh quang hồng lãng. Thình thịch. Phong Phi Vân lấy xích hỏa thuật hoàn thiện triệu hồi hỏa tinh trong không khí, ngưng kết thành một tòa hỏa hải, chấn toái linh quang hồng lãng đầy trời kia. Trải qua tu luyện những ngày qua, Phong Phi Vân đã tu luyện hắc thủy thuật tới đại thừa, ngay cả xích hỏa thuật cũng đã vận dụng thành thạo, thần cơ trong đan điền cũng theo đó tăng lên gấp đôi, tốc độ tu luyện so với trước kia nhanh hơn nhiều. Căn cứ vào đánh giá của Phong Phi Vân, nếu như đem loại thuật pháp thứ 3 thanh mộc thuật tu luyện tới đại thừa, liền có thể mượn lực lượng của một cỗ thuật pháp này để đột phá cảnh giới thần cơ trung kỳ. Sau khi đạt tới cảnh giới thần cơ, tăng lên mỗi một cái tiểu cảnh giới đều lộ ra vẻ khó khăn vô cùng, rất nhiều người đồng lứa đều bị vây khốn ở cảnh giới thần cơ sơ kỳ, mà có người mấy chục năm đều chưa hẳn có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Phong Phi Vân cuối cùng là thấy được hy vọng đột phá cảnh giới, hơn nữa lấy tốc độ lĩnh ngộ của hắn đối với tiểu diễn ngũ hành thuật thì một ngày này đã không còn xa nữa. Bá! Thân như thiểm điện. Phong Phi Vân chế trụ cái cổ của một vị trưởng lão cổ địa tộc trong đó, ngón tay sinh ra hai đạo linh mang sắc bén trực tiếp chấn vỡ cổ họng của lão. Vị trưởng lão của cổ địa tộc này ôm cổ, trong hai tay không ngừng tràn ra máu tươi, cuối cùng ngã xuống mặt đất. Vị trưởng lão cổ địa tộc thứ hai liền dễ dàng chết đi ở trong tay hắn như vậy, thủ đoạn sát nhân lưu loát, quả thực so với những sát thủ chuyên nghiệp như bọn hắn đều phải lợi hại hơn mấy phần. Thủ đoạn giết người thật là đáng sợ, đây còn chỉ là một thiếu niên 14, 15 tuổi sao. Đi! 3 vị trưởng lão của cổ địa tộc còn lại đều cảm thấy một cỗ hàn khí không hiểu, sinh lòng sợ hãi, rối rít chạy trốn. Hai chân ở trên mặt đất xoay tròn,
cả người liền chìm vào dưới đất. Các ngươi không đi được. Trên ngón tay Phong Phi Vân ngưng tụ hắc thủy thuật, điều động tất cả bùn đất hơi nước ở chung quanh trăm trượng ngưng tụ thành băng cho, bùn đất nhất thời trở nên cứng rắn hơn so với sắt thép, trên mặt đất cũng ngưng tụ ra một tầng hàn băng thật dày. Loại kỹ thuật này nhìn đến Quý Tiểu Nô trợn mắt há hốc mồm, chỉ ngây ngốc mà nói. Đây cũng là thuật pháp bên trong bát thuật quyển, Phong Đại Hỗn Đản mới tu luyện mấy ngày dĩ nhiên đã đạt tới trình độ như vậy rồi. Thiên phú của hắn thật sự quá cao. Quý Tâm Nô nói. Bát thuật quyển chính là Quý Tâm Nô đích thân giao cho Phong Phi Vân, vốn cho là Phong Phi Vân mặc dù có mấy phần thủ đoạn của Tầm Bảo Sư, cũng cần ít nhất 3 năm mới có thể tu luyện được một tia thành tựu. Nhưng mà hôm nay còn chưa tới một tháng, hắn liền lĩnh ngộ ra một đạo trong đó, thiên phú như thế khiến cho nàng mừng rỡ không thôi. Nếu như hắn có thể tuân thủ hứa hẹn, giúp hai tỷ muội bọn họ báo thù, vậy không phải là không thể lấy Dương Thần Thánh Thai đưa cho hắn, trong lòng Quý Tâm Nô đã nghĩ như thế. Thình thịch, hàn băng trên đại địa đều bạo phát ra, ba cỗ thi thể máu chảy đầm đìa từ dưới đất bị nổ bay ra ngoài, huyết nhục mơ hồ tung tóe lên mặt đất. Năm vị trưởng lão của cổ địa tộc đều chết hết, cả quá trình không tới 3 phút đồng hồ. La Thế Hùng điên cuồng nuốt nước miếng một cái, có chút không dám tin vào hai mắt của mình, một thiếu niên 14, 15 tuổi thế nhưng giết chết 5 vị trưởng lão của cổ địa tộc, mà còn lộ ra vẻ nhẹ nhàng như vậy. Mộ Dung Trác cũng không cách nào bật cười, ngược lại hít một hơi lãnh khí. Thủ đoạn của hắn thật là ngoan độc. Một trận hàn phong thổi tới để cho Mộ Dung Trác cảm giác được lưng có chút phát lạnh. Phong Phi Vân đã đứng ở phía sau hắn, thanh âm cơ hồ vang lên ở bên tai hắn. Người nào tàn nhẫn đối với ta, ta liền sẽ trả lại tàn nhẫn gấp bội. Mộ Dung Trác sợ hết hồn, mạnh mẽ lao xuống 3 bước, xoay người nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, cảm giác được thân thể có chút co rút, không cách nào nhúc nhích. Đây là một loại phản ứng của bản năng, mặc dù tu vi của hắn so với Phong Phi Vân cao hơn một cái cảnh giới nhưng mà lại có một loại cảm giác không thể địch nổi. Không chỉ có hắn, La Thế Hùng cùng Cổ Liên Thu đều là riêng mình lùi về phía sau, như lâm đại địch. Phong Phi Vân cười nhìn bọn hắn một cái, nói. Mấy vị đã lâu không gặp a. Người tốt nhất đừng loạn tới, phía trước chính là Vạn Tượng Tháp, phàm là dám can đảm giết người ở trong địa vực của Vạn Tượng Tháp đều sẽ bị chấp pháp đội chế tài. Mộ Dung Trác chấn định lại, nghĩa chính ngôn từ mà nói. Ở Vạn Tượng Tháp là cấm giết người. Phàm là dám ở Vạn Tượng Tháp công khai giết người đều phải bị chấp pháp đội bắt vào trong ngục tháp giam giữ, thậm chí chấp pháp đội sẽ xử tử hung đồ ngay tại chỗ. Phong Phi Vân cười nói. Đây không phải là còn chưa tiến vào địa vực của Vạn Tượng Tháp đi. Ba người đều là sắc mặt biến đổi. Ta chính là thiên kim tộc trưởng của cổ gia Nam Thái Phủ, nếu như ngươi dám đụng đến ta, vậy sẽ đưa tới họa sát thân. Cổ Liên Thu thật sự hơi sợ, dù sao nàng tuy là ngự thú sư. Ở tu tiên giới có địa vị tôn sùng, nhưng mà lực chiến đấu tự thân lại cách biệt quá xa. Bộ dáng giết người không chớp mắt mới vừa rồi của Phong Phi Vân tựa như một tôn cái thế hung ma, khiến cho vị thiên kim tiểu tử sống an nhàn sung sướng như nàng bị dọa sợ không nhẹ. Nam Thái Phủ cổ gia. Phong Phi Vân cảm thấy quen thuộc, đột nhiên nhớ tới, đó là một đại hình tu tiên gia tộc giao hảo với Phong gia, dĩ nhiên hoàn toàn không thể nào so sánh với loại gia tộc cổ xưa cấp bậc bá chủ như Phong gia được. Cũng tính là một cái thế lực đỉnh phong ở tuyến thứ hai. Ngươi sẽ ngay cả cổ gia đều chưa nghe nói qua chứ. Trong lòng Cổ Liên Thu thầm mắng Phong Phi Vân là một tên nhà quê, không có kiến thức, cho nên lại thêm một câu. Cổ gia chúng ta giao hảo với bá chủ Phong gia của Nam Thái Phủ, ngươi chọc không nổi. Sư phụ ta chính là chủ nhân của đan tháp tầng thứ ba, tu vi đã đạt tới thiên mệnh chi cảnh, nếu như ngươi đụng đến ta, lúc đến Vạn Tượng Tháp ngươi nhất định là nửa bước khó đi. La Thế Hùng là một vị luyện đan sư, ở trên con đường luyện đan có thiên phú cực cao, nói chuyện cũng có chút nắm chắc. Bọn họ đều bắt đầu tự giới thiệu, chỉ sợ thiếu niên ở trước mắt này là một tà ma thích giết chóc, chém giết bọn họ ở chỗ này. Mộ Dung Trác tuy là đã đạt tới cảnh giới thần cơ trung kỳ, nhưng là một vị luyện khí sư, rất ít khi giao thủ với người khác, lại càng cho tới bây giờ đều chưa từng đích thân giết người, cũng bị bộ dáng giết người mới vừa rồi của Phong Phi Vân khiến cho kinh sợ. Có chút lắp bắp mà nói. Ta chính là nhị thiếu gia của Trấn Thiên Hậu Phủ, nếu như ngươi đụng đến ta liền xảy ra chuyện lớn. Ha ha! Trong lòng Phong Phi Vân cảm thấy rất buồn cười, chính mình liền tất cả tiên môn đứng đầu của Nam Thái Phủ đều đắc tội hết,
chẳng lẽ còn sợ hãi uy hiếp của bọn hắn? Gì? Lông mày của Phong Phi Vân nhếch lên, nghiêm nghị nói. Mới vừa rồi ngươi nói ngươi là nhị thiếu gia của Trấn Thiên Hậu Phủ. Nhị thiếu gia? Mộ Dung Trác sớm đã không còn ngạo khí, gật đầu xác nhận. Vậy bát tiểu thiếp của cha ngươi nhưng ở Vạn Tượng Tháp. Phong Phi Vân có chút vội vàng mà nói. Ba người ở tại chỗ đồng loạt sửng sốt, ánh mắt có chút quái dị nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Đầu tiên đã hỏi thăm bát tiểu thiếp của Trấn Thiên Hậu, tiểu tử này không chỉ có tu vi nghịch thiên, càng có sắc đảm ngập trời, dĩ nhiên lời này bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, căn bản không dám nói ra. Mộ Dung Trác thì càng thêm buồn bực, kiên trì mà nói. Bát nương đã 42 tuổi, tuổi đã cao, hơn nữa yếu ớt nhiều bệnh, càng là tuổi già sắc đẹp xuống dốc, lại đã có hài tử, hơn nữa. Mặt già của Phong Phi Vân đỏ lên, vốn chỉ là muốn giúp Lưu Thân Sinh hỏi thăm tin tức của hài tử hắn, không nghĩ tới lại bị người hiểu lầm thành thanh niên bất lương có yêu thích đặc thù. Khụ khụ, ta chỉ là muốn biết hài tử của bát tiểu thiếp có ở Vạn Tượng Tháp hay không. Phong Phi Vân nói. Có, có. Mộ Dung Trác luôn miệng nói. Lưu Thân Sinh mặc dù ở lúc sắp chết đều không nói rốt cuộc muốn cầu Phong Phi Vân chuyện gì, nhưng mà hắn một mực tưởng niệm hài tử của hắn, như vậy Phong Phi Vân dù sao cũng đi tới Vạn Tượng Tháp, như vậy tiện thể liền đi xem hài tử của hắn một chút, nếu như cần thiết còn có thể giúp đỡ một chút. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào ba người, nhìn đến bọn họ liên tiếp lùi về phía sau, cười hắc hắc, lộ ra hai hàm răng trắng noãn, sau đó hừ một tiếng, xoay người rời đi. Cũng không có giết bọn họ. Cho đến sau khi Phong Phi Vân đi xa, ba người bọn họ thở một hơi thật sâu, bạch sắc nho y trên người đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Trước hết để cho hắn đắc ý đi, đợi đi đến Vạn Tượng Tháp, ta có 100 loại phương pháp có thể thu thập hắn. La Thế Hùng hung hăng nhìn chằm chằm vào bóng lưng Phong Phi Vân rời đi, lạnh lùng nói. Tu vi của hắn tuy mạnh nhưng mà Vạn Tượng Tháp cao thủ như mây. Phàm là nhân kiệt bài danh trước 300 trên bách tháp bảng đều có lực lượng giết hắn. Trong đó có một người mà ta biết đã ở trong võ tháp bế quan tu luyện 23 năm, tu vi đã sắp đạt tới thần cơ đại viên mãn, xếp hạng 278 ở trên bách tháp bảng, giết hắn như tàn sát heo chó. Mộ Dung Trác tức giận dâng trào, mới vừa rồi thật sự là mất hết thể diện. Khi màn đêm buông xuống, Kỳ Thiên Sơn mạch liền bao phủ ở trong một tầng thanh sắc linh quang. Tiên sơn hà quang tràn ngập, làm cho người ta tưởng tượng vô hạn. Phong Phi Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa sương chiều trầm trầm loáng thoáng có thể nhìn thấy từng tòa thần tháp cao vút trong mây, mặc dù cách xa nhau trăm dặm, ngàn dặm, nhưng mà như cũng có thể cảm nhận được khí tẩy rửa từ trong thân Vạn Tượng Tháp truyền ra. Một tòa tháp cách đây gần nhất đại khái ở bên ngoài 130 dặm, cao ngàn trượng, giống như thần phong, tọa lạc ở chỗ sâu vân hà, mơ hồ óc thể thấy được một đoạn thân tháp bàng bạc đen nhánh. Lưu động kim trúc quang trạch, điều khắc cổ xưa, có khắc kỳ trận. Vạn Tượng Tháp cũng không phải là chỉ một tòa tháp, mà là chỉ một tòa than diện, bên trong có 100 tòa tháp cao vút, chiếm diện tích mấy vạn dặm, tu sĩ cùng học viên cực nhiều. Một tòa tháp chính là một tòa học viện. Đây chính là một tòa trong 100 tòa tháp, Vẫn Tháp. Vẫn Tháp cao gần 570 thước, nặng hơn ước cân, là do một khối vẫn thiết từ trong tinh không bay đến tế luyện mà thành. Chính là cảnh cửa của Vạn Tượng Tháp, bên trong tồn tại tiên hiền mộ bi của lịch đại Vạn Tượng Tháp, phàm là người đến Vạn Tượng Tháp cầu học cùng hành hương đều sẽ đi vào trong Vẫn Tháp tế bái một phen. Dưới áng mây đỏ rực cuối ngày, trên một con đường lớn trống trải mà quanh co, từng người hành hương mặc bạch sắc trường bào kéo dài như một đầu trường long, từ trước mắt một mực nối tiếp đến tận chân trời. Bọn họ trang nghiêm túc mục, vô cùng thành kính, thậm chí có người mỗi khi đi một bước liền sẽ quỳ lạy một lần trên mặt đất. Những người này tới từ thiên nam địa bắc, không chỉ là một chút tu sĩ của Nam Thái Phủ, thần tấn vần triều, thậm chí là một ít tu sĩ của đất nước xung quanh đều là một thành viên trong những người hành hương. Nhưng hành hương giả này có người là đi đến để tế điện tiên hiền, có người là đến Vạn Tượng Tháp cầu học, người chạy tới đây mỗi một ngày đều không dưới 10 vạn, đi rồi lại tới rồi lại đi. Phong Phi Vân nhìn Vẫn Tháp thâm trầm mà cổ xưa, phảng phất có thể nghe được tiên hiền thời cổ đang giảng đạo. Có một đạo hà quang từ trong cửa tháp lao ra, chiếu rọi trường không. Phong Phi Vân cũng gia nhập vào hàng ngũ hành hương, đi theo phía sau mọi người, chậm chạp đi về phía trước. Nữ ma xuất thế, Nam Thái Phủ biến thành tử vong tuyệt địa, lúc này mới chỉ qua một tháng liền lại có hai tòa quận phủ thất thủ,
thì tà đại quân căn bản không cách nào ngăn cản, hôm nay cũng chỉ có Vạn Tượng Tháp mới có an bình như vậy. Phía sau chạy đến mấy thanh niên mặc hoa phục, khoác áo lông cừu, bọn họ đều là cưỡi bạch sắc thiên mã bay ở trên trời mà tới, trong thân thể từng người đều dựng dục thần cơ, song mục tinh trảm, xương cốt vượt xa thường nhân. Đều là nhân vật thiên tài, trong đó có hai người lại càng là cường đại chí cực, để Phong Phi Vân âm thầm cảnh giác. Rất nhiều tu sĩ của Nam Thái Phủ đều đã trốn đến phụ cận của Vạn Tượng Tháp, muốn tìm kiếm sự che chở của Vạn Tượng Tháp, tránh thoát nữ ma chi kiếp. Một thiếu niên tuấn tú mọc ra con mắt thứ ba ở trong đó nói. Con mắt thứ ba của hắn sinh trưởng ở mi tâm, chính là Nguyệt Luân Thiên Nhãn trời sinh. Mỗi người đều có Nguyệt Luân Thiên Nhãn, chỉ bất quá đều ẩn nấp ở dưới mi tâm, chỉ có cực ít nghịch thiên tài tuấn ở lúc mới sinh ra thì Nguyệt Luân Thiên Nhãn đã được mở ra, người như thế ở thời cổ cũng xuất hiện mấy người, cuối cùng đều trở thành đại nhân vật khó lường. Kỷ Phong mặc dù nhắm con mắt thứ ba lại thật chặt, nhưng mà chỉ cần người có chút ít tu vi đều có thể cảm nhận được lực lượng phá thiên diệt địa ẩn chứa trong con mắt kia. Phong Phi Vân mặc dù đi ở phía trước, nhưng mà âm thầm đề phòng mấy tên thanh niên ở phía sau này, bọn họ mặc dù ẩn tàng tu vi nhưng mà lại không tránh được cảm ứng của Phong Phi Vân. Đúng rồi, nghe nói trước đó không lâu, Kỷ gia các ngươi xảy ra một đại sự kinh thiên. Một nam tử mang theo long hình cổ kiếm hỏi. Nói là một tôn cự kình xông vào bản phủ của Kỷ gia, đánh trọng thương ba vị trưởng lão cảnh giới thiên mệnh của Kỷ gia. Một nữ hài tử khác mang theo chiếc mũ rộng vành màu đen lộ ra thanh âm non nớt cười nói, nhìn vẻ có chút hả hê. Thanh âm này là của một tiểu nữ nhi chỉ có 11, 12 tuổi, mặc hồng bố hài thêu hình con vịt, tiểu cẩm bào màu đỏ, đeo một cái đai lưng huyết ngọc. Nàng lộ ra vẻ có chút gầy gò, một thân trang phục màu đỏ, đầu đội mũ rộng vành màu đen, một đôi tay nhỏ bé đang ôm một con mèo tuyết trắng, lộ ra vẻ tương đối khả ái. Mặc dù nhỏ tuổi nhất nhưng mà lại đi ở phía trước mấy người trẻ tuổi, Kỷ Phong cùng với nam tử lưng đeo long hình cổ kiếm kia đều đối với nàng khẩn trương không thôi, trong chỗ sâu con ngươi có giấu mấy phần kiêng kỵ, khẽ giữa khoảng cách nhất định với nàng. Phong Phi Vân mặc dù không quay đầu lại nhưng mà lại cũng cảm giác được sự quỷ dị của tiểu cô nương kia, bởi vì không cảm thụ được bất kỳ lưu động linh khí nào trên người của nàng, càng như thế lại càng là đáng sợ. Kỷ Phong nói. Không lâu trước đó đúng là có một vị cự kình xông vào Kỷ gia, chính là Dương Giới Tôn giả Sát Hành Vân, muốn lấy trộm vô thượng cổ bảo Dương Thần Thái Cực Quái của Kỷ gia, nhưng mà lại bị hai vị lão tổ của Kỷ gia ta đánh cho trọng thương, chạy về Dương Giới rồi. Hí! Trong lòng Phong Phi Vân nhảy lên, Sát Hành Vân thế nhưng đi Kỷ gia, hơn nữa còn bị lão tổ của Kỷ gia đánh thành trọng thương, cái tin tức này thật có chút để cho Phong Phi Vân cảm thấy kinh dị. Nữ ma chính là Thi Tà bá chủ. Nếu như hoàn thành lần thi biến thứ 5, như vậy Dương Giới Chi Vương, Âm Giới Chi Mẫu đều sẽ không phải là đối thủ của nàng, nàng liền trở thành chí tôn của âm dương lưỡng giới. Người của Dương Giới nhìn đến là hoảng rồi, muốn đoạt lấy Dương Thần Thái Cực Quái đối kháng với nữ ma. Nam tử lưng mang long hình cổ kiếm kia nói. Kỷ Mang nói. Những chuyện này đều là do những lão tổ kia đến quan tâm, không cần chúng ta phải đi lo lắng. Ở hiện tại, nhiệm vụ thiết yếu vẫn là đánh chết Phong Phi Vân. Phải ở trước lúc yêu ma chi huyết trong thân thể hắn thức tỉnh mà mạt sát hắn. Một tôn nữ ma liền đã làm cho cả tu tiên giới máu chảy thành sông, nếu như là lại thêm một cái yêu ma chi tử, như vậy hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Nam tử lưng đeo long hình cổ kiếm kia nói. Nguyên lai bọn họ chính là nghịch thiên tài tuấn của trừ ma liên minh, mấy người này đều là vương giả chân chính trong thế hệ trẻ, tu vi so với Tần Chiến cùng bộ thiên nhai không biết cao hơn bao nhiêu lần. Tổng cộng tới 6 người, tu vi yếu nhất cũng là cảnh giới thần cơ trung kỳ. Trong đó Kỷ Phong cùng với nam tử lưng đeo long hình cổ kiếm kia lại càng đạt đến thần cơ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa đã đột phá đến thần cơ đại viên mãn. Mèo mèo, con mèo nhỏ ở trong tay tiểu nữ hài mặc hồng sắc cẩm y kêu lên một tiếng, một đôi miêu nhãn giống như hổ phách nhìn chằm chằm vào Mao Ô Quy ở trên vai quý tiểu nô phía trước, vươn ra móng vuốt, ở trong không khí cào cào. Mao Ô Quy vốn là ngồi ở trên bả vai của quý tiểu nô, không nhịn được mà quay lại cái đầu màu trắng, nhìn chằm chằm vào đầu bạch miêu kia một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười nhếch miệng. Meo meo. Bạch miêu lại là kêu lên một tiếng. Tiểu bạch ngon, một con tiểu ô quy mà thôi, cũng không phải là mèo đực, đừng kêu nữa. Hồng y tiểu nữ hài vuốt vuốt đầu của bạch miêu, trấn an nó, một lần nữa ôm vào trong ngực.
Trên trán của mấy nghịch thiên tài tuấn ở phía sau đồng loạt hiện ra hắc tuyến. Người của trừ ma liên minh đúng là vẫn còn đuổi tới. Phong Phi Vân đi ở trước mặt bọn hắn, cách nhau không đến 10 bước, chỉ cần quay người lại sẽ bị bọn họ nhận ra trong nháy mắt. Những người này đều là anh kiệt của thế hệ trẻ Nam Thái Phủ, yếu nhất cũng có thể so với bộ thiên nhai, hồng y nữ hài tử mạnh nhất kia càng làm cho Phong Phi Vân cảm giác được có lực lượng chống đỡ với cường giả thiên mệnh. Lúc này nhưng là ngàn vạn lần không thể bại lộ thân phận. Vương Mãnh cùng Quý Gia tỉ muội bước đi ở phía sau Phong Phi Vân, tự nhiên cũng nghe được đối thoại của mấy tên nghịch thiên tài tuấn, đều là trầm mặc không dám nói, vô cùng cẩn thận đi về phía trước, sợ lộ ra chân tướng. Thật hy vọng Đường Ca đã thức tỉnh yêu ma chi huyết trong thân thể, như vậy ta liền có thể thống khoái chiến với hắn một trận. Hồng y nữ hài tử cười ngọt ngào nói, cười đến giống như là chuông bạc. Hồng y tiểu nữ hài này chính là đệ nhất cao thủ tiểu tà ma của thế hệ trẻ Phong gia, lúc 9 tuổi đã vô địch thế hệ trẻ Nam Thái Phủ, 3 năm nay càng là được lão tổ của Phong gia bí mật bồi dưỡng, tu vi đã không biết cao đến tình cảnh nào rồi. 3 vị nghịch thiên tài tuấn của Phong gia đã có người chết ở trong tay Phong Phi Vân, có người thảm bại, lão tổ của Phong gia bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể tung tiểu tà ma này ra ngoài. Tiểu tà ma còn chưa tới 12 tuổi. Trên lý luận Phong Phi Vân nếu như còn chưa bị trục xuất khỏi Phong gia, nàng hẳn là tiểu đường muội của hắn. Kỷ Phong nhìn chằm chằm vào hồng y tiểu nữ hài một cái, trong lòng thở dài, tà khí trên người tiểu tà ma này so sánh với Phong Phi Vân còn phải nặng hơn, Phong gia lão tổ mang nàng tới cũng không biết là họa hay phúc. Rất nhiều nghịch thiên tài tuấn ở tại tràng đều cho rằng một khi tung tiểu tà ma này ra ngoài, coi như là lão tổ cấp bậc cự kình của Phong gia cũng không thể bắt nàng trở về mà trông coi. Đây quả thực là một cái họa hại, lực phá hoại so với Phong Phi Vân còn phải đáng sợ hơn. Đại danh của tiểu tà ma ở thế hệ trẻ Phong gia không có người nào là không biết, lúc 9 tuổi đã đạt đến cảnh giới thần cơ đại viên mãn, đánh cho tài tuấn thế hệ trẻ của Nam Thái Phủ phải cúi đầu. Làm ra tai họa cũng là kinh thế hãi tục, từng đánh tàn phế hai chân của nhi tử Nam Thái Phủ chủ, lại càng cướp sạch linh thạch khố của đại diễn tiên môn, ăn trộm một gốc thiên niên linh thảo vô giá của Tử Tiêu Động Phủ. Một kiện đều là đại họa ngập trời, nếu như là đệ tử Phong gia khác khẳng định đều đã bị xử phạt nghiêm khắc, nhưng mà thiên tử của tiểu tà ma thật sự quá cao, có thể nói là một người có thiên tư nghịch thiên nhất từ khi Phong gia sáng lập tới nay. Ở dưới sự che chở của lão tổ Phong gia, cuối cùng cũng vẻn vẹn chỉ là mang nàng rời đi, không xử phạt nàng, ngược lại không tiếc sức lực bồi dưỡng, tu vi hôm nay lại càng sâu không lường được. Nếu như Phong Phi Vân không bị trục xuất khỏi Phong gia, tiểu tà ma cùng hắn nhất định trở thành kiêu ngạo của Phong gia, song kiệt cùng gia, vô địch thiên hạ. Mèo mèo. Bạch sắc miêu nhi vừa ngẩng đầu lên, tò mò nhìn Mao Ô Quy, cảm giác đầu Ô Quy này lớn lên có chút biến thái. Ta đoán Phong Phi Vân đã trốn vào vạn tượng tháp rồi, xem ra chúng ta chỉ có thể tiến vào vạn tượng tháp. Kỷ Phong từ rất xa nhìn tới vẫn tháp cao vút, trên người chiến ý sinh ra, đã sớm nghe nói vạn tượng tháp cao thủ như mây. Giờ phút này mấy nghịch thiên tài tuấn đều đã nóng lòng muốn thử. Sau khi tiến vào trong vẫn tháp tế bái tiên hiền, sắc trời cũng đã hoàn toàn tối xuống, có chút hành hương giả rời đi trong đêm, nhưng cũng có người lưu lại, dọc theo một cái cổ đạo hướng vạn tượng cách vẫn tháp không xa chạy tới. Những người lưu lại này đều là muốn đi vào vạn tượng tháp tu tập, trong đó có thanh niên tài tuấn, cũng có cường giả của thế hệ trước. Vạn tượng tháp chính là thánh địa đệ nhất thiên hạ học thuật. Có đầy đủ công pháp tu luyện cùng điển tịch, để cho rất nhiều tu tiên giả đều vì thế mà đổ xô vào, nhưng mà muốn đi vào vạn tượng tháp lại cần thông qua khảo nghiệm vô cùng nghiêm khắc, chỉ có người thông qua khảo nghiệm mới có thể trở thành một thành viên trong vạn tượng tháp. Phong Phi Vân, Vương Mãnh cùng Quý Gia tỉ muội tránh được mấy vị nghịch thiên tài tuấn kia, cấp tốc từ trong một đạo cửa tháp khác đi ra, không muốn chính diện xung đột với bọn họ ngay lúc này. Gió đêm thanh lãnh, thổi cho lá cây cổ mộc xa xa rung động. Đát đát, một cỗ hoa xa do Bạch Ngưu kéo từ trên cổ đạo chậm rãi đi tới, người đánh xe là một trung niên nhân hơn 40 tuổi, trên mặt đầy râu, cánh tay thô to chừng thùng nước, trong tay nắm một cây tê bì trường tiên. Trường tiên vốn là mềm mại ở trong tay của hắn giật đến thẳng tắp, tựa như một thanh mộc côn tinh tế, phần lực đạo này không phải là người bình thường có thể làm được. Bạch Ngưu từ từ dừng ở trước mặt Phong Phi Vân, trung niên đại hán râu ria kia đi xuống. Cung kính xá một cái với Phong Phi Vân, ní. Xin hỏi các hạ có phải là Phong công tử? Phong Phi Vân cảm thấy kinh ngạc, nói.
ta thật sự họ Phong, nhưng mà không biết có phải là vị Phong công tử mà ngươi muốn tìm hay không. Đúng rồi, chủ nhân nhà ta đã nói, Phong công tử là nhân trung long phượng, khí vũ hiên ngang, thiên hạ người họ Phong tuy nhiều nhưng mà người có thể có được khí độ như vậy cũng chỉ có một người Phong Phi Vân. Đại hán Dâu Ria cười nói. Trên làn da của đại hán Dâu Ria này lưu động kim trúc quang mang, luyện thể thuật đã tu luyện tới cảnh giới nhân bì thiết tương, ở trong bất kỳ một cái tiên môn nào cũng đều có thể nhận được đãi ngộ của trưởng lão bình thường, nhưng mà lại khuất thân làm nô. Chủ nhân của hắn là ai đây? Chẳng lẽ là nàng? Trong lòng Phong Phi Vân nghĩ tới một người, chợt hỏi. Chủ nhân nhà ngươi là ai? Ha ha, chủ nhân đã ở vạn tượng tập chuẩn bị tốt tiệc rượu, tối nay tiếp nạp anh hùng tài toán từ khắp các nơi đến đây. Phong công tử chính là khách quý mà chính chủ nhân tự mình điểm danh muốn thiện đãi, cho nên liền để cho Ngưu Nô tự mình đến đón. Đại hán Dâu Ria này tên là Ngưu Nô. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, lão đại, chúng ta vẫn là đừng đi mới tốt. Vương Mãnh đi ra, nắm lại quyền đầu lớn như bao cát, đối địch với Ngưu Nô. Hai đại hán này đều là mãnh nhân, trời sinh thần lực, một cỗ khí chàng ở giữa bọn hắn bỗng nhiên sinh ra. Hai luồng kim sắc khí lãng đụng nhau, trào ra tiếng vang thật lớn, hai người đồng thời lui về phía sau một bước. Vương Mãnh kinh hãi, người phu xe này không ngờ thật lợi hại, chiến lực không dưới hắn. Hắn lại không biết trong lòng Ngưu Nô kia lại càng kinh ngạc hơn, hắn mặc dù chỉ là một gã phu xe nhưng mà lại khó gặp được đối thủ. Hắn vốn đang cảm thấy chủ mình đối với Phong Phi Vân thật sự nhìn đến quá cao, lại tự mình phái hắn đến đây tiếp dẫn, nhưng mà sau khi đối một chiêu với Vương Mãnh, lại thu liệm ý nghĩ khác trong lòng. Một tên tiểu đệ của người ta đều lợi hại như thế, thủ đoạn tự thân dĩ nhiên là càng thêm cao minh rồi. Phong Phi Vân nhàn nhạt cười, ý bảo Vương Mãnh lui ra, nói. Chủ nhân Nahatep ngươi tối nay mở tiệc chiêu đãi khách nhân tựa hồ không ít. Đúng là không ít, rất nhiều đều là đương thế anh tài mấy ngày gần đây chạy tới vạn tượng tập, trong đó cũng không thiếu tu sĩ cường đại của thế hệ trước. Nhưng mà Phong công tử tuyệt đối là một trong những người được chủ nhân xem trọng nhất, nhất định là ngồi ở ghế khách quý. Nếu chủ nhân nhà ngươi đã có thành ý như thế, ta đây không đi ngược lại lộ ra vẻ có chút kiêu ngạo rồi. Phong Phi Vân nói xong lời này liền đạp lên càng xe, đi vào trong hoa sa. Dù sao ngày mai mới là thời gian khảo hạch một tháng một lần tiến vào vạn tượng tháp, tu sĩ từ bốn phương tám hướng mà tới chuẩn bị gia nhập vạn tượng tháp hiện tại đều tụ tập ở vạn tượng tập. Tối nay vừa lúc đi thăm dò ngọn nguồn, xem một chút lần này có những cao thủ nào đến đây khảo nghiệm. Quý gia tỷ muội tựa như một đôi tiểu nữ bộc thanh tân xinh đẹp, đi theo phía sau Phong Phi Vân mà vào. Về phần Vương Mãnh lại không tiến vào trong hoa sa, huýt sáo một tiếng, một đầu đại trùng khổng lồ liền từ trên bầu trời bay tới, vẫy cánh, hạ xuống mặt đất, sau khi hắn nhảy lên trên lưng đại trùng mới không nhanh không chậm đi theo phía sau hoa sa. Vạn tượng tháp thành lập ở trong kỳ thiên sơn mạch, chiếm diện tích mấy vạn dặm, thần tháp có trăm tòa, mà vạn tượng tập chính là đệ nhất đại tập thị chợ lớn nhất, ở bên ngoài vạn tượng tháp, phàm là tu sĩ mỗi một tháng muốn tiến vào vạn tượng tháp tu luyện phần lớn đều sẽ tụ tập ở trong một tòa thiên hạ nhất đại tập thị này, đợi chờ một ngày kia khảo hạch đến. Bởi vì địa vị cùng lực ảnh hưởng của vạn tượng tháp ở tu tiên giới cho nên vạn tượng tập mặc dù chỉ là một tòa tập thị nhưng trình độ phồn hoa cũng không thua kém một tòa đại hình cổ thành, tụ tập trên trăm vạn tu tiên giả đi lại. Hoa sa đại khái đi được hơn 100 dặm, dần dần cổ đạo vắng lặng trở nên náo nhiệt, ngựa xe như nước, đèn đuốc sáng trưng. Vạn tượng tập không có thành tường, chỉ là một tòa đại tập, ở chỗ này tùy ý có thể thấy được một ít thương nhân buôn bán đan dược, binh khí, dị thú. Đầy tớ, trong những người này thậm chí có học viên của vạn tượng tháp mở cửa hàng, muốn kiếm thêm chút tiền tài để vào trong vạn tượng tháp mua thần binh lợi khí cùng bảo điển tu luyện. Tụ tập nơi này cơ hồ toàn bộ đều là người tu tiên, trong đó lại càng không thiếu thân ảnh của huyền sư, các loại nghề nghiệp đều có. Cái gọi là vạn tượng tháp chính là bao la vạn tượng, 100 tòa thần tháp bao gồm tất cả nghề nghiệp đương thời, chỉ cần người có một kỹ nghệ tinh thâm. Không nhất định cần tu vi mạnh cỡ nào lại là như cũ có thể tiến vào trong vạn tượng tháp, trở thành học viên của một tháp nào đó ở bên trong. Xuyên qua một cái đường cái phồn hoa, Bạch Ngưu Hoa Sa dừng ở phía ngoài một tòa phủ đệ. Phía ngoài tòa phủ đệ này có hai đại hán thân cao gần 4 thước đang đứng, tựa như hai cự nhân, toàn thân đều tản ra hồng sắc quang mang, dưới thân thể bọn hắn riêng mình đều có một đầu kỳ ngưu hung mãnh. Kỳ ngưu mặc dù hung mãnh,
được gọi là chiến tranh chi thú, nhưng mà ở trước mặt hai địa hán tựa như cự nhân này lại giống như hai đầu sủng vật, ngoan ngoãn nằm ở trên mặt đất. Có hai cái kỳ ngưu chiến sĩ này trông coi đại môn của phủ đệ, đám đạo trích kia đã sớm bị kinh sợ từ rất xa, tự nhiên là không người nào dám tới quấy rối. Ở bên ngoài phủ đệ lộ ra vẻ có chút trống trải, không có một người nào đang đi trên đường. Ngưu nô đại nhân, rốt cuộc đón tiếp được Phong công tử rồi, mau vào đi thôi, rất nhiều đương thế anh tài đều đã đến, chỉ chờ Phong công tử vừa đến, tiệc rượu liền lập tức bắt đầu. Hai vị kỳ ngưu chiến sĩ đều cung kính xá Phong Phi Vân một cái. Phong Phi Vân ngẩng đầu lên nhìn tấm biển màu vàng ở trên đỉnh đầu, chỉ thấy phía trên viết bốn chữ to như rồng bay phượng múa. Thiên tài biệt phủ. Thiên tài biệt phủ, tự nhiên chỉ có thiên tài mới có thể đi vào. Vị chủ nhân này đối với Phong Phi Vân không phải là coi trọng bình thường, thế nhưng vì chờ hắn lại đã để những nghịch thiên tài tuấn kia qua một bên, chỉ khi hắn đến, tiệc rượu mới sẽ bắt đầu. Hiển nhiên đích xác là xem Phong Phi Vân trở thành một trong những khách nhân tôn quý nhất. Phủ đệ xa hoa, phía trên khảm một viên minh châu sáng ngọc, giống như là một viên cửu thiên tinh thần. Còn chưa đi vào liền đã cảm nhận được người đến đây tối nay nhất định đều là tương đối bất phàm, có vài cỗ khí tượng thần dị phóng lên cao, làm cho người ta có cảm giác đại khí bằng bạc, chỉ cần là huyền sư hiểu được xem khí đều sẽ bị loại cảnh tượng này làm cho kinh sợ, nhiều nhân vật nghịch thiên như vậy thế nhưng tụ tập lại với nhau. Oanh long long, một đầu bạch dương cực lớn cao hai thước kéo một chiếc hoa xa từ chỗ xa chạy tới, phu xe là một lão nô có tu vi đạt tới cảnh giới thần cơ. Bắc Minh Đường từ trong hoa xa đi ra, hắn cũng là một trong những khách quý tối nay, chính là Dương nô tự mình đi đón tiếp hắn, nhận được đãi ngộ cao nhất. Bắc Minh Đường mới từ trong hoa xa đi xuống liền thấy Phong Phi Vân đứng ở trên thềm đá cẩm thạch trắng, nhướng mày một cái, chậm rãi đi tới, trầm giọng nói. Thật là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp được ngươi, hôm nay chúng ta tái chiến, ta nhất định sẽ không lại bại bởi ngươi. Bắc Minh Đường theo bản năng liếc liếc về phía hắc sắc ban chỉ ở trên ngón tay cái của Phong Phi Vân, biết đó là một kiện linh khí uy lực bất phàm, lần trước hắn chính là thảm bại dưới uy lực của miểu quỷ ban chỉ, cho nên lại thêm vào một câu. Chúng ta tay không đánh một trận. Nếu như ngươi muốn chiến, ta tùy thời phụng bồi. Phong Phi Vân từ trên cao nhìn xuống, tư thế hiên ngang, cùng Bắc Minh Đường đối mặt nhìn nhau, trong đôi mắt chớp động lên hỏa diễm, ở trong không khí đều đánh ra tia lửa. Chiến đấu tựa hồ sắp bùng nổ. Gió đêm hiu hiu, hào khí băng hàn ở bên ngoài phủ đệ phảng phất đều muốn đông cứng không khí lại. Phong công tử chính là khách quý của chủ nhân nhà ta, Bắc Minh Đường công tử tối nay nếu như cứ muốn đánh một trận với Phong công tử, đó chính là không cho chủ nhân nhà ta mặt mũi. Ngưu nô lên tiếng nói. Trong ánh mắt của Bắc Minh Đường thoáng qua một tia kinh ngạc, khí thế trên người lại thu về, tạm thời buông xuống cửu hận với Phong Phi Vân, hừ lạnh một tiếng. Mặt mũi của chủ nhân nhà ngươi ta tự nhiên là không dám không cho. Bắc Minh Đường cũng đối với Phong Phi Vân có chút kiêng kỵ, không muốn vào lúc này cùng hắn đánh đến sống chết, cho nên trừng mắt liếc hắn một cái, liền là nhẹ nhàng mà đi, lướt qua Phong Phi Vân, tía vào đại môn đỏ thắm của phủ đệ kia. Hai vị kỳ ngưu chiến sĩ đối với hắn cũng khẽ khom người, lấy đó bày tỏ tôn kính. Khóe miệng của Phong Phi Vân cong lên, phân phó nói. Chúng ta cũng đi vào thôi. Trong thiên tài biệt phủ đã tụ tập hơn 100 vị tu sĩ, từng người đều là xuất gia từ danh môn, thiên tư vô song, càng là có hơn 10 vị nhân vật đời trước tu vi sâu không lường được. Người tới lấy tu sĩ phái nam làm chủ, tu vi yếu nhất cũng là cảnh giới tiên căn. Tu sĩ cảnh giới thần cơ lại càng có hơn 20 vị, hơn 10 vị cường giả đời trước kia đạt tới cảnh giới gì đều đã không thể đo lường được rồi. Hơn 10 vị lão giả này, từng người đều nhắm mắt dưỡng thần, trong đan điền hiện ra thần mang, hiển nhiên là đang tu luyện. Hậu duệ của Bắc Minh gia tộc, đường đệ Bắc Minh Đường của Bắc Minh Bại Thiên cư nhiên cũng tới, đây nhưng là một nhân vật khó lường. Trong thiên tài biệt phủ tọa lạc một tòa cung điện dài tới 30 trượng, nền lát gạch vàng. Phủ lên nhung mao hồng thảm, hai bên đặt án bài, những tu sĩ trẻ tuổi ăn mặc cao quý kia ngồi ở hai bên, từng người khí độ bất phàm, thần quang nội liễm. Có người nhận ra được thân phận của Bắc Minh Đường, đây nhưng là người trong tứ đại môn phiệt, địa vị cao vượt xa nghịch thiên tài tuấn bình thường, huống chi tu vi bản thân của Bắc Minh Đường cũng đã đạt đến thần cơ đỉnh phong, đây mới là chỗ để cho người ta kiêng kỵ. Năng lực của vị thần bí chủ nhân này thực sự quá lớn, cũng không biết là có địa vị gì.
lần này anh hào kiệt xuất nhất trong tu sĩ đến vạn tượng tháp có một nửa đều bị hắn mời tới. Ta mới vừa rồi còn nhìn thấy một vị nhân vật kinh khủng, trên người cuộn lấy 4 đầu dao long kim xà, đều là dị thú tu luyện 500 năm. Ngươi nói là hắn, ta mới vừa rồi cũng thấy hắn, người này là từ trên trời hạ xuống, thời điểm hạ xuống đất toàn thân đều là hắc sắc lôi điện, đã được thỉnh ngồi vào ghế khách quý, nhất định là người có đại địa vị. Trong điện vũ bố trí 10 ghế khách quý, chạm trổ long phượng, tựa như là long ỷ của hoàng đế, đặt ở chỗ cao nhất của điện vũ, chỉ có khách quý tối nay mới có tư cách ngồi ở chỗ đó. Những người khác chỉ có thể ngồi ở trên bồ đoàn thấp hơn, nhưng mà dù vậy lại cũng là vinh hạnh đặc biệt lớn lao, dù sao người có thể được mời đến chỗ này không phải là hậu duệ của danh môn quý tộc thì cũng là anh tài thiên tư hơn người. Chỗ ngồi cao nhất của điện vũ như cũ trống rỗng, thần bí chủ nhân vẫn là chưa xuất hiện. Tửu Yến rốt cuộc lúc nào thì bắt đầu, chúng ta đều đã đợi 3 canh giờ rồi. Có người cảm giác không nhịn được rồi. Nghe nói còn đợi một vị khách quý. Vị khách quý kia nếu như chưa đến, tiệc rượu liền sẽ chưa bắt đầu. Một vị lão giả ở bên cạnh nhắm mắt lại tu luyện. Còn có đại nhân vật nào so với mấy vị ngồi ở trên ghế khách quý kia còn tôn quý hơn? Người này cũng quá kiêu ngạo rồi, chẳng lẽ là một vị tu sĩ cảnh giới thiên mệnh? Càng ngày càng nhiều người đã không còn bình tĩnh được nữa, đúng lúc này phía ngoài truyền đến một tiếng hô to. Phong công tử tới. Phong công tử cuối cùng đã tới. Tiệc rượu có thể bắt đầu. Một vị lão giả một bên phân phó hạ nhân dâng lên rượu ngon, một bên đi ra ngoài nghênh đón. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn chăm chú lên người Phong Phi Vân từ bên ngoài đi vào, thiếu niên này tuổi cũng không lớn, làm sao lại có được đãi ngộ cao như thế, rất nhiều người đều tràn đầy tò mò. Bắc Minh Đường ngồi ở trên một cái ghế khách quý trong đó, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân một cái, hừ lạnh một tiếng. Phong Phi Vân thản nhiên đi đến, chỉ thấy trung ương điện vũ có 8 mỹ nhân đang nhảy múa, mà những tu sĩ ở hai bên kia đều mang theo ánh mắt tò mò nhìn hắn, hiển nhiên đều đang tò mò hắn rốt cuộc có thân phận gì. Trong những người này có tu sĩ thần cơ đỉnh phong, âm thầm lộ ra thần thức, muốn dò xét lai lịch của Phong Phi Vân, nhưng mà còn chưa tiến vào 3 thước xung quanh Phong Phi Vân đã bị hắn vung tay lên, toàn bộ chấn tan. Phong Phi Vân cũng không muốn để cho những người này biết hắn chính là yêu ma chi tử, hôm nay 6 đại cao thủ của trừ ma liên minh đã đến vạn tượng tập, một khi để lộ tin tức, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Phong Phi Vân lạnh lùng quét mắt tới những người này một cái, vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, nhìn cho mấy cái tu sĩ ở trong đó phát lạnh trong lòng, cảm thấy ánh mắt của Phong Phi Vân so với lợi tiễn đều phải sắc bén hơn, tựa như có thể giết người. Thiếu niên này còn trẻ tuổi, tu vi thực sự là đáng sợ. Phong công tử, bên này mời. Lão giả kia mời Phong Phi Vân đến trên ghế quý khách, lúc này mới lui xuống. Trên ghế khách quý đã có 9 người ngồi, trong đó có 6 người đều là tu sĩ thế hệ trước trên 50 tuổi, từng người đều là tinh khí thần sung mãn, hơn nữa linh khí thu liếm, tựa như 6 gốc cây khô, không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. 3 người khác, một người là Bắc Minh Đường, một người là Ngân Phát Nam Tử trên người cuộn 4 đầu kim sắc giao xà. Tu vi của Ngân Phát Nam Tử so với Bắc Minh Đường còn cao hơn, trên mặt uốn lên huyết sắc phân lộ ra vẻ đặc biệt tà dị. Trong đôi mắt của hắn tựa hồ ngưng tụ một tầng hàn băng, lộ ra vẻ mờ mịt, điện quang lưu chuyển trên da, cánh tay, cổ, những bộ vị lộ ra phía bên ngoài y phục đều bao phủ từng tấm lân phiến lớn nhỏ cỡ móng tay, điện quang cũng là từ trong chút tí thiết lân này bắn ra. Người này thật sự có chút tà dị. Một người cuối cùng nhưng là một nữ tử. Nữ tử này thân mặc một kiện hồng sư, bộ ngực đầy đặn, làn da như hàn tuyết, gọi cảm mà lại yêu mị, mỗi một động tác đều lộ ra vẻ câu hồn, mặc dù chỉ là hơi hơi hé môi đều dẫn đến rất nhiều tu sĩ vì đó mà dục hỏa phần thân. Phong Phi Vân cách nàng gần nhất, có thể ngửi thấy được cỗ hương vị hương diễm dụ nhân nhất từ trên làn da của nàng tán phát ra, khiến cho người ý loạn thần mê. Phong công tử, chúng ta lại gặp mặt. Nàng hướng về phía Phong Phi Vân ném ra mị nhãn. Thu ba thầm tặng, để cho tu sĩ trẻ tuổi bên trong bao gồm Bắc Minh Đường đều ghen tị không dứt. Nữ tử xinh đẹp này cư nhiên chính là thanh quan nhân huyết vũ bài danh đệ tam trong tuyệt sắc lâu. Mặc dù chỉ là một nữ tử thanh lâu nhưng mà tu vi lại cao đến dọa người, rất lâu trước đó đã đạt tới thần cơ đại viên mãn, rất nhiều người đều hoài nghi hiện tại nàng đã đạt tới thiên mệnh đệ nhất trọng. Nếu chỉ lấy một cái góc độ là phong trần nữ tử đến đánh giá nàng, vậy thì 10 phần sai rồi.
Phong Phi Vân trêu chọc nói. Huyết Phú Cô từ Nam Phương biên giới cách đây 10 vạn dặm đi tới Vạn Tượng Tháp, chẳng lẽ là vì theo đuổi tại hạ mà đến? Phong công tử nhưng là người có tiền, Huyết Phú ngược lại là muốn theo đuổi ngươi, chỉ sợ ngươi nhìn không tốt loại phong trần nữ tử như chúng ta. Trong đôi mắt thanh tú của Huyết Phú ẩn chứa sương khói, trêu ghẹo Phong Tình nói không ra lời, ánh mắt u oán để cho Phong Phi Vân cảm thấy chịu không được. Chẳng biết tại sao, kể từ sau hôm đó vùng với Kỳ Thương Nguyệt, năng lực chống cự hấp dẫn đối với nữ nhân của Phong Phi Vân càng ngày càng thấp, lại đặc biệt là yêu nữ Huyết Phú này, nếu như lại bị nàng trêu chọc, Phong Phi Vân cho dù tâm trí cường đại cũng phải hỏng mất. Chẳng lẽ thật sự là yêu ma chi huyết trong thân thể mình sắp thức tỉnh? Yêu ma chi huyết kia đã ngầm ở trong người thay đổi tâm trí của chính mình, năng lực khắc chế đối với nữ nhân càng ngày càng yếu. Phong Phi Vân cảm giác được một cỗ nguy cơ vô hình, nếu không thể chế trụ cỗ nguy cơ này, một khi yêu ma chi huyết thức tỉnh, cỗ dục niệm kia bộc phát ra, chính mình rất có thể sẽ hóa thành một tôn dục ma, hoàn toàn bị lạc lối. Phong Phi Vân nhẹ nhàng cắn cắn đầu lưỡi để cho mình cố gắng giữ vững thanh tỉnh, tự nhiên cười nói. Ngày đó ở Phong Hỏa Liên Thành ta đi quá nhanh, lại không cùng Huyết Phú cô nương phong lưu một đêm, quả thực là quá thiệt thòi. Tối nay bổ sung cũng không muộn. Huyết Phú cười như si ngốc, cười đến giống như xuân về đại địa, thấy đến rất nhiều nam tu sĩ đều vì thế mà chảy máu mũi, chỉ có thể vội vàng xoay người, dùng ống tay áo lau khô vết máu nơi đầu mũi, nếu không liền thật là mất thể diện. Bất quá điều này cũng cho thấy vư vật nhân gian này đúng là có mị lực điên đảo chúng sinh. Coi như là tu tiên giả có tâm trí kiên định cũng không cách nào ngăn cản. Phong Phi Vân cười khan hai tiếng, vội vàng quay đầu, không dám lại nhìn nàng, trong lòng cũng là thầm mắng một câu yêu nữ, nếu như là Phong Phi Vân lúc trước tự nhiên sẽ không bị nàng trêu chọc đến thối lui thế này, nhưng mà hiện tại yêu ma chi huyết đã bắt đầu thức tỉnh, Phong Phi Vân cảm giác dược yêu ma chi huyết đang từng bước trùng kích vào ý chí lực của mình, đây là một việc vô cùng đáng sợ, hắn không muốn mạo hiểm như vậy. Trên trăm vị nha hoàn trẻ tuổi xinh đẹp mặc lăng la tơ lụa, nâng cái khay màu vàng từ bên ngoài đại điện nối nhau mà vào, đặt từng bình rượu ngon thượng đẳng ở trên bàn của chúng tu sĩ, sau đó khẩn thiết rót đầy một chén. Tửu Yến lúc này mới xem như chân chính bắt đầu, nhưng mà vị thần bí chủ nhân kia như cũ chưa tới. Tửu Yến đều đã bắt đầu rồi, vì sao chủ nhân còn chưa hiện thân, hắn rốt cuộc là có ý gì, đều mời chúng ta tới. Rồi lại ra vẻ thần bí, chẳng lẽ muốn đùa giỡn chúng ta hay sao? Một nam tử sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt vỗ bàn một cái, đứng dậy, sắc mặt tràn đầy tức giận. Lại có mấy người đi theo hô hào, liên tục đứng dậy, lộ ra vẻ hết sức xúc động phẫn nộ, liền muốn phẩy tay áo bỏ đi. Bắc Minh Đường ở trên ghế khách quý nhất, uống xong một chén rượu ngon, cười nói. Vị Phong công tử này có giao tình sâu nhất với chủ nhân nơi đây. Chuyện này sợ rằng cần Phong công tử tới cấp cho mọi người một cái thuyết pháp. Mọi người nghe được lời của Bắc Minh Đường, liên tục cảm thấy hữu lý, dù sao thần bí chủ nhân đối với Phong Phi Vân thật sự là lễ ngộ có thừa, nếu như ngay cả Phong Phi Vân cũng không biết, mọi người ở tại chỗ chỉ sợ cũng không ai biết được. Một tên nam tử sắc mặt tái nhợt kia từ trong đám người bước ra, chỉ là bước ra một bước lại đã đứng ở giữa đại điện, trong mắt đều là lửa giận, chỉ vào Phong Phi Vân chất vấn. Phong công tử, người tốt nhất là cho chúng ta một cái công đạo, nếu không. Nếu không thì như thế nào? Trong lòng Phong Phi Vân cười lạnh, vốn là chuyện không liên quan đến hắn, bây giờ lại đem mũi thương chĩa lên trên người của hắn, một chiêu này của Bắc Minh Đường thật đúng là đủ nham hiểm. Dĩ nhiên cho dù là như thế, Phong Phi Vân cũng không sợ chút nào, làm sao sẽ bị những người này hù sợ, quả thực chính là trò cười. Rất nhiều người đã sớm nhìn Phong Phi Vân không vừa mắt. Giờ phút này đều nhảy ra ngoài, trong đó có hai người đều là cảnh giới thần cơ sơ kỳ, chính là hiện tại của một ít đại gia tộc. Tổng cộng có 9 người, thế nhưng đồng thời làm khó dễ Phong Phi Vân, muốn để cho hắn từ trên ghế khách quý đuổi xuống. Trên mặt của Bắc Minh Đường lộ ra nụ cười âm hiểm, 9 người này đều là hiền tài lai lịch bất phàm, một khi chọc tới mấy người này chính là chọc phải mấy cái thế lực lớn. Hắc hắc, Phong Phi Vân, ta xem ngươi lần này làm sao hạ đài được. Oanh! Một phiến hỏa vân trống rỗng xuất hiện ở trung ương điện vũ, hóa thành một phiến biển lửa đỏ ngầu, một đạo nhân ảnh di động ở trong biển lửa, như là một đầu hỏa long đang uốn lượn, liên tiếp đánh ra 9 trưởng, trực tiếp đánh bay 9 tu sĩ kia ra ngoài. Phốc, 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 khi dần tu sĩ này còn bay ở trên không trung, thân thể chưa rơi xuống đất liền đã bạo liệt,
biến thành 9 phiến huyết vụ, sau đó bị biển lửa đốt thành khói xanh. 9 thanh niên tài tuấn cường đại ở trong nháy mắt cư nhiên liền chết oan uổng, ngay cả cho bụi đều không lưu lại, biến thành khói xanh. Tất cả mọi người giật mình, bao gồm Bắc Minh Đường ở bên trong đồng thời đều ngừng hô hấp. Lại dám đắc tội khách quý của ta, muốn chết. Biển lửa kia thu liếm, biến thành một đoàn hỏa diễm nhân hình, bay đến trên chỗ ngồi cao nhất của điện vũ. Thần bí chủ nhân rốt cuộc hiện thân rồi, vừa xuất hiện liền cấp cho chúng tu sĩ một cái hạ mã uy, khiến cho rất nhiều tu sĩ trong lòng không phục đều sợ hãi. Dĩ nhiên trong lòng không phục vẻn vẹn chỉ là một bộ phận nhỏ, tuyệt địa đa số người đều từng thấy qua thần bí chủ nhân, đều đã quy thuận với, cho nên mới sẽ xuất hiện ở trên tửu yến. Quả nhiên là hắn, Phong Phi Vân dùng dư quang của ánh mắt liếc về phía người được bao phủ trong hỏa diễm, vốn là đã cảm giác được sự cường đại của hắn nhưng mà chưa từng thấy qua hắn xuất thủ, không nghĩ tới chỉ một chiêu liền tiêu diệt 9 vị tu sĩ có tu vi không thấp, Phong Phi Vân tự nhận là còn không làm được gọn gàng linh hoạt như thế. Ánh đèn như hạt đậu, hình bóng loáng thoáng. Trong điện vũ an tĩnh lại, chỉ có thể nghe được thanh âm cổ cầm ở trong màn che bạch vụ kia truyền đến, duy mỹ động lòng người, dẫn tới trong không khí hiện ra đủ loại huyễn tượng lộng lẫy xinh đẹp, tựa như cổ thành, tựa như tiên sơn, đây là huyễn trận lấy âm ba ngưng tụ, chỉ có cầm nghệ đạt tới độ cao tuyệt đỉnh mới có thể làm được điểm này. Ở thần tấn vương triều người có thể có được cầm nghệ như thế không nhiều hơn 10, đều là danh gia đương thế, một khúc có thể đổi lấy ngàn vạn tài phú. Người đánh đàn này không chỉ có tiếng đàn yêu nhã, hơn nữa tu vi cũng khẳng định rất mạnh. Phong Phi Vân khẽ liếc Huyết Vũ ngồi ở bên người một cái, vừa lúc Huyết Vũ cũng quay qua gương mặt tinh xảo mê người, mỹ mâu nhìn vào hắn, thản nhiên cười, khẳng định suy nghĩ trong lòng Phong Phi Vân. Không sai, người đánh đàn kia chính là giai nhân nghịch thiên tài tuấn xếp hạng thứ 9 của Tuyệt Sắc Lâu, Phong Phi Vân đã nghe ra được tiếng đàn mà nàng đánh. Tài hoa của nàng có 102. Tiếng đàn của nàng hiên hạ vô song. Nghịch thiên tài tuấn cùng Huyết Vũ thế nhưng đồng thời đến vạn tượng tập, hơn nữa xuất hiện ở trong một tòa điện vũ này, đây là một tín hiệu bất thường. Người có thể tới đây tối nay chắc hẳn đều đã biết được mục đích tới chỗ này đi. Thanh âm của thần bí chủ nhân khàn khàn trầm thấp, nhưng mà lại rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người, mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, tựa như một tôn đế vương đang ban phát ý chỉ. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều cung kính gật đầu, mà hơn 10 người bao gồm Phong Phi Vân ở trong đó lại là trong mắt hơi mờ mịt, hiển nhiên trước khi đến cũng không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Những người này tụ tập chung một chỗ nhưng là một cỗ lực lượng khổng lồ. Thần bí chủ nhân lại có thể đem nhiều tài tuấn đương thế như vậy, còn có cao thủ của thế hệ trước đều hiệu triệu đến đây, thủ đoạn quả thực kinh thế hãi tục, hắn rốt cuộc là dùng phương pháp gì. Những người này đều không thiếu tiền. Cũng không thiếu thế, hơn nữa từng người bối cảnh bất phàm, nhưng mà lại như cũng nghe lệnh của thần bí chủ nhân, năng lực của người này thật sự để cho Phong Phi Vân cảm thấy lạnh cả người. Ngày mai chính là ngày khảo hạch mỗi tháng một lần của Vạn Tượng Tháp, chỉ có người thông qua được khảo nghiệm mới có tư cách tiến vào Vạn Tượng Tháp, các người hiện tại phải làm chính là thông qua khảo hạch ngày mai, về phần sau khi tiến vào Vạn Tượng Tháp phải làm cái gì, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ báo cho các ngươi. Thần bí chủ nhân lại nói. Có người rốt cuộc hỏi ra nghi vấn trong lòng. Khảo hạch của Vạn Tượng Tháp vô cùng nghiêm khắc, mỗi lần tham dự khảo hạch đều vượt qua 10 vạn người, nhưng mà có thể tiến vào trong đó lại chỉ có mấy trăm người. Chúng ta mặc dù đều là nhân vật kiệt xuất, nhưng mà có thể thông qua khảo hạch chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 50 người. Vậy thì phải nhìn vào bản lĩnh của các ngươi rồi, người không có bản lĩnh cũng không xứng làm việc cho ta. Thần bí chủ nhân nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ linh khí đại lãng bay tới. Một phiến hắc sắc tiểu điểm liền từ trong hỏa diễm bay ra, rơi xuống ở trước mặt mỗi người. Là một vòng ngọc đen nhánh, phía trên khắc ba đạo rãnh máu, ấn vào 9 tòa trận pháp, tản mát ra phiến lớn ô quang. Đây là, huyết cấm huyền trạc. Một vị thanh niên hiểu được luyện khí lên tiếng kinh hô. Tại chỗ đều không phải là người bình thường, đều nghe qua danh tự của huyết cấm huyền trạc, một khi đeo cái vòng tay này vào trên cổ tay liền sẽ lại không lấy xuống được nữa. Trừ phi là chặt đi cánh tay của mình, hoặc là chủ nhân của huyết cấm huyền trạc tự mình lấy máu nhỏ lên trên vòng tay mới có thể tháo xuống vòng tay này. Nếu như không nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân huyết cấm huyền trạc, cái huyền trạc này không chỉ sẽ chấn gãy tay của người đeo, thậm chí chấn vỡ trái tim, đây mới là chỗ đáng sợ nhất của nó. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Thần bí chủ nhân đây là muốn khống chế bọn họ,
bọn họ nhưng đều là tài tuấn có đại bối cảnh, có lẽ có thể nhận lấy uy hiếp mà làm việc cho thần bí chủ nhân, nhưng mà lại tuyệt đối không muốn bị hắn khống chế. Không khí trong điện vũ trở nên có chút bị đè nén, một ít tu sĩ vốn là nhắm mắt tu luyện đều mở mắt ra, trong lòng bàn tay thầm ngưng tụ thuật pháp, chuẩn bị phản kháng. Phong Phi Vân vững vàng ngồi ở trên ghế khách quý, nhìn chằm chằm vào 9 người khác ngồi ở trên ghế khách quý giống mình, 9 người này đều lộ ra vẻ bình tĩnh mà tự nhiên, tựa hồ sớm đã biết chuyện huyết cấm huyền trạc. Oanh! Một đạo sĩ trẻ tuổi đầu đội thiết quan bỗng nhiên đứng lên, trong thân thể bay ra một tấm thiết bố rộng 3 trượng, chân đạp ở trên thiết bố, hưu một tiếng liền bay ra đại môn của đại diện, chạy ra ngoài. Thanh y đạo sĩ trẻ tuổi này chính là có tu vi thần cơ đỉnh phong, đã tu luyện ra thần thức, có thể dùng thần thức giá ngự khí mãnh, ngự khí phi thiên. Một phần tu vi này ở trong số những tu sĩ tới đây đã coi như là cực kỳ cao minh, chỉ trong giây lát liền đã bay vào trong bầu trời đêm. Hừ, muốn chạy trốn. Ngân phát nam tử tà dị kia ngồi ở trên ghế khách quý, thân thể biến thành một phiến thiểm điện đen nhánh, hoa lạp một tiếng cũng là bay ra khỏi đại điện, xông vào trong bầu trời đêm. Oanh! Trên bầu trời của đại điện chiến khí bôn đằng, một đạo ngân sắc quang hoa phóng thẳng lên cao, một quyền đánh vào trường không, liền như thiên lôi cuồn cuộn phá vỡ yên tĩnh trong đêm, chấn động tu sĩ của cả vạn tượng tập. Vẻn vẹn chỉ là một chiêu. Một phiến huyết vũ từ trên bầu trời rơi xuống, huyết châu chuyển động ở trên lá cây. Oanh! Một đạo hắc sắc điện quang từ trên bầu trời hạ xuống, biến thành ngân phát nam tử kia, trên làn da lưu động hắc sắc điện mang, quyền đầu bị máu tươi nhuộm đỏ, sải bước trở lại bên trong điện vũ, một lần nữa ngồi ở trên ghế khách quý. Một chiêu liền oanh sát một vị tu sĩ thần cơ đỉnh phong, đây quả thật là một tôn sát thần, tất cả mọi người tản đi linh mang trên tay, cảm giác được sợ hãi khôn cùng. Có tôn sát thần này ở đây, người nào cũng không dám lỗ mãng. Còn có ai không muốn mang huyết cấm huyền trạc không? Sắc mặt của ngân phát nam tử lưu động huyết văn, hai mắt u ám, nhưng mà lại không có người nào dám đối mặt với hắn. Tất cả mọi người trầm mặc không lên tiếng, có thể cảm giác rõ ràng một cỗ áp lực tựa như núi lớn bao phủ trên đỉnh đầu, chỉ cần dám nói một chữ không, lập tức sẽ bị chết ngay tại chỗ. Làm việc vì chủ nhân, chúng ta nên là cảm thấy vinh quang, chỉ cần chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Chủ nhân không chỉ giúp chúng ta giải khai huyết cấm huyền trạc, hơn nữa người có công lao lớn nhất còn sẽ có được tưởng thưởng. Bắc Minh Đường nói một tiếng, sau đó liền dẫn đầu đeo huyết cấm huyền trạc vào cổ tay, sau khi đeo vào, vòng tay co rút lại, dán vào da thật chặt, tựa như là một cái thiết hoàn đen nhánh bọc ở trên cổ tay, lại không cách nào gỡ xuống. Ngay sau đó ngân phát nam tử kia cùng huyết vũ cũng đeo huyết cấm huyền trạc vào trong cổ tay. Những người còn lại mặc dù trong lòng rất không muốn nhưng mà ở dưới chiều hướng phát triển như vậy vẫn như cũ là khuất phục, liên tục đeo huyết cấm huyền trạc vào trong cổ tay. Trên mặt Bắc Minh Đường mang theo nụ cười đắc ý, chính mình đầu tiên đeo huyết cấm huyền trạc vào, khẳng định có thể nhận được hảo cảm cùng coi trọng của chủ nhân. Ánh mắt của hắn nghiêng nghiêng liếc nhìn Phong Phi Vân một cái, lại phát hiện một kiện hắc sắc huyết cấm huyền trạc như cũ đặt ở trước mặt Phong Phi Vân, còn không có đeo lên cổ tay. Trong cả điện vũ cũng chỉ còn lại có Phong Phi Vân không đeo huyết cấm huyền trạc, lộ ra vẻ hết sức đột ngột, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía hắn nhìn lại. Phong công tử, làm sao còn không đeo huyết cấm huyền trạc vào, chẳng lẽ là không cho chủ nhân mặt mũi? Bắc Minh Đường trêu tức cười nói. Không khí nhất thời trở nên khẩn trương, ngân phát nam tử kia cũng nhìn chằm chằm lên người Phong Phi Vân, trên mặt mang theo nụ cười tàn nhẫn. Ngón tay sờ sờ vào thân thể của 4 đầu dao xà đang quấn quanh thân thể, từng đạo hắc sắc điện quang bắt đầu ngưng tụ. Phong Phi Vân từ trên ghế đứng dậy, xoay người nhìn thần bí chủ nhân kia một cái, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói. Phong mỗ cũng không phải là không cho các hạ mặt mũi, chỉ là chưa bao giờ thích bị ước thúc, lúc này cáo từ, chuyện ngày hôm nay tất nhiên một chữ cũng sẽ không nói ra, chỉ hy vọng các hạ không nên làm người khác khó chịu mới tốt. Người được bao phủ ở trong hỏa diễm kia trầm mặc thật lâu, đang ở thời điểm mọi người cảm thấy Phong Phi Vân là đang tìm chết, hắn mở miệng, thanh âm như cũ là vô cùng khàn khàn, cười khan nói. Phong huynh là bằng hữu của ta, tự nhiên sẽ không làm khó ngươi, các ngươi đều nghe kỹ, Phong huynh muốn rời đi, người nào nếu như dám ngăn cản hắn, ta nhất định sẽ khiến hắn chết rất khó coi. Phong Phi Vân vốn là đã làm tốt tâm tư chuẩn bị đánh một trận tử chiến. Nhưng mà lại không ngờ đối phương thế nhưng nói ra những lời như vậy, quả thật khiến cho hắn ngoài ý muốn vô cùng.
thật là một người không cách nào nhìn thấu được. Phong Phi Vân khẽ khom người đáp lễ, sau đó liền phất tay áo xoay người rời đi, nhưng mà mới đi đến cửa đại điện liền nghe được tiếng xé gió liên tiếp từ bên ngoài thiên tài biệt phủ truyền tới, lục đạo linh quang từ phái trên bay tới, hạ xuống phía ngoài của thiên tài biệt phủ. Năm đạo sát khí phóng lên cao, trong nháy mắt làm cho mặt đất kết thành một tầng hàn băng. Kỷ Phong hướng về phía trước bước ra một bước, hai mắt mở ra, bắn ra hai đạo xích hồng quang mang, tựa như hai đoàn hỏa cầu chiếu sáng bầu trời đêm, lạnh lùng nói. Phong Phi Vân, đi ra ngoài nhận lấy cái chết. Oanh! Nam tử lưng đeo long hình cổ kiếm kia, long uyên kiếm trên lưng bỗng nhiên xông lên trên trời, ầm ầm cắm ở trước đại môn của thiên tài biệt phủ, trên thân kiếm long hình du tẩu, kiếm khí phong tỏa trường không. Hôm nay ta vì giết người mà đến. Lý Thái A chân đạp long uyên kiếm, thân thể dung hợp với kiếm khí thành một thể, thanh âm tràn đầy lực chấn nhiếp. Sáu đại cao thủ của trừ ma liên minh đã đến, đang ở bên ngoài thiên tài biệt phủ, đây nhưng là sáu hung nhân, từng người đều có kinh lịch truyền kỳ, có thể một mình đảm đương một phía. Kỷ Phong cùng Lý Thái A càng là cao thủ trong cao thủ, khí thế trên người như cầu vồng, coi như là đứng ở bên trong điện vũ cách bên ngoài vài trăm thước đều có thể cảm nhận được hai cỗ lực lượng đáng sợ kia. Phong Phi Vân dừng ở trước đại môn của điện vũ, nhìn năm đạo khí tượng trùng thiên ở bên ngoài, chân mày nhíu lại thật sâu, mặc dù chỉ có năm đạo khí tượng nhưng mà hắn lại biết người tới tổng cộng có 6, còn có một người chính là Hồng Y tiểu nữ hài kia, tiểu tà ma của Phong gia. 6 người này làm sao lại biết mình ở chỗ này? Tới thật sự là quá trùng hợp rồi. Phong Phi Vân khẽ xoay người hướng về phía thần bí chủ nhân được bao phủ trong hỏa diễm kia nhìn thoáng qua một cái, trong lòng nhất thời sáng tỏ. Khó trách hắn lại đến trễ như vậy, 6 đại cao thủ của trừ ma liên minh hẳn là hắn cố ý dẫn tới. Phong huynh tựa hồ gặp phải phiền toái, có cần tại hạ ra tay giúp ngươi đuổi những người này đi hay không? Thần bí chủ nhân hơi nở nụ cười mà nói. Phong Phi Vân xoay người đi trở về, một lần nữa đi đến trên ghế khách quý, không chút do dự nào đeo huyết cấm huyền trạc lên trên cổ tay, nói. Thủ đoạn của các hạ thật là cao minh, để cho ta không bội phục không được a. Ha ha, ta nghe không hiểu lời của Phong huynh. Sau khi thần bí chủ nhân nhìn thấy Phong Phi Vân đeo huyết cấm huyền trạc vào cổ tay, cười đến càng thêm vui vẻ, giống như đã sớm biết Phong Phi Vân nhất định sẽ đeo huyết cấm huyền trạc ở trên cổ tay vậy. Phong huynh hiện tại nhưng là người mình rồi, Kỷ lão, ngươi còn không đi 16 vị nghịch thiên tài tuấn ở bên ngoài đều rời đi. Thần bí chủ nhân phân phó một tiếng. Một lão giả ngồi ở trên ghế khách quý kia đứng dậy. Hơi hơi bái thần bí chủ nhân kia một cái, sau đó liền đi ra thiên tài biệt phủ. Kỷ Phong, các ngươi tới nơi này làm gì? Lão giả nói. Bát gia gia, làm sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Kỷ Phong cung kính bái một cái. Nơi này vốn là biệt phủ mà ta thanh tu. Lão giả thản nhiên nói. Nhưng mà chúng ta nhận được tin tức, nghe nói yêu ma chi tử đang ở bên trong. Kỷ Phong nói. Các ngươi bị yêu ma chi tử lừa rồi. Lão giả nói. Cũng không lâu lắm, 6 vị nghịch thiên tài tuấn kia của trừ ma liên minh đều đã rời đi. Lão giả lại trở về bên trong điện vũ, ngồi ở trên ghế khách quý, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Oanh! Mọi người đồng loạt đem ánh mắt nhìn lên trên bộ dáng già nua còng xuống của hắn. Lão giả này cư nhiên là một vị tiền bối của Kỷ gia, khó trách có thể ngồi lên trên ghế khách quý. Năm lão giả khác sợ rằng thân phận cũng sẽ không thấp hơn so với vị Kỷ gia này. Trong lòng Phong Phi Vân càng thêm dậy sóng chập trùng, ngay cả người có danh tiếng thế hệ trước của Kỷ gia đều cam tâm bị khống chế, thần bí chủ nhân này càng ngày càng để cho hắn cảm thấy đáng sợ. Ngày mai vạn tượng tháp khảo hạch, nhất định quần hùng tụ tập, phàm là người có thể thông qua khảo hạch trở thành học viên của vạn tượng tháp, có lẽ liền có cơ hội nhìn thấy dung mạo chân chính của ta. Thần bí chủ nhân kính mọi người một chén. Nhưng mà tất cả tu sĩ lại đã không có hào hứng uống rượu, sau 3 tuần rượu liền liên tục cáo từ rời đi. Phong Phi Vân đi ra thiên tài biệt phủ, trong lòng như cũ không thể bình tĩnh, căn cứ vào linh giác cảm ứng của hắn, niên kỷ của vị thần bí chủ nhân này sẽ không vượt qua 25 tuổi. Nhưng mà tu vi cùng thủ đoạn lai dáng sợ như vậy, để cho cao thủ tuyệt đỉnh của thế hệ trước đều ngoan ngoãn nghe lời, hắn chẳng lẽ là một trong bát đại thiên tài cấp bậc sử thi? Coi như là thiên tài trong cấp bậc bát đại sử thi cũng chưa chắc có năng lực lớn như vậy a. Phong Phi Vân sờ sờ huyết cấm huyền trạc trên cổ tay, ánh mắt ngưng tụ, chuyện trọng yếu nhất hiện tại chính là gỡ xuống cái vòng tay này,
nếu không liền hoàn toàn bị người chế trụ. Phong công tử. Một cái thanh âm kiều mị mà ngọt ngào từ phía sau truyền đến, qua giây lát liền đã đến bên tai của Phong Phi Vân. Một cỗ mùi thơm mê người truyền vào chóp mũi của Phong Phi Vân. Một cỗ hương phong đánh tới. Hồng ảnh chợt lóe, Huyết Vũ đã đứng ở trước người của Phong Phi Vân, làn da như bạch tuyết, hồng sa như sương, ở dưới ánh trăng nhu hòa chiếu rọi lên da thịt như ngọc sáp của nàng. Thanh phong thổi tới, nhấc lên hồng sa đơn bạc trên người nàng, thêm vào vài phần quyến rũ. Hiện tại trong thiên tài biệt phủ đều đã đi hết, liền chỉ còn lại Huyết Vũ cuối cùng đi theo, cười dịu dàng nhìn vào Phong Phi Vân, một đôi phượng nhãn tràn đầy tình ý. Phong Phi Vân ôm hai tay, cười nói. Huyết Vũ cô nương quả nhiên là một người đáng tin, đặc biệt đi theo ta, chẳng lẽ thật sự muốn đền bù một đêm ôn nhu ở Tuyệt Sắc Lâu? Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta đổi lại một chỗ khác. Ánh mắt của Huyết Vũ hướng bốn phía quét một cái, sau khi xác định không có ai, lúc này mới kéo theo Phong Phi Vân biến mất ở trong màn đêm. Vương Mãnh, Quý Tiểu Nô cùng Quý Tâm Nô tự nhiên cũng đi theo. Một tòa lầu các ba tầng đột ngột mọc lên, bên cạnh có thể thấy được người người ở trong vạn tượng tập đốt đèn, nơi xa có thể thấy vẫn tháp cao vút vào trong mây. Phong Phi Vân cùng Huyết Vũ giờ phút này ngồi ở đỉnh của tầng thứ ba, trước mặt hai người có bày một chén thanh đồng tử bôi của riêng mình. Bên trong đã rót đầy rượu rồi, nhưng mà bọn họ đều không uống rượu. Vương Mãnh cùng Quý gia tỉ muội đều thủ ở phía dưới, cũng không đi lên trên đỉnh. Sau khi Huyết Vũ mời Phong Phi Vân đến chỗ này liền không nói một câu, lộ ra vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có, trong ánh mắt lại càng nhiều thêm vài phần ưu tư. Ngón tay của Phong Phi Vân hoạt động ở trên thanh đồng tử bôi, đánh vỡ yên lặng, nói. Ta rất hiếu kỳ. Nếu như Ngọc Thiền cô nương cùng Huyết Vũ cô nương đi tới vạn tượng tập, vì sao nàng lại không cùng rời đi với ngươi? Bởi vì chủ nhân lưu nàng lại, tối nay nàng sẽ thị tẩm cho chủ nhân. Huyết Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, dung nhan tuyệt sắc không che đậy được khổ sở vô tận kia. Phong Phi Vân cau mày, trầm mặc một hồi lâu, uống xong một nửa chén rượu. Lời của chủ nhân không người nào không thể thể không nghe, đừng nói là thị tẩm, coi như là hắn muốn lấy tính mạng của chúng ta. Đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Phàm là người dám làm nghịch hắn, chỉ có con đường chết. Huyết Vũ do dự chốc lát, lại khẽ cắn đôi môi, nói. Có lẽ người tối mai thị tẩm cho hắn chính là ta. Trong cặp mắt trong suốt kia của nàng không còn giống như một yêu cơ tuyệt sắc, càng giống như một nữ hài tử tội nghiệp. Tu vi của ngươi cao như vậy, chẳng lẽ cũng không phải là đối thủ của hắn? Phong Phi Vân nói. Một ngón tay của hắn là có thể giết chết ta 10 lần rồi. Huyết Vũ nói. Hắn là Vô Hà công tử. Phong Phi Vân nói. Vô Hà công tử cũng đã thua ở trong tay hắn. Huyết Vũ nói. Phong Phi Vân lại trầm mặc, uống nốt nửa chén rượu còn dư kia, từ từ nói. Vậy hắn rốt cuộc là người nào? Trời đêm hơi lạnh, mặt trăng đã đi lên đến đỉnh đầu, đã là nửa đêm rồi. Trong Kỳ Thiên Sơn mạch ở bên ngoài ngàn dặm truyền đến tiếng chuông vang hùng hậu, trong vòng ngàn dặm đều có thể nghe được tiếng chuông kia, liên tiếp vang lên 9 thanh âm rồi mới dừng lại. Đó là Tử Dạ Linh Chung ở trong vạn tượng tháp tự động vang lên, tuyên bố một ngày mới đã đến. Huyết Vũ lắc đầu, nói. Ta cũng không biết hắn là ai, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ biết hắn là ai. Dù sao hắn xem ngươi so với bất luận kẻ nào đều phải nặng hơn. Ta cũng không biết hắn là người nào. Phong Phi Vân cũng là lắc lắc đầu. Huyết Vũ nói. Hắn tụ tập nhiều anh tài như vậy đều là muốn trộm lấy một kiện linh bảo ở trong vạn tượng tháp, cũng là một trong 9 kiện bảo vật trấn tháp của vạn tượng tháp. Là vật gì? Trong lòng Phong Phi Vân vừa động. Ẩn tàm xa la. Huyết Vũ nói. Trong mắt Phong Phi Vân lộ ra vẻ nghi hoặc, đây còn là kiện linh bảo lần đầu tiên hắn nghe nói đến. Hiển nhiên không rõ thần bí chủ nhân tại sao phải trăm phương ngàn kế lấy được kiện linh bảo này. Đến cùng là một loại sinh vật hay là một kiện y phục? Huyết Vũ tựa hồ nhìn thấu nghi hoặc trong mắt của Phong Phi Vân, cho nên lại nói. Đồn rằng ở thời cổ có một tòa linh sơn huyền phù ở trên bầu trời, tên là Bồng Lai Sơn, trên Bồng Lai Sơn có một loại tằm, tên là ẩn tàm xa la chính là lấy tằm ti của ẩn tàm bện thành y phục. Chỉ cần mặc vào y phục do tầm ti của ẩn tầm này bên thành không chỉ có thể khiến cho thân thể ẩn giấu trong vô hình, thậm chí có thể ẩn nặc được cả khí tức trên người. Chỉ cần mặc vào ẩn tàm xa la, cho dù là một tôn cự kình đi qua bên người,
hắn cũng chưa hẳn có thể phát hiện ra ngươi. Cự kình cũng không phát hiện ra người Mạc Ẩn Tàm Sa La, vậy nếu như Mạc Ẩn Tàm Sa La đánh lén cao thủ cấp bậc cự kình, đó chẳng phải có thể khiến cho cự kình cũng bị mất mạng. Nếu như trên đời này thật tồn tại Ẩn Tàm Sa La, như vậy quả thực chính là một kiện vô thượng thần bảo, lợi khí phụ trợ giết người, coi như là thần đô đế cung đều có thể đi lại tự nhiên, xuất nhập như trốn không người. Phong Phi Vân nói, ta không tin thiên hạ thật tồn tại cái gì mà ẩn tàm, cho dù là tồn tại ẩn tàm, như vậy tàm ti mà nó phun ra tự nhiên cũng không người nào có thể thấy được, nếu như không nhìn thấy thì lại như thế nào có thể bện tàm ti của ẩn tàm thành Sa La. Huyết Vũ nói, cũng không phải là bất cứ sinh vật nào đều không nhìn thấy ẩn tàm, đồn rằng có một loại sinh vật chính là lấy ẩn tàm làm thức ăn. Vạn vật tương sinh tương khắc, nếu như tồn tại sinh vật có thể ẩn thân, như vậy liền nhất định cũng tồn tại sinh vật có thể nhìn thấu sinh vật biết ẩn thân. Có thể lấy ẩn tàm làm thức ăn, như vậy tự nhiên cũng là có thể nhìn thấy ẩn tàm. Là sinh vật gì? Phong Phi Vân nói. Phượng Hoàng, theo lời của cổ nhân, Phượng Hoàng sinh ra có đầu gà, cằm yến, xà cổ, lưng rùa, đuôi cá, năm màu, chính là chí tôn của yêu tộc. Ánh mắt của Phượng Hoàng có thể nhìn một cái xuyên thấu hoàn vũ, đặc biệt là Phượng Hoàng thiên nhãn, có thể nhìn thấu hết thảy hư huyễn trên thế gian. Từng có một đầu Phượng Hoàng cư trú ở Bồng Lai Sơn, lấy ẩn tàm làm thức ăn rồi bện ra ẩn tàm Sa La, sau đó lưu truyền đến quốc gia nhân loại. Dĩ nhiên đây đều là thần hóa truyền thuyết ghi lại trên sách cổ về ẩn tàm Sa La, độ chân thật cũng không cao. Là Bồng Lai đảo. Phong Phi Vân lầu bầu nói. Ngươi nói gì? Huyết Phũ hiếu kỳ mà chớp động đôi mắt sáng, không nghe rõ Phong Phi Vân mới vừa rồi nói cái gì. Khụ khụ, ta nói là cho dù ẩn tàm Sa La thật sự tồn tại, đó cũng chỉ có Phượng Hoàng mới có thể nhìn thấy, chúng ta tiến vào vạn tượng tháp, ẩn tàm Sa La cho dù có đặt ở trước mặt chúng ta cũng chưa chắc có thể phát giác ra nó. Phong Phi Vân nói. Huyết Phũ cũng là gật gật đầu, thở dài một tiếng, gương mặt xinh đẹp động lòng người ở dưới thúc dục của rượu cồn nổi lên hai vầng đỏ ửng, lại càng lộ ra vẻ có chút mềm mại, giống như là một đóa huyết sắc mân côi nở rộ. Vừa uống xong ba chén rượu, Phong Phi Vân liền muốn đứng dậy rời đi, Huyết Phũ mang theo ánh mắt u oán nhìn theo hắn, muốn lưu hắn lại, bộ dáng kia hấp dẫn tâm thần người ta đến nói không ra lời, tựa hồ muốn giao đêm đầu tiên của mình cho Phong Phi Vân, bởi vì nàng sợ tối mai sẽ phải thị tẩm cho thần bí chủ nhân. Nhưng mà Phong Phi Vân lại quả quyết rời đi, không có nửa phần dừng lại. Phong Phi Vân cũng không nói cho nàng biết chính mình tu luyện Phượng Hoàng Thiên Nhãn, bởi vì hắn không tin được Huyết Phũ. Một nữ nhân lăn lộn ở trong phong trần thật sự rất có thể diễn trò, trước một khắc còn phong tình vạn trùng, sau một khắc lại đã điềm đạm đáng yêu, nữ nhân như vậy mà nói, thì như thế nào có thể tin? Huống chi lấy tâm tính cao ngạo như Huyết Phũ, cho dù muốn lựa chọn người lên giường đầu tiên với mình thì cũng chỉ sẽ chọn vị thần bí chủ nhân kia, mà không phải là Phong Phi Vân hắn. Cái này thật sự quá khác thường. Một người đàn ông nếu như cho là mị lực của chính mình lớn đến mức có thể khiến cho một nữ nhân còn mạnh hơn so với hắn ngã vào lòng, vậy sớm muộn gì cũng bị ăn thiệt thòi. Phong Phi Vân cho tới bây giờ đều không đánh giá cao chính mình, cho nên hắn luôn là rất ít khi phạm sai lầm. Sáng sớm, xương trắng gột rửa, tựa như kẹo đường, ngửi vào một hơi còn mang theo ngọt ngào. Vạn tượng tập ở giữa tùng lâm cổ mộc, như một tòa đại thành. Mà sơn môn của vạn tượng tháp lại ở bên ngoài 300 dặm của vạn tượng tập, giữa hai tòa sơn phong, hôm nay chính là ngày khảo hạch một tháng một lần của vạn tượng tháp, chỉ có thông qua khảo hạch mới có thể tiến vào thiên hạ đệ nhất học thuật thánh địa vạn tượng tháp. Đây có thể nói là chuyện tha thiết ước mơ của bất kỳ tu sĩ nào trong thiên hạ. Điển tịch tu luyện trong vạn tượng tháp là cao nhất thiên hạ, cổ thư quyển bản là cấp thấp nhất, điển tịch tu luyện đê cấp, trung cấp, cao cấp, tuyệt học điển tịch, thiên công điển tịch. Hằng ha xa số không đếm hết. Hiện tại điển tịch tu luyện lưu truyền ở tu chân giới đa số lấy đê cấp tu luyện điển tịch làm chủ, coi như là một ít tiên môn xưng bá một phương cũng nhiều nhất có một, hai cuốn trung cấp tu luyện điển tịch. Loại tu tiên gia tộc có thể xưng vương ở một phủ giống như Phong gia mới có tàn bản của cao cấp tu luyện điển tịch, dĩ nhiên muốn có cao cấp tu luyện điển tịch đầy đủ, như vậy chỉ có thể đi tìm ở trong vạn tượng tháp. Dĩ nhiên tuyệt học điển tịch ở tu tiên giới cũng không phải là không có. Tỷ như đệ nhất tu luyện điển tịch Bắc Minh thần công của Bắc Minh gia tộc chính là nửa phần trên của một quyển tuyệt học điển tịch. Dựa vào nửa bộ điển tịch, Bắc Minh gia tộc liền có thể trở thành một trong tứ đại môn phiệt của thần Tấn Vương Triều.
Nghịch thiên tài tuấn mỗi một thời đại của Bắc Minh gia tộc cơ hồ đều muốn đi vào vạn tượng tháp, chính là muốn tu luyện nửa bộ dưới của Bắc Minh thần công, nhưng mà đều là thất bại chấm dứt. Ở vạn tượng tháp chỉ có người thiên tư càng cao, tu vi càng mạnh mới có thể nhận được công pháp tu luyện càng cao minh. Chỉ cần năng lực của ngươi đủ mạnh, ở vạn tượng tháp là có thể nhận được tất cả linh bảo mà ngươi tha thiết ước mơ, đây là một cái thánh địa vĩnh viễn mở ra cho cường giả. Cũng chính bởi vì địa vị đặc thù của vạn tượng tháp, cho nên đệ tử trẻ tuổi của rất nhiều thế lực tu tiên đứng đầu đều tụ tập đến nơi này. Địa phương khảo hạch nhập môn của vạn tượng tháp ở Thái Thủy Tháp. Cái gọi là Thái Thủy chính là điểm bắt đầu của vạn vật, điểm bắt đầu vạn tượng. Thái Thủy Tháp hết sức nguy nga, tổng cộng 99 tầng, so sánh với Vẫn Tháp còn cao hơn, cũng là nhập vào tầng mây, như ẩn như hiện, linh hạc tung bay, nếu như người đứng ở đỉnh Thái Thủy Tháp quả thực như lên cửu thiên cung khuyết, giá lâm tiên giới. Khi đám người Phong Phi Vân đi tới Thái Thủy Tháp, nơi này đã sớm tấp nập người, nhìn một cái toàn là đầu người đang rung động, chật chội đến không có khe hở. Đoán chừng ít nhất cũng có mấy vạn người, hơn nữa đang không ngừng có tu sĩ chạy tới. Thật có thể nói là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Quảng trường bạch thạch cự đại dưới Thái Thủy Tháp có thể dung nạp trên vạn người, giờ phút này cũng là sắp chen chúc đến vỡ tung. Bốn phía của Thái Thủy Tháp có vô số tấm bia đá dựng lên, chia ra viết. Võ tháp, luyện thể hệ. Tử tháp, sát thủ hệ. Vu tháp, vu thuật hệ. Đan tháp, luyện đan hệ. Chí tháp, chí sư hệ. Đạo tháp, tu đạo hệ. Phật đà tháp, tu Phật hệ. Thần thông tháp, linh thuật hệ. Những tấm bia đá này tổng cộng có mấy chục khối, chia ra đại biểu cho mấy chục chỗ khảo hạch của thánh địa tu luyện. Trước mỗi một tấm bia đá đều có một vị tôn sư đang ngồi, phía sau thì có đội ngũ thật dài đang xếp hàng. Chỉ có trước thông qua lần khảo hạch thứ nhất của tôn sư mới có tư cách tiến vào Thái Thủy Tháp tham gia lần khảo hạch thứ hai. Chỉ có người thông qua hai lần khảo hạch mới có tư cách tiến vào vạn tượng tháp tiến hành lần khảo hạch thứ ba. Trong đó 90% số người sẽ bị đào thải ở trong lần khảo hạch đầu tiên. Tu sĩ tới đây tham gia khảo hạch tuy nhiều, nhưng mà phần lớn đều tập trung ở võ tháp, đạo tháp, tử tháp, thần thông tháp. Những tu luyện thánh địa này tương đối náo nhiệt. Có thể nói một tòa tháp chính là một tòa học viện, một tòa thánh địa tu luyện đặc biệt. Phía sau tấm bia đá của võ tháp liền có 3 vạn người đang xếp hàng, một mực kéo dài đến chân trời, những tu sĩ này tới từ thiên nam địa bắc, không có chỗ nào mà không phải là nhân vật thiên tài một phương, nhưng mà sau khi đến nơi này rất nhiều người ngay cả lần khảo hạch đầu tiên đều không thể thông qua. Người ở phía sau tấm bia đá võ tháp xếp hàng tuy nhiều nhất, nhưng mà đào thải lại cũng nhanh nhất, chỉ thấy tôn sư kia khẽ mở ra một tia khóe mắt, nhìn dòng người đứng hàng dài một chút, nói. Phàm là chưa đạt tới cảnh giới tiên căn đỉnh phong, tự động xuất cục đi. Tiếng thở dài thất vọng liên tiếp vang lên, liền có gần một nửa tu sĩ trẻ tuổi tự động xuất cục, xoay người rời đi, lưu lại bóng lưng cô đơn, biến mất ở trước mắt mọi người. Những người khác đều âm thầm cao hứng, cảm giác được một loại ưu việt đặc thù. Người ở 25 tuổi không đạt tới thần cơ sơ kỳ tự động xuất cục, 30 tuổi không đạt tới thần cơ đỉnh phong tự động xuất cục. 60 tuổi không đạt tới thần cơ đại viên mãn tự động xuất cục đi. Vị tôn sư của võ tháp kia lại nói. Lời này vừa nói ra, vốn là đang có người âm thầm cười nhất thời đều không cười được nữa. Vạn tượng tháp chiêu thu đều là thiên tài chân chính, trước 25 tuổi chưa đạt tới thần cơ sơ kỳ tự nhiên không được tính là thiên tài, 30 tuổi không đột phá được thần cơ đỉnh phong cũng chỉ có thể coi như tài trí bình thường, thần cơ đại viên mãn là một cái rãnh sâu, 30 tuổi. 40 tuổi không đột phá được thần cơ đại viên mãn cũng là rất bình thường, nhưng mà nếu như đến 60 tuổi cũng không đột phá tới thần cơ đại viên mãn, như vậy cũng chỉ có thể nói tiềm lực của ngươi đã hao hết. Nếu như không gặp được đại cơ duyên liền cũng không có khả năng đột phá thần cơ đại viên mãn nữa. Cái điều kiện này thật sự quá hà khắc, tuyệt đại đa số mọi người ảm đạm rời đi, đội ngũ vốn là hơn 3 vạn người chỉ trong một thoáng lại chỉ còn không tới 1.000 người, hiện tại khảo hạch mới chính thức bắt đầu. Nhìn thấy một màn này, Phong Phi Vân cũng không khỏi gật đầu, lời đồn quả nhiên không sai, vạn tượng tháp tụ tập tinh anh trong thiên hạ, cao thủ như mây, ngọa hổ tàng long, thiên tài nhiều như cẩu. Cảnh giới thần cơ sơ kỳ ở chỗ khác có thể được làm trưởng lão, nhưng mà ở chỗ này quả thực quá bình thường rồi. Lão đại, chỉ sợ chúng ta phải tách ra rồi. Trong mắt Vương Mãnh cư nhiên là vẻ hưng phấn, nhìn chằm chằm vào tấm bia đá võ tháp, trên người dâng lên một cỗ chiến ý cường thịnh.
Vương Mãnh sở dĩ cùng Phong Phi Vân đi đến Vạn Tượng Tháp kỳ thật chính là muốn đi vào võ tháp tu luyện, ở võ tháp tụ tập thiên tài cường giả tới từ bốn phương tám hướng, cũng chỉ có dưới đại hoàn cảnh như vậy mới có trợ giúp cho đề cao tu vi lớn nhất. Không ngừng liều mạng, chiến đấu liên miên, không ngừng tôi luyện ở bên bờ sinh tử, cuối cùng dẫm tất cả đối thủ ở dưới chân, mà chính mình thì bước lên trên đỉnh phong. Đây là mơ ước cả đời của Vương Mãnh. Phong Phi Vân tựa hồ đã sớm biết hắn muốn rời đi, cười nói. Đừng gọi ta là lão đại nữa, từ đầu tới cuối ta đều muốn đối đãi với ngươi như huynh đệ, theo số tuổi mà tính, ta nên gọi ngươi một tiếng lão đại mới đúng. Vương Mãnh nhất thời có chút đỏ mặt, tựa như đại cô nương đang xấu hổ, thấp giọng mà nói. Kỳ thật năm nay ta mới 13 tuổi, còn là vị thành niên đó. Phốc! Không chỉ là Phong Phi Vân thiếu chút nữa té ngã, ngay cả Quý Tâm Nô cùng Quý Tiểu Nô ở phía sau đều là há to miệng, cằm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, cho là tai mình nghe nhầm. Vương Mãnh ít nhất cũng cao 2 thước, thân thể cường tráng như trâu, da thịt từng khối, thấy thế nào lại có 13, 14 tuổi. Nhưng mà vẻ mặt của hắn nghiêm túc, không giống như nói giỡn, hắn lại nói. Kỳ thật ta chính là cổ cương tộc nhân, cổ cương tộc chúng ta sau khi trưởng thành thân thể phổ biến đều cao hơn 3 thước, có người dậy thì sớm, ở thời điểm 8, 9 tuổi cũng đã cao hơn so với ta, ta coi như là dậy thì bình thường ở trong đó rồi. Phong Phi Vân nhất thời hỗn loạn rồi, con mẹ nó, thằng nhãi này sẽ không phải thật sự là mới 13 tuổi chứ. Thần cơ đỉnh phong 13 tuổi. Để cho Phong Phi Vân 14 tuổi đạt tới thần cơ sơ kỳ làm sao chịu nổi. Thực sự quá kinh hãi rồi, một hài tử mới 13, 14 tuổi lớn lên giống như người bình thường đã trưởng thành. Đây cũng quá có vẻ già đi. Vương Mãnh cười hắc hắc với Phong Phi Vân, sau đó liền phi đầu hướng tới tấm bia đá võ tháp, vừa chạy vừa la lớn. Ta muốn ghi danh, ta muốn ghi danh, ta mới chỉ 13 tuổi, đương thế nghịch thiên tài tuấn tới cũng. Khuôn mặt nhu thuận của Quý Tiểu Nô giờ phút này còn chưa trở lại bình thường, thật lâu sau mới nuốt một ngụm nước miếng, nói. Hắn thật chỉ mới 13 tuổi. Phong Phi Vân đã vận dụng Phượng Hoàng Thiên Nhãn dò xét hắn một phen, cuối cùng cũng không thể không tiếp nhận sự thật này, gật đầu nói. Khó trách không tu luyện bất kỳ công pháp nào, chỉ dựa vào một thân cậy mạnh liền có thể lực áp tu sĩ thần cơ đỉnh phong, thì ra thật sự là cổ cương tộc nhân. Chỉ là trong huyết mạch của hắn tựa hồ còn chảy xuôi một cỗ lực lượng kỳ dị, cỗ lực lượng này. Niên kỷ của cây cối có thể căn cứ vào vòng tuổi mà suy tính, mà niên kỷ nhân loại cùng dị thú cũng là có thể suy tính, tỉ như xương cốt, máu huyết của người có số tuổi bất đồng thì khác nhau. Người tu tiên phán đoán niên kỷ của dị thú chính là thông qua huyết dịch của dị thú có năm tu luyện càng cao, linh khí ẩn chứa trong máu lại càng tinh khiết. Vương Mãnh đúng là chỉ có 13 tuổi. Chỉ là trong máu của hắn lại chảy xuôi một cỗ lực lượng kỳ dị, để cho Phong Phi Vân cảm thấy có chút xa lạ. Là lực lượng của Đại Vu. Thanh âm của Mao Ô Quy truyền vào trong tay của Phong Phi Vân, nó gục ở trên bả vai của Quý Tiểu Nô, ngưng tụ âm ba thành một luồng truyền vào trong tai của Phong Phi Vân. Quý Tiểu Nô cùng Quý Tâm Nô đều không nghe được thanh âm của nó, cũng không biết con Tiểu Bạch Quy này có thể nói chuyện. Tinh mang trong mắt Phong Phi Vân chợt lóe, thì ra là như vậy. Cổ cương tộc không chỉ là chiến sĩ trời sinh thần lực, cũng là chỗ tụ tập của Vu sư bộ lạc. Mỗi một đạo tặc của Hoàng Phong lĩnh tựa hồ đều có quá khứ không giống nhau, Lưu Thân Sinh là như vậy, Vương Mãnh đoán chừng cũng là như thế. Đúng rồi, hai người các ngươi tính toán vào trong tòa thần tháp nào tu luyện? Phong Phi Vân nhìn các nàng hỏi. Quý Tiểu Nô không chút nghĩ ngợi, liền nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân nói. Tự nhiên là đi theo ngươi. Người thù bát thuật quyển của chúng ta, ở trước lúc chưa giúp chúng ta báo thù, người nghĩ cũng đừng nghĩ muốn bỏ rơi chúng ta. Phong Phi Vân nói. Nhưng, nếu như không thông qua khảo hạch thì không cách nào tiến vào Vạn Tượng Tháp. Cái này là chuyện của ngươi, dù sao nếu như ngươi không thể đưa chúng ta vào Vạn Tượng Tháp, như vậy bát thuật quyển còn trả lại cho chúng ta. Quý Tiểu Nô nhìn Phong Phi Vân một cái, lộ ra vẻ rất là đương nhiên. Hạnh mâu của Quý Tâm Nô cũng là nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, tràn đầy vẻ kỳ vọng, ẩn tình nói không ra lời, nhìn đến Phong Phi Vân có loại giống như là hắn không thể đưa các nàng vào Vạn Tượng Tháp thì hắn chính là một nam nhân vô năng nhất. Muốn đi vào Vạn Tượng Tháp nhưng không phải là khó khăn bình thường, tu vi của Quý Tâm Nô cùng Quý Tiểu Nô mặc dù không kém nhưng mà lại chưa chắc có thể thông qua khảo hạch. Có rồi, các ngươi đi tham gia khảo hạch của Ngự Thú Tháp đi.
Phong Phi Vân liếc Mao Ô Quy một cái, đột nhiên có kế hoạch trong lòng. Ngự thú sư cũng là một trong ngũ đại huyền sư, vốn là số lượng vô cùng thưa thớt, hơn nữa đại đa số ngự thú sư đều xuất ra từ ngự thú trai, ngự thú tháp mặc dù cường đại nhưng mà lại tuyệt đối không truyền thừa cổ xưa bằng ngự thú trai. Địa vị của ngự thú trai ở tu tiên giới cũng không thấp hơn bao nhiêu so với vạn tượng tháp. Rất nhiều người có thể câu thông với dị thú, người có thiên phú ngự thú sư, môn phái chọn lựa đầu tiên đều là ngự thú trai, lựa chọn thứ hai mới là ngự thú tháp của vạn tượng tháp. Võ tháp, đạo tháp, thần thông tháp, những tu luyện thánh địa chủ lưu này mặc dù nhân số đông đúc nhưng mà chỗ khảo hạch của ngũ đại huyền sư lại là vắng vẻ, lại đặc biệt là trước một khối bia đá của ngự thú tháp, mọi người tổng cộng tham dự khảo hạch không cao hơn 20. Ngự thú tháp vì thu nạp càng nhiều nhân tài kiệt xuất cho nên cánh cửa khảo hạch cũng là tương đối thấp. Có lão vương bát tu luyện mấy ngàn năm như Mao Ô Quy ở đây, quý tiểu nô cùng quý tâm nô rất là dễ dàng liền thông qua khảo hạch lần đầu tiên. Hơn nữa vị tôn sư ngự thú tháp kia còn tương đối nhìn chúng hai nàng. Lại nói quý tiểu nô cùng quý tâm nô cũng không tính là nhân loại, chính là dị hình dị, vốn là có một chút năng lực câu thông với dị thú, tuyệt đối có tiềm chất trở thành ngự thú sư. Quý tiểu nô cùng quý tâm nô được đưa vào trong thái thủy tháp cùng tiến hành khảo hạch lần thứ hai, mà Phong Phi Vân thì đi đến trước một khối bia đá của linh bảo tháp. Số lượng của tầm bảo sư so sánh với ngự thú sư còn phải ít hơn. Chính là nhân số ít nhất trong ngũ đại huyền sư, giờ phút này chỉ có 4 người xếp hàng. Ta lập chí muốn trở thành tầm bảo sư, nếu như không thể tiến vào linh bảo tháp tu luyện tầm bảo bí thuật, như thế nào lại phụ sự kỳ vọng của mẹ ta, nhất định phải thông qua, nhất định phải thông qua. Phong Phi Vân nghe được phía sau truyền đến một cái thanh âm, quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu niên nghèo túng mặc bố y từ từ đi tới, ánh mắt của hắn kiên định, nắm chặt quyền đầu, không ngừng lẩm bẩm. Vì vậy hồn nhiên không để ý đến mà đụng phải Phong Phi Vân. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mộ Dung Thác liên tục nói xin lỗi, không ngừng bồi tội, sợ chọc giận phải Phong Phi Vân. Vị công tử trước mắt này ăn mặc cao quý, khí độ bất phàm, cũng không phải là hắn có thể đắc tội được, nếu như đối phương tức giận, hắn không tránh khỏi lại bị hung hăng đánh một trận. Không sao, Phong Phi Vân nói. Niên kỷ của Mộ Dung Thác xấp xỉ Phong Phi Vân. Nhưng mà lại không có loại lão luyện vượt qua số tuổi như Phong Phi Vân, hắn càng giống như một tên tiểu tử u mê, có chút gầy, giống như thường xuyên không được ăn no, hơn nữa trên mặt còn có từng đạo vết thương thanh hắc, hiển nhiên mới vừa rồi đã bị người đánh qua. Nguyên nhân để cho Phong Phi Vân chân chính chú ý đến hắn chính là một đôi ánh mắt vượt xa bạn cùng lứa kia của hắn, trong suốt mà kiên định, mặc dù chỉ có tu vi linh dẫn sơ kỳ nhưng mà lại để cho người ta cảm nhận được bản tâm kiên định của hắn. Dĩ nhiên Phong Phi Vân cũng chỉ là nhìn hắn một cái mà thôi, liền xếp hàng ở phía sau một nữ tử chừng 20 tuổi, bắt đầu chờ đợi khảo hạch. Tôn sư ngồi ở dưới tấm bia đá là một lão giả thất tuần, xương gò má cao, giữ lại ria mép hoa râm, trên mặt nếp nhăn rất sâu, tựa như là vỏ cây hạch đào. Trên người lão mặc bạch sắc nho bào, trên nho bào thêu dược đỉnh, ngang hông dắt một khối thiết bài tầm bảo sư đen nhánh, phái trên khảm 4 viên chân diệu linh thạch. Biểu hiện lão là một vị tầm bảo sư tứ phẩm. Trước mặt của lão bày ra một cái thạch thai huyền không, phía dưới thạch thai là huyền phù trận pháp cấp 1, vững vàng nâng thạch thai lên. Cộng thêm Phong Phi Vân cùng Mộ Dung Trác đã có 6 người rồi, vị tôn sư kia khẽ gật đầu, cất giọng nói. Tin tưởng nếu như mọi người có thể tới nơi đây đều nên biết địa vị cao thượng của tầm bảo sư chúng ta ở tu tiên giới, chỉ cần có thể trở thành một vị tầm bảo sư chân chính, vậy có thể nói khắp nơi đều có bảo vật. Đi lung tung nói không chừng cũng có thể đào được một khối xích kim lớn, hắc hắc, ghê gớm chưa? Chỉ cần có thể trở thành một gã tầm bảo sư, ở tu tiên giới dương danh lập vạn cũng không phải là việc khó. Lão già này vỗ vỗ tấm tầm bảo sư thiết lệnh ở trên eo kia, lộ ra vẻ rất là phong tao. Loại lời kịch này thật sự không có ý gì mới, Phong Phi Vân đã sớm miễn dịch, bất quá lại là khiến cho Mộ Dung Trác ở phía sau hắn nghe đến nhiệt huyết sôi trào. Hai tay nắm chặt, trong miệng lại bắt đầu nói lẩm bẩm. Muốn trở thành một vị tầm bảo sư nhất định phải trước trở thành một vị tầm bảo học đồ cũng có phân cao thấp, tổng cộng chia làm cửu phẩm, linh giác, trận pháp, nhãn lực, thiên văn địa lý, tinh tượng linh mạch, vân vân, đều quyết định phẩm cấp cao thấp của một gã tầm bảo sư. Cho nên muốn trở thành một vị tầm bảo sư chân chính là vô cùng khó khăn, bất quá muốn trở thành một vị tầm bảo học đồ lại cũng không khó khăn. Chỉ cần các ngươi có thể đạt tới cấp bậc tam phẩm tầm bảo học đồ coi như là thông qua khảo hạch.
Lão giả lại là vỗ vỗ một khối tứ phẩm tầm bảo sư thiết lệnh ở trên eo, nghe được tiếng rung động leng keng, khiến cho Phong Phi Vân rất muốn đi tới đá lão hai cước. Lão hàng này thật sự quá giả bộ. Vậy tiêu chuẩn đạt tới tam phẩm tầm bảo học đồ là gì? Một người đứng ở phía trước Phong Phi Vân khẩn cấp mà hỏi. Đôi môi của lão giả kia nhếch lên, ánh mắt nheo lại, cười nói. Rất đơn giản, đầu tiên linh giác phải gấp 3 thường nhân, có thể khắc trận pháp cấp 1, nhãn lực cũng phải là gấp 3 thường nhân. Tầm bảo học đồ chỉ cần đạt tới cảnh giới như vậy là được rồi, về phần tầm bảo bí thuật càng cao sâu hơn như đạo pháp bảo nhãn, cổ mộ trấn hồn, cải thiên hoán địa, nghịch chuyển sinh tử, những tầm bảo học đồ như các ngươi còn kém đến quá xa, chỉ có tầm bảo sư vĩ đại cùng đại tầm bảo sư vĩ đại mới có thể hao phí tinh lực cả đời đi tu luyện cùng nghiên cứu. Lão lại vỗ vỗ tầm bảo sư thiết lệnh trên eo, tựa như đang gõ cái chuông gió, sợ người khác không biết lão là một vị tứ phẩm tầm bảo sư, không, là tứ phẩm tầm bảo sư vĩ đại. Đối với tầm bảo sư mà nói, linh giác có đôi khi còn trọng yếu hơn so sánh với tầm bảo bí thuật, có ít người trời sinh liền là linh giác hơn người, coi như là khối vàng chôn sâu dưới 3 thước đất cũng có thể bằng vào linh giác mà cảm ứng được, đào nó lên, người như vậy cũng thích hợp trở thành một vị tầm bảo sư nhất. Cái gọi là linh giác, chính là một loại cảm giác của bản năng. Đối với tầm bảo học đồ mà nói, cũng là một loại tu luyện đối với tự thân linh giác có thể đạt tới gấp một người bình thường, thuộc về nhất phẩm tầm bảo học đồ, linh giác đạt tới gấp hai người bình thường thuộc về nhị phẩm tầm bảo học đồ, từ cái này suy ra, linh giác đạt tới gấp 9 lần người bình thường coi như là cửu phẩm tầm bảo học đồ. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là tu luyện trận pháp cùng nhãn lực cũng phải đạt tới độ cao tương ứng. Linh giác là gấp 2 người bình thường, chỉ có thể coi là nhị phẩm tầm bảo học đồ, không có tư cách tiến vào vạn tượng tháp. Lão giả thất vọng lắc đầu. Tu sĩ thứ nhất tham dự khảo hạch không được thông qua, tay của hắn đặt ở trên thạch bàn vẻn vẹn chỉ sáng lên hai đạo vầng sáng, biểu hiện linh giác của hắn cũng chỉ là gấp 2 người bình thường. Một khối thạch bàn này chính là chuyên môn khảo nghiệm cao thấp linh giác của một người. Tu sĩ thứ hai đưa tay đặt lên trên thạch bàn. Thạch bàn nhất thời chớp động ra ba đạo vầng sáng. Linh giác là gấp 3 người bình thường, coi như là hợp cách. Ánh mắt của lão giả khẽ mở ra, hài lòng gật đầu. Bốn tu sĩ đầu tiên chỉ có một người thông qua được khảo nghiệm linh giác, ba người khác đều là bị đào thải, hiện tại đến lượt Phong Phi Vân. Lão giả kia vẻn vẹn chỉ là nhìn Phong Phi Vân một cái, cũng không ôm bao nhiêu hy vọng đối với hắn, tầm bảo sư thưa thớt, tầm bảo sư cao cấp thì càng thêm thưa thớt. Mỗi một lần khảo hạch có thể kiếm được một học viên liền là rất tốt rồi. Có đôi khi kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Đưa tay đặt ở trên thạch bàn, tâm vô tạp niệm, nhắm mắt ngưng thần. Ánh mắt của lão giả mở ra một tia, sau đó lại nhắm mắt lại, giống như đã ngủ rồi. Phong Phi Vân đặt tay ở trên thạch bàn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cũng muốn khảo nghiệm linh giác của chính mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Phong Phi Vân đối với linh hồn cùng linh giác của mình đều tương đối tự tin. Ba tu sĩ không thông qua khảo HCI kia cũng đứng ở một bên, trong lòng vạn phần hy vọng Phong Phi Vân cũng không cách nào thông qua khảo hạch, như vậy trong lòng bọn họ mới có thể thăng bằng. Sau khi tay của Phong Phi Vân đặt ở trên thạch bàn, thạch áp phơn kia lại một mực đều không có động tĩnh, một đạo quang mang cũng không có. Hắc hắc, linh giác kém như vậy lại cũng tới tham gia khảo hạch tầm bảo sư. Thật cho rằng A Miêu A Cẩu cũng có thể trở thành tầm bảo sư vĩ đại sao? Tên thanh niên kia thông qua khảo hạch lần thứ nhất cười châm biếm một tiếng, nhưng mà nụ cười trên mặt của hắn liền chợt cứng đờ, bởi vì đạo quang hoa thứ nhất trên thạch bàn kia xông ra, đạo quang hao này so với tất cả mọi người ở trước đó phải cường thịnh hơn, tựa như hỏa diễm cực nóng, có chút chói mắt. Một đạo quang mang này khiến cho chút ít tu sĩ tham dự khảo hạch luyện đan sư, ngự thú sư, chí sư ở bên cạnh đều kinh động. Liên tục chuyển mắt nhìn qua, tất cả mọi người là huyền sư, tự nhiên biết đó là đang khảo nghiệm linh giác. Linh giác của người này cũng quá mạnh đi. Mặc dù mới lộ ra một đạo quang mang, nhưng mà lại cường thịnh giống như mặt trời chói chang. Ngay cả lão đầu híp mắt kia cũng mở ra hai mắt, có chút khiếp sợ nhìn chằm chằm vào quang mang từ thạch bàn bắn ra. Mẹ kiếp, tại sao lại có quang mang cường thịnh như thế, lão thiếu chút nữa liền kích động nhảy lên. Bá! Đạo quang mang thứ hai chớp động. Đạo quang mang thứ hai so với đạo quang mang thứ nhất thì mỏng hơn, nhưng mà lại cường thịnh như cũ, cũng không có ý tứ suy kiệt, làm cho người ta không mở mắt ra được.
Mộ Dung Thác đứng ở sau Phong Phi Vân, hai mắt nhìn chằm chằm vào khối thạch bàn kia, cả người đều đang run rẩy. Thì ra là linh giác của con người có thể cường đại đến mức như thế, nếu như ta cũng có linh giác cường đại như thế liền tốt rồi. Thật sự là chấn động nhân tâm rồi. Bá! Đạo quang mang thứ ba chớp động. Đạo quang mang thứ ba lại hơi yếu hơn so với đạo quang mang thứ hai, nhưng mà lại như cũ không suy kiệt. Cái này đại biểu linh giác của Phong Phi Vân là gấp ba người bình thường, có tư cách tiến vào vạn tượng tháp, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Ba tu sĩ đã bị loại bỏ kia giờ phút này cằm cũng muốn rơi xuống mặt đất, gia hỏa này nhìn qua mới có bộ dáng mười mấy tuổi, linh giác lại đáng sợ như thế, chẳng lẽ là một vị trời sinh linh nhân? Bá! Đạo quang hoa thứ tư chớp động, quang mang lại hơi nhạt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là so với ba đạo quang hoa trước đó mà thôi. Bá! Đạo quang hoa thứ năm chớp động, quang mang như cũ sáng ngời lấp lánh, liền như một chiếc thần đăng. Những tu sĩ ở chung quanh đều bị một màn này hấp dẫn tới, ngay cả mấy vị tôn sư ở thánh địa thần tháp khác cũng chuyển mắt qua. Trong một thoáng, quang hoa lại chớp động một lần, đây là lần thứ sáu rồi. Linh giác đã là gấp 6 lần người bình thường, xem ra lần này linh bảo tháp nhặt được bảo bối chân chính rồi, chẳng lẽ thật sự là trời sinh linh nhân? Vị tôn sư của trí tháp kia vân vê tròm râu màu trắng, lẩm bẩm nói. Cái gọi là trời sinh linh nhân chính là trời sinh linh giác liền vượt xa thường nhân mấy lần, thậm chí là mấy chục lần, người như thế quả thực là trăm năm cũng không có một người, cũng chỉ có trời sinh linh nhân mới có thể tu luyện tới cấp bậc đại tầm bảo sư. Mà tu sĩ khác cho dù có thiên phú tầm bảo, thông qua cố gắng ngày sau cũng nhiều nhất chỉ có thể trở thành một vị tầm bảo sư đỉnh phong, nhưng mà lại tuyệt đối không cách nào trở thành một vị đại tầm bảo sư. Phong Phi Vân kỳ thật là biết rõ chính mình cũng không phải là trời sinh linh nhân, chỉ bất quá trong thân thể ẩn chứa phượng hoàng linh hồn, cho nên linh giác mới cường đại như thế. Bá! Đạo quang mang thứ bảy chớp động, linh giác đã gấp bảy thường nhân rồi. Tiếng xôn xao càng lúc càng lớn, đã hấp dẫn rất nhiều người đi tới chỗ này. Mèo mèo! Một hồng y tiểu nữ hài tựa như một tiểu la lị trắng nõn từ trong đám người đi ra ngoài, nàng mặc hồng bố hài thêu hình con vịt. Trong tay ôm một con bạch miêu nhi trắng nhung, một đôi mắt căng tròn giống như hai quả hắc bồ đào trơn bóng. Năm đại cao thủ của trừ ma liên minh theo sát phía sau, năm cỗ khí thế cường đại từ trong thân thể của bọn họ truyền ra, để cho người xung quanh không có người nào dám tới quá gần bọn họ. Là Phong Phi Vân, hắn quả nhiên đi tới vạn tượng tháp. Long hình cổ kiếm trên lưng Lý Thái A bắt đầu rung động, phát ra từng tiếng kêu khẽ như long minh, trong đôi mắt lộ ra sát cơ. Sát khí tràn ngập khắp cả quảng trường, để cho rất nhiều tôn sư đang khảo hạch đều cảm ứng được, liên tục ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm lên người Lý Thái A. Vẻn vẹn chỉ là nhìn chằm chằm một cái, liền lại thu hồi ánh mắt, chuyện này không liên quan đến bọn họ, cho dù xảy ra chiến đấu cũng sẽ có người của chấp pháp đội đến quản. Ngày khảo hạch cấm tranh đấu, địa vực vạn tượng tháp, người giết người phải đền mạng. Một đội học viên của chấp pháp đội cầm trong tay ngân thương từ trên trời bay tới. Tổng cộng có 9 người, đều cưỡi trên ngân sắc dị điểu dài 8 thước, quanh quẩn ở trên bầu trời quảng trường. 9 người này đều vô cùng cường đại, 9 đạo ngân quang từ trên trời hạ xuống, chế trụ sát khí trên người Lý Thái A. Chấp pháp đội chính là học viên ưu tú nhất của vạn tượng tháp tạo thành, chiến lực kinh khủng, coi như là cường giả thế hệ trước cấp bậc thiên mệnh cũng từng chết ở trong tay cao thủ chấp pháp đội. Lý Thái A mặc dù là bá chủ của thế hệ trẻ nhưng mà lại cũng không dám khiêu chiến uy nghiêm của chấp pháp đội, thu liễm sát khí, hừ lạnh một tiếng. Tất cả nghịch thiên tài tuấn của trừ ma liên minh đều thu liễm khí thế, 9 vị chấp pháp đội viễn cưỡi ở trên lưng dị điểu mới lại trùng thiên mà đi. Phong Phi Vân đang khảo nghiệm linh giác, tự nhiên không biết 6 đại cơ ơ thủ của trừ ma liên minh đã đến. Bá! Đúng lúc này, đạo quang mang thứ 8 từ trên thạch bàn truyền ra. Oanh! Tất cả mọi người trở nên rối loạn rồi, linh giác đã gấp 8 lần thường nhân, thiên tư của vị thiếu niên này cũng quá cao, chẳng lẽ thật sự là một vị trời sinh linh nhân, nếu là như vậy, tương lai rất có thể trở thành một vị đại tầm bảo sư. Phải biết rằng hôm nay đại tầm bảo sư của cả thần tấn vương triều cũng chỉ có 2-3 vị, đều là siêu cấp đại nhân vật như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, rất nhiều chủ nhân của đại thế lực tu tiên đều phải cầu bọn họ. Lão giả kia giờ phút này cũng là rụi rụi con mắt, cảm giác có chút mộng ảo. Linh giác cao gấp 8 lần thường nhân, thiên tư này cao đến bao nhiêu a?
Người chung quanh đều bị thiên tư của Phong Phi Vân làm cho khiếp sợ, từng người đều đang nghị luận rối rít, chỉ có 6 đại cao thủ của Trừ Ma Liên Minh muốn xuất thủ rồi lại có điều kiêng kỵ. Làm sao bây giờ, ở trong địa vực của Vạn Tượng Tháp không thể ra tay giết người, chúng ta phải làm như thế nào mới có thể đối phó với hắn? Lý Thái A hừ lạnh một tiếng. Hắn muốn gia nhập Vạn Tượng Tháp, chúng ta cũng gia nhập Vạn Tượng Tháp, chỉ cần bắt hắn lại, muốn chém muốn giết còn không phải là chuyện dễ dàng sao? Một cái nghịch thiên tài Tuấn nói. Nếu như hắn muốn vào Linh Bảo Tháp, ta đây cũng tiến vào Linh Bảo Tháp. Kỷ Phong cũng là một vị tử linh tử của Kỷ Gia, tu vi đã đạt tới thần cơ đỉnh phong. Chỉ có người của Kỷ Gia mới biết được, Kỷ Gia không chỉ là gia tộc tu tiên, cũng là một gia tộc tầm bảo sư. Đệ tử của Kỷ Gia từ nhỏ sẽ tu luyện bí thuật tầm bảo, tỉ như một quyển linh bảo quyển của mộ phủ tầm bảo lục liền giấu ở Kỷ Gia, giá trị của linh bảo quyển không dưới bát thuật quyển, chính là bí thuật tu luyện chính đạo của tầm bảo sư. Kỷ Phong thân là một trong mấy truyền nhân kiệt xuất nhất thế hệ này của Kỷ Gia, tầm bảo bí thuật tự nhiên là vô cùng cao minh, xa xa không phải là mấy tầm bảo học đồ kia có thể so sánh được, thậm chí là một tí tầm bảo sư cũng không lợi hại bằng hắn. Ta cũng muốn vào Vạn Tượng Tháp chơi một chút, ha ha. Tiểu tà ma ôm bạch sắc tiểu miêu nhi liền hướng về chỗ khảo hạch của Ngự Thú Tháp lảo đảo chạy tới, bộ dáng kia giống như có chút còn chưa biết đi, tùy thời đều sẽ ngã xuống đất. Mà Kỷ Phong thì hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi tới phía sau Phong Phi Vân, một tay nhấc Mộ Dung Thác lên, ném ra phía sau người mình. Mà hắn thì xếp hàng ngay phía sau Phong Phi Vân. Mộ Dung Thác mặc dù không phục nhưng mà lại chỉ có thể nhìn. Không có biện pháp, tu vi của đối phương thật sự quá cường đại, hắn ngay cả khí lực phản kháng cũng không có. Bá! Đạo quang mang thứ 9 chớp động, quang mang kia như cũ không suy kiệt, nhưng mà cũng không lóe ra đạo quang mang thứ 10. Lão giả kia sớm đã kích động vô cùng, thẳng đến khi Phong Phi Vân mở mắt, mới lên tiếng nói. Đây chỉ là thạch bàn dùng để khảo nghiệm linh giác của tầm bảo học đồ, chỉ có thể dung nạp cường độ 9 lần linh giác so với thường nhân. Muốn khảo nghiệm cường độ linh giác chân chính của ngươi thì phải vào trong linh bảo tháp khảo nghiệm. Phong Phi Vân cảm giác được linh giác gấp 9 lần thường nhân xa xa không phải là cực hạn của hắn, nghe lời nói của lão giả này liền nhất thời thoải mái, nguyên lai là như vậy. Bất quá mặc dù linh giác chỉ là gấp 9 lần thường nhân cũng đã tương đối dọa người rồi, tuyệt đối có thể nói là thiên phú dị bẩm. Linh giác có thể gấp 9 lần thường nhân, có thể không cần khảo nghiệm trận pháp cùng nhãn lực, tiểu tử. Người coi như đã là người của linh bảo tháp chúng ta. Lão giả hướng về phía Phong Phi Vân cười hắc hắc, giống như là một tên sắc lang đang nhìn chằm chằm vào một mỹ nhân nũng nịu. Vô luận là ở địa phương nào, thiên tài đều là tương đối được hoan nghênh. Linh giác gấp 9 lần thường nhân thì coi là cái gì, ta cũng có thể làm được. Kỷ Phong từ phía sau Phong Phi Vân đi ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân một cái. Lúc này mới đi tới trước mặt thạch bàn kia, trực tiếp đặt tay lên phía trên. Cuối cùng vẫn là bị bại lộ, nhưng mà Phong Phi Vân không có chút sợ hãi nào, ở Vạn Tượng Tháp là không cho phép giết người, coi như là muốn tranh đấu cũng phải đi diễn vũ chiến tháp, nếu như người nào dám làm trái quy củ này đều sẽ bị cường giả của chấp pháp đội đánh chết. Kỷ Phong mặc dù cường đại nhưng mà Phong Phi Vân lại cũng không sợ hắn, chân chính để cho Phong Phi Vân kiêng kỵ chính là tiểu tà ma kia. Ánh mắt của hắn tìm ở chung quanh một phen, quả nhiên tìm được bóng dáng của tiểu tà ma. Tiểu nha đầu này đang an tĩnh xếp hàng ở chỗ khảo hạch của Ngự Thú Tháp, một bên đùa với Bạch Miêu Nhi trong ngực, một bên lộ ra nụ cười thiên chân vô tà. Thời điểm khi nàng xoay người lại, vừa lúc đối mắt với Phong Phi Vân, lộ ra ánh mắt trong suốt, một tia sát khí trên người cũng không có. Tựa như là một tiểu muội muội nhà bên. Phốc! Phong Phi Vân vẻn vẹn nhìn nàng một cái. Bộ ngực nhất thời như gặp phải đòn nghiêm trọng, cổ họng ngòn ngọt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lùi lại 3 bước, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Mộ Dung Thác đỡ Phong Phi Vân dậy, có chút kinh ngạc, rõ ràng người tốt như vậy tại sao đột nhiên lai hộc máu, chẳng lẽ phát bệnh rồi? Đại ca, ngươi làm sao vậy? Hai tay của Mộ Dung Thác dìu lấy cánh tay của Phong Phi Vân, cảm giác được trên tay tràn đầy máu tươi, chính là từ trên bờ vai của Phong Phi Vân chảy ra. Không có chuyện gì, cảm ơn. Trong lòng Phong Phi Vân rung động không thôi, vội vàng vận chuyển thần cơ trong thân thể, linh khí mênh mông cuồn cuộn tràn ngập toàn thân, áp chế thương thế lại, lúc này mới đứng thẳng dậy được. Phong Phi Vân lần nữa hướng tiểu tà ma nhìn thoáng qua, chỉ thấy nàng cũng nhìn mình, đang ha hả cười một tiếng,
dùng đầu ngón tay út ở trên khuôn mặt nhỏ bé như quả táo vẽ vòng tròn, khả ái nói không ra lời. Bộ dáng vô hại của nàng để cho rất nhiều người tên buôn người muốn đem nàng bán đi. Trời ạ, lại là một thiên tài có linh giác gấp 9 lần thường nhân. Bên tai truyền đến một tiếng thét kinh hãi, lúc này Phong Phi Vân mới quay đầu lại, chỉ thấy Kỷ Phong từ trên thạch bàn thu tay về, xoay người, ngạo nghễ cười. Kỷ Phong cũng không phải là trời sinh linh nhân, chính là tu luyện được một tia gia lông của linh bảo quyển, cho nên tuổi còn trẻ, linh giác mới sẽ đáng sợ như thế. Linh bảo quyển vốn chính là chính thống của mộ phủ tầm bảo lục, phía trên tự nhiên có thần pháp tu luyện linh giác hậu thiên, linh giác có thể đạt tới gấp 9 lần thường nhân cũng không kỳ quái. Lão đầu tử kia đã sớm cười đến ngây ngốc rồi, khảo hạch lần này đúng là thu hoạch lớn, một lần thu được hai tuyệt thế thiên tài, lúc này linh bảo tháp hãnh diện rồi, đem các thánh địa thần tháp khác đều áp xuống. Có còn người tham gia khảo hạch hay không? Lão giả cười nói. Ta muốn tham gia khảo hạch. Mộ Dung Thác từ phía sau Phong Phi Vân khiếp nhược đi ra, da thịt vàng khè, bố y dày cỏ, vừa nhìn cũng biết là một tên dân nghèo. Nhất định phải thông qua, nhất định phải thông qua. Ta không thể để cho mẹ ta thất vọng, tuyệt đối không thể. Mộ Dung Thác hết sức khẩn trương, bởi vì hắn sợ thất bại, thế cho nên bàn tay nắm lại đều xuất ra mồ hôi. Kỷ Phong xem thường nhìn hắn một cái, khinh thường quay đầu đi. Loại dân nghèo này cũng muốn tiến vào vạn tượng tháp, quả thực chính là chê cười. Phong Phi Vân lại là đối với Mộ Dung Thác rất có hảo cảm, nhắc nhở. Đừng khẩn trương, tâm vô tạp niệm, ngưng thần tĩnh khí. Cảm ơn đại ca. Mộ Dung Thác cảm động đến đều muốn khóc, mặc dù chỉ là một câu nhắc nhở mà thôi, nhưng đây lại là câu quan tâm đầu tiên mà hắn nghe được trừ mẫu thân hắn, những người khác chỉ biết cười nhạo hắn, xem thường hắn, thậm chí là đánh hắn. Có đôi khi một câu lơ đãng có lẽ có thể khiến cho đối phương cảm kích cả đời. Mộ Dung Thác nhẹ nhàng đưa tay đặt lên trên thạch bàn. Thình thịch, thạch bàn trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy, vỡ ra đầy đất. Yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào thiếu niên này giống như là nhìn quái vật. Con mẹ nó, hôm nay rốt cuộc là ngày gì, tới hai cái tuyệt đỉnh thiên tài còn chưa tính, hiện tại lại chạy đến một cái quái vật. Nổ tung cả khảo nghiệm thạch bàn rồi. Lão giả xoa xoa mồ hôi trên trán, không nhịn được muốn chửi mẹ nó. Kỷ Phong vốn là đang có chút khinh thường, giờ phút này cũng liền vội vàng quay đầu lại, khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thác, nhìn nhầm rồi, chẳng lẽ hắn là một người trời sinh linh nhân. Phong Phi Vân cũng có chút kinh ngạc, tiểu tử này không phải là cố ý giả chứ ăn thịt cọp đi. Phong Phi Vân cùng Kỷ Phong đều là thiên tài đứng đầu có linh giác hơn người. Nhưng mà so với thiếu niên này lại kém một mảng lớn. Tất cả mọi người bị khiếp sợ, chỉ có Mộ Dung Thác một người bị dọa sợ, cho là mình không có thông qua khảo hạch, cả người đều là hai chân mềm nhũn, co quắp nằm trên mặt đất, cắn môi, lẩm bẩm thì thầm. Xong, xong, mẹ khẳng định sẽ thất vọng cực độ. Hắn cắn nát cả đôi môi, tràn ra nhiều tia máu. Lúc này Phong Phi Vân mới khẳng định đây là một tên thanh niên có thiên phú cao đến dọa người mà ngơ ngẩn. Cũng không phải là đang cố ý giả bộ, cho nên đi tới nói. Tiểu tử, đứng lên đi, ngươi khẳng định thông qua khảo hạch của vạn tượng tháp. Mộ Dung Thác nhất thời ngẩn ra, ngồi dậy ôm lấy ống quần của Phong Phi Vân, khẩn trương mà nói. Đại ca, ngươi không phải là đang lừa gạt đi. Con mẹ nó. Phong Phi Vân một cước đem hắn đạp bay, cho tới bây giờ chỉ có hắn ôm chân nữ nhân, đây còn là lần đầu tiên bị một cái nam nhân ôm lấy chân mình. Đại ca. Người quả nhiên không gạt ta. Đại ca, người họ gì a? Ta gọi là Mộ Dung Thác. Đại ca, mẹ ta kể, không trả lời vấn đề của người khác là không lễ phép. Một cái bạch ngân cổ chu từ trên bầu trời hoành phi mà qua, kéo thuyền chính là ba đầu ngân sắc dị điểu khổng lồ, hướng linh bảo tháp bay đi. Ba đầu ngân sắc dị điểu này đều đã tu luyện gần trăm năm, vũ mao dài chừng một thước, phía trên lưu động kim trúc sáng bóng. Mộ Dung Thác an vị ở bên người Phong Phi Vân. Không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia, lộ ra vẻ đặc biệt hưng phấn. Ta gọi là Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vốn là đang nhắm mắt tu luyện, thật sự không chịu được gia hỏa này mới mở miệng đáp. Gia hỏa này nói nhảm nhiều lắm. Ta đây gọi ngươi là Phong Đại Ca đi, sau này chúng ta đều là đệ tử của vạn tượng tháp, phải chiếu cố lẫn nhau nhiều. Mộ Dung Thác cao hứng bừng bừng mà nói. Kỷ Phong cũng ngồi ở trên cổ chu, cách xa Phong Phi Vân.
hai mắt lạnh lẽo giống như hai thanh đao nhọn. Phong Phi Vân cũng âm thầm cảnh giác hắn, nếu không phải là vị lão giả kia ngồi ở một bên, hai người bọn họ giờ phút này cũng đã chiến rồi. Vạn Tượng Tháp hết sức rộng lớn, tổng cộng có 100 tòa thần tháp cổ xưa, mỗi một tòa thần tháp đều chiếm cứ địa vực mấy trăm dặm, quần sơn vây quanh, hiểm phong giăng đầy, tựa như 100 tòa tu luyện thánh địa tụ tập chung một chỗ. Đến Linh Bảo Tháp rồi. Ngón tay của lão giả chỉ về phía trước. Phong Phi Vân thuận thế ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía trước tọa lạc một tòa sơn phong thẳng tắp cao mấy ngàn thước, bốn phía của sơn phong tất cả đều là vách núi dốc đứng, vượn leo cũng khó, sức người không thể nào leo lên được. Xuyên thấu qua sương mù giống như sa mỏng, có thể nhìn thấy từng cái cửa động mở ra trên vách núi, không dưới 100 tòa, từ trên xuống dưới liền thành một thể, trong cửa động bắn ra bảo quang chói mắt, mờ mịt mà cuồn cuộn, có từng đầu thần ưng ở giữa sơn phong bay quanh, còn có dị thú hình thù kỳ lạ phi thiên mà qua. Đây là một tòa sơn phong hình tháp, phái ngoài bố trí đầy trận pháp, bên trong lại đã bị đào rỗng. Đây chính là Linh Bảo Tháp, không chỉ là thánh địa tu luyện của Tầm Bảo Sư, lại càng là địa phương chứa đựng bảo vật của Vạn Tượng Tháp, có vô số cao thủ trấn thủ ở tứ phương. Cao thủ đứng đầu của chấp pháp đội cũng thường xuyên lui tới chỗ này. Oanh long long, ngân sắc cổ chu cách Linh Bảo Tháp mấy chục dặm liền dừng lại, cũng không có tiến vào trong Linh Bảo Tháp. Phương viên 500 dặm chung quanh đều là địa vực của Linh Bảo Tháp, tổng cộng bao gồm 9 tòa đại phong, 5 tòa linh cốc, 3 cái đại hồ, các ngươi liền đi tìm một địa phương có linh khí đầy đủ mở ra động phủ, 3 ngày sau ta tự nhiên sẽ báo cho các ngươi đi tới Linh Bảo Tháp lần nữa khảo nghiệm độ cao linh giác, đến lúc đó các ngươi liền chính thức trở thành đệ tử của Vạn Tượng Tháp, sẽ nhận được công pháp tu luyện, nếu như có cống hiến lớn đối với môn phái, thậm chí có thể nhận được đan dược cùng bảo khí tăng lên công lực. Lão giả phân phó một câu như vậy, liền vội vã hướng phương hướng Linh Bảo Tháp bay vút đi, biến mất ở trong rừng trúc, xem ra là đi hồi bẩm cái thiên đại tin tức tốt này cho tháp chủ rồi. Phương viên mấy ngàn dặm đều bị rừng trúc bao phủ, hơn nữa linh khí đầy đủ vô cùng, so sánh với chỗ khác trọn vẹn cao hơn gấp 3 lần. Oanh! Lão giả kia vừa đi, Kỷ Phong liền ngang nhiên xuất thủ, muốn xuất kỳ bất ý chế trụ Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đã sớm chú ý đến hắn. Thời điểm khi hắn xuất thủ cũng là theo đó đánh ra một quyền đầu của hai người đụng vào nhau, giữa quyền đầu nhất thời kích đáng ra một đạo kim sắc khí lãng, chấn vỡ vụn một phiến lớn rừng trúc. Phong Phi Vân, không cần làm ra chống cự vô ích, người của Trừ Ma Liên Minh chúng ta đều đã chạy tới Vạn Tượng Tháp, cho dù ngươi có chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không có tác dụng. Trong thân thể của Kỷ Phong lao ra một cỗ dị tượng xích hồng, cư nhiên là một đầu kỳ lân dẫm lên hỏa diễm. Hắn xuất thủ lần nữa, lượng lượng biêu hãn trong thủ trưởng đánh ra 7 đầu kỳ ngưu hư ảnh. Thất ngưu chi lực, 64 vạn cân. Tu vi của Kỷ Phong thật sự quá cường hãn, bộ thiên nhai cùng tần chiến căn bản không địch được một chiêu của hắn. Phong Phi Vân liên tiếp đánh ra 7 đạo xích hỏa thuật, mỗi lùi một bước liền điểm ra một chỉ, mới khó khăn lắm triệt tiêu thất ngưu chi lực này, mà trên mặt đất lại cũng nứt ra 7 đạo đại liệt xúc mục kinh tâm. Kỷ Phong ngưng tụ linh thông. Lại xuất thủ lần nữa. Oanh! Một cái ngân sắc trường thường từ phía trên màn trời bay tới, giống như một đầu ngân sắc trường long trực tiếp xuyên thủng vai phải của Kỷ Phong, ngân thương nhuốm máu, ở trong không khí bay một vòng rồi sau đó lại bay trở về bầu trời. Một cỗ khí thế mênh mông cuồn cuộn từ bầu trời truyền đến, một đầu ngân sắc dị điểu khổng lồ lượn vòng trên bầu trời, lãnh trầm mà nói. Trong Vạn Tượng Tháp cấm tranh đấu, phàm là có ân oán phải đi diễn vũ chiến tháp quyết một trận sinh tử. Nếu như còn dám trái lệnh, giết không luận tội. Đây là một vị cao thủ tuyệt đỉnh của chấp pháp đội. Một cỗ lực lượng này thật sự quá cường đại, có ngân quang từ trên trời giáng xuống chấn đến hai mắt, hai tai, lỗ mũi, miệng của Kỷ Phong đều chảy ra máu tươi. Hừ, Kỷ Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đầu ngân sắc dị điểu ở trên màn trời kia một cái, trên người như cũ sôi trào chiến ý. Nói với Phong Phi Vân, ngày mai có dám đến diễn vũ chiến tháp quyết một trận sinh tử với ta hay không? Ta không có nhàm chán như vậy. Phong Phi Vân xoay người liền muốn rời đi. Mới vừa rồi giao thủ ngươi đã rơi xuống hạ phong, bị thương không nhẹ đi. Diễn vũ chiến tháp quần hùng hội tụ, hào kiệt cùng gia nhân của Vạn Tượng Tháp phần lớn đều sẽ tụ tập tới đó, tìm kiếm đồng minh có tiềm lực, ngươi là sợ thua ta ở trước mặt mọi người cho nên mới không dám ứng chiến. Kỷ Phong nói, ta sợ thua ngươi. Phong Phi Vân nhất thời dừng bước lại, nhưng mà lại cũng không xoay người,
từ từ mà nói. Giữa trưa ngày mai, gặp lại ở Diễn Vũ Chiến Tháp. Nói xong lời này, Phong Phi Vân liền bước nhanh rời đi, biến mất ở chỗ sâu rừng trúc. Kỷ Phong đứng ở trong rừng trúc hoang tàn, đứng thẳng cao ngất, thanh phong thổi ống tay áo của hắn vang lên tiếng phốc phốc, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý. Mới vừa rồi hắn giao thủ với Phong Phi Vân, đã nhìn thấu được chiến lực của Phong Phi Vân, cho nên mới dám chủ động hạ chiến thư. Hắn dĩ nhiên cũng biết trên người Phong Phi Vân nắm giữ một kiện linh khí có uy lực cường đại, nhưng mà trừ ma liên minh bọn hắn vì đối phó với Phong Phi Vân cũng mang theo một kiện linh khí mà đến, đủ để chống lại miểu quỷ ban chỉ. Cho nên một trận chiến ngày mai, hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Mà Phong Phi Vân không chiến thì thôi, một khi giao chiến tất phải máu tươi năm bước, đây là chênh lệch trên tu vi, không thể đền bù. Khụ khụ. Khóe miệng của Phong Phi Vân tràn ra một tia máu tươi. Lúc trước đã bị ánh mắt của tiểu tà ma kích thương, mới vừa rồi lại giao thủ với Kỷ Phong, khiến cho thương thế tăng thêm một phần. Tu vi của Kỷ Phong đúng là hết sức đáng sợ, đã cách thần cơ đại viên mãn không xa, nếu như Phong Phi Vân không đột phá cảnh giới thần cơ trung kỳ thì ngay cả 10 chiêu của hắn cũng không tiếp được. Hai người đều là nghịch thiên tài tuấn, nhưng mà Kỷ Phong so với Phong Phi Vân thì cao hơn hai cái tiểu cảnh giới. Chiến lực so với Bắc Minh Đường cũng cao hơn một bậc. Chân chính để cho Phong Phi Vân cảm thấy nguy cơ chính là Nguyệt Luân Thiên Nhãn ở mi tâm của Kỷ Phong còn chưa mở ra, bên trong tựa hồ ẩn chứa lực lượng kinh khủng, giống như là phong ấn một đầu thần ma ở bên trong, một khi mở mắt liền có thể hủy thiên diệt địa. Phong Phi Vân dừng bước lại, trên mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có, muốn tranh thủ một đường sinh cơ liền phải nhìn tối nay nếu như có thể đột phá đến thần cơ trung kỳ. Ngày mai đánh một trận mới có một tia nắm chắc, nếu như không cách nào đột phá thần cơ trung kỳ, như vậy rất có thể sẽ máu nhuộm Diễn Vũ Chiến Tháp. Phong Phi Vân vốn là có thể không cần đáp ứng Kỷ Phong, như vậy cũng sẽ không bước mình đến tử địa như thế, nhưng mà một khi hắn rút lui, đạo tâm của hắn sẽ có thiếu sót, tương lai gặp phải tình huống giống như thế cũng sẽ lựa chọn lùi bước, nếu như thật sự như thế vậy thì sẽ vĩnh viễn không thể leo lên chí cao cảnh giới trên con đường tu tiên. Tu tiên lộ sở dĩ khó khăn chính là chỉ có thể đi tới mà không thể lùi về phía sau. Một khi lùi về phía sau, chính là thâm uyên vạn trượng. Huống chi nếu không bước chính mình đến tử địa chân chính, làm sao có thể đủ kích phát ra tiềm lực trong thân thể. Phong đại ca, người cần gì phải đáp ứng chiến đấu với cuồng nhân kia, mẹ ta nói là tranh đấu với người là chuyện không sáng suốt nhất. Mộ Dung Thác từ phía sau đuổi đến, đầu đầy mồ hôi. Còn không ngừng thở hổn hển. Lại là mẹ ngươi nói, mẹ ngươi chẳng lẽ không nói cho ngươi biết, nếu như một ngươi không tranh giành, như vậy liền không có khả năng nhận được. Phong Phi Vân cảm thấy thiếu niên có thiên phú cao đến dọa người này hơi có mấy phần ý tứ. Mẹ ta nói là hết thảy tùy duyên. Mộ Dung Thác nói, hết thảy tùy duyên. Phong Phi Vân lẩm bẩm niệm một câu. Không sai, duyên đến, dĩ nhiên là nhận được, duyên diệt. Dĩ nhiên là mất đi. Mộ Dung Thác nghiêm túc nói. Phong Phi Vân gật đầu thật sâu, trong mắt hiện lên hai đạo quang hoa, cười nói. Nói không sai. Hai người một trước một sâu hướng chỗ sâu rừng trúc bước đi, muốn tìm được một chỗ bảo địa có linh khí nồng đậm nhất mở động phủ. Hai người đều là người có linh giác siêu cường, muốn tìm được một chỗ có linh khí nồng đậm nhất cũng không phải là một chuyện khó. Kỳ Thiên Sơn mạch kéo dài qua đông tây của Thần Tấn Vương Triều. Dài ước chừng 10 vạn dặm, vạn tượng tháp vẻn vẹn chỉ là chiếm cứ một đoạn trong đó. Phía nam sơn mạch là Nam Thái Phủ, phía bắc sơn mạch là Cổ Cương Phủ. Vạn tượng tháp ở vào vị trí phía nam sơn mạch, biên giới với Nam Thái Phủ. Linh Bảo Tháp nằm ở giữa quần sơn, đỉnh thiên mà lập địa, bạch vân xuyên toa, dị điểu bay lượn, không chỉ là thánh địa của Tầm Bảo Sư, lại càng là một tòa tiên gia phúc địa. Phương viên 500 dặm chung quanh đều là khu vực của Linh Bảo Tháp. Rất nhiều tầm bảo sư tu hành ở Linh Bảo Tháp đều muốn mở động phủ ở giữa những sơn nhạc thâm cốc này. Bởi vì số lượng tầm bảo sư thật sự quá ít, học viên cùng tôn sư của Linh Bảo Tháp cộng lại đều không đến 500 người, hơn nữa tuyệt đại đa số đã đi ra ngoài sông Sáo, số lượng tầm bảo sư còn ở lại tầm bảo sư thì là càng ít. Phong Phi Vân cùng Mộ Dung Thác đi suốt một canh giờ cũng không gặp phải một người nào, vắng lặng có chút quá phận, hoàn toàn không có tiếng người hưng thịnh. Đệ tử như mây giống như các thánh địa thần tháp khác. Cha, Phong đại ca, ta cảm ứng được phía trước có một gốc tử sắc trúc nhưng là một kiện linh bảo. Mộ Dung Thác hướng chỗ sâu rừng trúc chỉ tới.
Đây là một cây trúc vô cùng đặc biệt, thô to ước chừng thùng nước, từng đốt trúc đều cao mấy thước, hơn nữa toàn thân đều là màu tím, nếu như nhìn kỹ lại còn sẽ phát hiện trên thân trúc lưu động kim trúc sáng bóng. Gốc cây trúc này cũng không biết đã bao nhiêu tuổi, tản ra một cỗ khí tức cổ xưa, hơn nữa linh khí chung quanh cây trúc nồng đậm đến phảng phất như hóa lỏng, vẻn vẹn chỉ là hô hấp một hơi đều cảm giác được cả người thư sướng, huyết dịch tế bào đều đang run rẩy. Nếu như có thể ở dưới gốc tử trúc này mở ra một tòa động phủ, mỗi ngày tu luyện ở chỗ này, đó quả thật là có thể khiến cho tốc độ tu luyện tăng gấp đôi. Tử sắc linh quang lóng lánh, mỗi một phiến lá trúc đều trong suốt giống như tử ngọc. Phong Phi Vân tự nhiên cũng nhìn thấu bất phàm của gốc tử trúc này, nhưng mà lại không tùy tiện đi tới. Mộ Dung Thác cực kỳ hưng phấn, nhưng mà còn chưa đi tới trước 10 trượng của tử trúc, phía trên tử trúc liền truyền đến một tiếng kêu to. Một cỗ linh khí chi uy hạ xuống, ép đến hắn không thể tiến lên phía trước một bước. Hưu, một thanh đại đao cấp bậc linh khí dài 5 thước đột nhiên cắm ở phía trước mặt Mộ Dung Thác, chiều rộng của đại đao tựa như cánh cửa, nặng chừng mấy ngàn cân, trên sống đao kết một tầng hàn băng thật dày, toát ra từng luồng hàn khí. Cỗ hàn khí kia có thể đông kết huyết dịch của người, Mộ Dung Thác động cũng không dám động, hàm răng run rẩy không ngừng, va vào nhau đến khanh khách rung động. Hai tiểu bối mau thối lui, đừng làm nhiễu ta thanh tu. Phía trên tử trúc tràn đầy tử sắc thần mang, lá trúc bị gió nhẹ nhàng lay động, khiến từng đoàn tử sắc thần hoa rơi xuống. Chỉ có thể nghe được phía trên tử trúc truyền đến thanh âm già nua, nhưng mà lại không nhìn thấy vị tiền bối này ở chỗ nào. Phong Phi Vân cung kính bái một cái, sau đó liền kéo Mộ Dung Thác cấp tốc rời đi. Giữa quần sơn này có rất nhiều lão quái vật sống mấy trăm năm, những người này đều không dành thế sự. Ẩn cư ngộ đạo, mặc dù cũng không danh truyền thiên hạ nhưng mà tu vi lại kinh khủng cực độ. Vạn Tượng Tháp có thể được xưng là thiên hạ đệ nhất học thuật thánh địa, những lão quái vật chưa từng bước chân vào tu tiên giới này liền chiếm phân lượng rất lớn. Vạn Tượng Tháp nhưng là có 100 tòa thánh địa thần tháp, mỗi một vị tháp chủ đều là hạng người huyền pháp thông thiên, một ít lão tháp chủ thoái vị đều còn chưa chết liền ẩn cư ở trong chút ít thâm sơn đại trạch này, nói không chừng lúc nào đó có thể bắt gặp một vị. Nơi đó có một gốc linh chi 2.000 năm, đây nhưng là linh dược chân chính a. Có thể làm chủ dẫn cho tứ phẩm đan dược, nếu như ăn nó vào, tu vi sợ là có thể đề thăng một giáp. Mộ Dung Thác chỉ tới một cái vách đá ở nơi xa, chỗ đó lộ ra một gốc linh chi lớn như cái gầu xúc, tựa như là lỗ tai của đại địa, tản ra thanh sắc quang mang nhàn nhạt. Cho dù cách một phiến sơn cốc cũng có thể ngửi thấy được dược hương mà linh chi cự đại kia truyền đến. Phong Phi Vân dương mắt lên nhìn, cũng thấy một gốc linh chi kia treo giữa không dung, thật sự là quá lớn, nói không chừng không chỉ có niên kỷ 2.000 năm, đây tuyệt đối là một gốc linh dược chân chính, giá trị không thể dùng tiền tài tới đo lường. Nếu như có thể lấy được một cánh linh chi, hoàn toàn có thể giúp hắn đột phá vào cảnh giới thần cơ trung kỳ, thậm chí có thể trực tiếp đạt tới thần cơ đỉnh phong. Lần này ngay cả Phong Phi Vân cũng không thể giữ vững bình tĩnh, hướng về phía vách đá kia chạy tới. Nhưng mà thời điểm hai người bọn họ chạy tới dưới vách đá dựng đứng, trong vách đá lại bay ra một đạo trưởng ấn cự đại, đánh bay hai người bọn họ ra. Tiểu bối, mau thối lui, thiên niên linh chi đã có chủ. Trong thạch bích cứng rắn như sắt kia truyền tới một thanh âm già nua. Lại là chỗ ẩn cư của một lão bất tử. Tu vi của lão gia hỏa này cũng hết sức kinh khủng, căn bản không phải là Phong Phi Vân hiện tại có thể chống lại. Mắt thấy thiên niên linh chi đang ở trước mắt nhưng mà lại chỉ có thể thối lui. Mẹ kiếp, sớm muộn có một ngày đem bảo vật nơi này đều tận diệt. Phong Phi Vân thầm mắng một câu, hậm hực rời đi. Chung quanh linh bảo tháp mặc dù có vài nơi là phúc địa linh khí đầy đủ, nhưng mà lại đều đã bị người chiếm cứ. Phong Phi Vân cùng Mộ Dung Thác đi tới phía trước một phiến hồ lớn, hai bên hồ trúc ảnh đưa qua đưa lại. Thanh sắc trúc lâm chiếu ảnh ngược vào trong nước. Để cho hồ nước kia trở nên càng thêm xanh ngắt, tựa như một khối ngọc bích không tì vết. Trên mặt hồ ba quang lăn tăn, sương mù bốc hơi, xuyên qua ở giữa thủy liên, mỹ lệ giống như giao trì thánh hồ. Nơi này mặc dù linh khí không tính là nồng đậm nhưng mà lại hướng hồ nước, lưng dựa vào thanh sơn, phong cảnh như vẽ, Phong Phi Vân cùng Mộ Dung Thác tính toán mở động phủ ở chỗ này, làm chỗ tương luyện trong tương lai. Phong Phi Vân ở trên vách đá bên hồ mở ra hai tòa động phủ. Cũng bố trí hai tòa trận pháp đơn giản ở bên ngoài, mà Mộ Dung Thác thì là đi nhặt củi, ở trong rừng trúc đánh bắt hơn 10 con sơn tước, ở bên hồ nước thịt. Khi Phong Phi Vân mở xong động phủ, thịt chim của Mộ Dung Thác cũng đã nướng chín,
từng đạo nhục hương tản mát ra ngoài, quả thực làm cho người ta không nhịn được mà chảy nước miếng. Mặt trời lặn núi Tây, màn đêm buông xuống. Không nghĩ tới người còn có thể nướng thịt. Phong Phi Vân cũng ngồi ở hồ, ánh mắt nhìn một vầng trăng tròn ở trong hồ nước kia, trong lòng suy nghĩ phức tạp. Mộ Dung Thác đưa một con sơn tước đã nướng chín cho Phong Phi Vân, Phong Phi Vân nhận lấy, cầm trong tay, nhưng mà lại một chút cảm giác thèm ăn cũng không có. Còn đang suy nghĩ về trận chiến ngày mai sao? Mộ Dung Thác hỏi. Phong Phi Vân gật đầu, trận chiến này không phải là chuyện đầu, không giống với bất kỳ một lần giao thủ nào trước kia, nếu như đánh không thắng còn có thể trốn, nhưng mà lần này là ở trong diễn vũ chiến tháp, hắn và Kỳ Phong nhất định sẽ có một người ngã xuống, đã không còn có khả năng khác. Ngươi không có nắm chắc chiến thắng. Mộ Dung Thác nói. Phong Phi Vân khẽ mỉm cười. Nếu như tối nay có thể đột phá thần cơ trung kỳ, có lẽ có thể đánh một trận. Nếu như thua thì sao? Mộ Dung Thác hỏi. Đó chính là chết. Phong Phi Vân tản nhiên cười một tiếng. Mộ Dung Thác trầm mặc hồi lâu, chợt ném thịt tước ở trong tay vào đống lửa, sau đó đứng dậy, thân thể của hắn nhu nhược, sắc mặt tái xám, ánh mắt nghiêm túc nhìn Phong Phi Vân nói. Đợi ta nửa canh giờ. Nói xong lời này hắn liền xoay người đi vào trong màn đêm, biến mất ở chỗ sâu rừng trúc. Phong Phi Vân nhìn bóng lưng của hắn biến mất, cảm giác được ánh mắt mới vừa rồi có một tia quen thuộc, nhưng mà càng nhiều lại là xa lạ, đây là một loại cảm giác tương đối kỳ quái. Hắn muốn đi làm cái gì? Phong Phi Vân như cũng ngồi ở bờ hồ, cảm giác được bằng hữu mới quen biết ngày hôm nay có cái gì đó không đúng, nhưng mà lạ thường ở chỗ nào lại nói không ra. Không tới nửa canh giờ, Mộ Dung Thác liền lại trở về, mà trên bờ vai gầy yếu của hắn cũng đã nhiều hơn một gốc linh chi lớn như cái gầu xúc, mùi thơm của linh chi so với sơn tước càng thêm nồng đậm, tản ra linh quang nan nhạt. Đây nhưng là một gốc linh dược 2000 năm, có thể tăng lên một giáp tu vi, chính là gốc cây mọc trên vách đá kia. Phong Phi Vân đứng dậy, nói. Ngươi, có một gốc thiên nhiên linh chi này tương trợ, tối nay ngươi có thể đột phá thần cơ trung kỳ đi. Sắc mặt của Mộ Dung Thác tái nhợt, thân thể vốn là suy yếu lại càng thêm lảo đảo muốn ngã, giống như tùy thời đều sẽ ngã xuống không dậy nổi. Hắn tựa như là đang bị bệnh nặng, cả người một chút huyết sắc cũng không có, ngay cả nói chuyện cũng không có khí lực. Phong Phi Vân giật mình tại chỗ, thật lâu sau mới khó khăn nói. Gốc thiên nhiên linh chi này ngươi lấy tới từ trong tay vị tiền bối kia như thế nào? Linh dược 2000 năm quả thực có thể khởi tử hồi sinh, bạch cốt sinh cơ. Cho dù đối với tu sĩ cảnh giới thiên mệnh đều có lực hấp dẫn cực lớn, không có người nào có thể đem linh dược như thế đưa cho người khác. Cầm 4 cân máu tươi đổi lấy. Nói xong lời này Mộ Dung Thác liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Phong Phi Vân một câu cũng không nói ra được. Mộ Dung Thác chính là trời sinh linh nhân, linh giác so với thường nhân không biết cao hơn bao nhiêu lần, cũng chỉ có trời sinh linh nhân mới có thể trở thành đại tầm bảo sư. Những tầm bảo sư cường đại thế hệ trước kia muốn đột phá cảnh giới đại tầm bảo sư nhất định phải mượn tiên huyết của trời sinh linh nhân. Hắn lấy một nửa huyết dịch trên người đổi lấy một gốc linh chi 2000 năm này, để cho trong lòng Phong Phi Vân chua xót vô cùng, thật lâu sau đều không thể bình tĩnh. Có người chú định một thân cô độc, nhưng cho dù là người cô độc nhất thiên hạ cũng là cần bằng hữu. Tương lai ta bước lên đại đạo, nhất định chém người đã lấy máu của ngươi tế đạo. Phong Phi Vân đứng thẳng ở hồ, nhìn lên hạo nguyệt trên trời, lập xuống lời thề. Một đêm này lộ ra vẻ có chút khá dài, khi ngày thứ hai mây mù tan đi, trên hồ lớn kia phát ra một tiếng vang thật lớn, Phong Phi Vân từ trong hồ bay vọt lên, cả hồ nước ở trong một sát na đã bị linh khí hùng hậu trên người bốc hơi khô ráo. Linh khí như cũ bao phủ toàn thân, lòng bàn chân sinh ra một phiến hà quang tường thụy, vững vàng hạ xuống bên bờ. Trải qua một đêm tu luyện, cả người hắn giống như đều thay đổi, trong lúc giơ tay nhấc chân càng thêm phù hợp với thiên đạo, tựa như có thể khai sơn phá thạch. Một khối thần cơ kia trong đan điền phát ra quang hoa lấp lánh, tăng thêm ước chừng 10 lần, từ lớn như hạt gạo tăng lên đến lớn như ngón tay cái, tựa như một vầng mặt trời sáng chói, ẩn chứa uy năng vô tận. Diễn Vũ Chiến Tháp ở trong bụng của Vạn Tượng Tháp, chính là một tòa cửu tầng thần tháp treo trên bầu trời. Chính là do 9 tòa Diễn Vũ Trường Cự Đại Trọng Điệp mà thành. Huyền phù ở trên cao trăm thước, mỗi một tầng đều lớn chừng 10 cái sân bóng, chính là lấy xích huyết kim thiết chế tạo, bên trong khắc hơn ngàn tòa trận pháp thủ hộ, đều là trận pháp đại sư khắc vào, coi như là cự kình cũng không thể phá hủy được nó.
Bốn phía của Diễn Vũ chiến tháp chính là sơn phòng hình vòng cung, vây chiến tháp huyền không vào chính giữa, giống như là quan chiến thai, trên sơn phong thiết trí có đình đài lầu các, có thể cung cấp cho đệ tử vạn tượng tháp xem chiến. Đệ tử của vạn tượng tháp tổng cộng lại ước chừng có vài chục vạn, mỗi ngày cơ hồ đều ít cũng có trăm tràng đại chiến phát sinh ở Diễn Vũ chiến tháp, rất nhiều người là vì giải quyết ân oán cá nhân, mà có một số người lại là vì nhất chiến thành danh. Một ít đệ tử của đại hình gia tộc phần lớn đều sẽ ở một bên xem chiến, nếu như thấy thiên tài tuyệt thế có tiềm lực, sẽ sử dụng một số phương pháp lôi kéo, có dùng tiền tài, có dùng linh đan, thậm chí dùng mỹ sắc. Hôm nay liền có một vị đại nhân vật đi tới quan chiến thai, mang theo tường thụy đầy trời, khống chế bốn đầu thao thế dị thú có tu vi 500 năm, đi theo phía sau tám chiến tướng thân mặc cổ huyền thần khải, tám tên chiến tướng mở đường. Đánh ra tám đạo thần hoa sáng chói giống như tám viên lưu tinh hoa phá thiên mạc, quả thực là không người nào có thể ngăn chặn. Người này vừa đến liền đưa tới xôn xao rất lớn. Là La Phù công chúa, tám vị cao thủ đại nội hộ giá, từng người đều có cảnh giới thần cơ đại viên mãn. Một đệ tử võ tháp thần cơ sơ kỳ nhận ra được ngự sa của La Phù công chúa, vội vàng quỳ xuống, cung kính dập đầu. La Phù công chúa chính là tiểu công chúa của thần Tấn Vương Triều. Là nữ nhi của Hoa Thần Phi, một trong tứ đại thần phi, được nghìn vạn sủng ái vào một thân, cũng là công chúa mà Tấn Đế yêu thương nhất, ở lúc nàng sinh nhật 14 tuổi liên tiếp đưa cho nàng ba kiện linh khí làm quà sinh nhật, cũng phong thưởng cho nàng một quận. Một quận kia nhưng là có trên trăm tòa cổ thành, lớn chừng một nửa châu, nhưng mà vẻn vẹn lại chỉ là lãnh địa tư nhân của La Phù công chúa. Có người xưng, thấy La Phù công chúa như thấy Tấn Đế. Đây cũng là vì sao khi nhìn thấy La Phù công chúa giá lâm, ngay cả tu sĩ cảnh giới thần cơ đều quỳ xuống dập đầu, bái thiên tử, càng phải bái thiên nữ a. Quả nhiên là ngự sa của La Phù công chúa, bát bộ long liễn, đây nhưng là một kiện hoàng gia linh khí, bốn đầu thao thế dị thú kia đều chỉ là bài biện mà thôi, một khi thúc dục chân diệu linh thạch trong long liễn sẽ lao ra tám đầu long hồn kéo xe nhưng mà ngày đi 80 vạn dặm, một ngày liền có thể đi qua cả thần Tấn Vương Triều. Coi như là cự kình đều không đuổi kịp. Một vị lão giả mặc bạch sắc nho bào cũng theo đó quỳ xuống. La Phù công chúa thiên phú cao tuyệt, mới xuất sinh ở trong thân thể liền ẩn chứa linh dẫn tiên căn, đến 9 tuổi liền đã tu luyện ra thần cơ, từ nhỏ liền lấy linh dược làm thức ăn, tu luyện bí điển chí cao của hoàng tộc, hôm nay tu vi càng thêm đáng sợ, xếp hạng ở trên bách tháp bảng cực kỳ ở phía trước. Khi bát bộ long liễn bay đến trên quan chiến thai, lại có một mảng lớn học viên vạn tượng tháp quỳ trên mặt đất. Tất cả các người đứng lên đi. Một lão nhân mập mạp đứng ở bên cạnh bát bộ long liễn, trên mắt một cái râu mép cũng không có, nói chuyện có chút sắc nhọn the thé, tựa như nữ nhân lại như nam nhân. Vừa nhìn cũng biết là một tên thái giám, chỉ bất quá lại không ai dám xem thường thái giám này, ngay cả tám đại nội cao thủ thần cơ đại viên mãn kia cũng khẽ cúi đầu, cung kính đối với hắn. Được cho phép. Những tu sĩ quỳ xuống kia mới rối rít đứng dậy, nhưng mà lại đều sinh lòng kiêng kỵ, không dám nhìn về phía bát bộ long liễn kia. Ngọc công công khẽ thối lui, hai cung trang thiếu nữ dung mạo so với hoa kiều từ trong bát bộ long liễn đi ra, hai thiếu nữ này đều là mỹ nhân tuyệt đỉnh, đại khái 16, 17 tuổi, cầm nghi trượng bình phong trong tay. La Phù công chúa từ trong bát bộ long liễn chậm rãi đi ra, chỉ có thể nhìn thấy thân hình duyên dáng của nàng, tĩnh như kiều hoa theo nước. Rộng như nhược liễu diều phong, nhưng là ngọc nhan của nàng lại bị bình phong che đi, từng bước đi tới một tòa sơn điện thanh đình. Hai cung trang thiếu nữ kia liền đứng ở phía sau nàng, cầm trong tay thải hao bình phong, tĩnh ngạo như tùng. Tòa thanh đình này vị trí tốt nhất, ngồi ở bên trong có thể nhìn hết 9 tầng Diễn Vũ chiến tháp không sót chút gì. Phô trương thật lớn, nàng là cái địa vị gì? Tiểu tà ma cũng tới, ôm Bạch Miêu Nhi ngồi ở trên một khối đá. Nhìn chằm chằm La Phù công chúa ở nơi xa, lộ ra vẻ rất là không phụ, trong một đôi mắt to tròn chớp động lên quang mang sáng rõ. Phong Lăng Cơ giật mình, sợ tiểu tổ tông này làm ra đại họa, vội vàng nói. Vị này chính là La Phù công chúa, nữ nhi của Tấn Đế cùng Hoa Thần Phi, coi như là gia chủ của Phong gia chúng ta nhìn thấy nàng cũng phải cung kính hành lễ. Phong Lăng Cơ chính là thiên tài thứ hai của Phong gia, là một vị nghịch thiên tài tuấn. Cũng là một thành viên của trừ ma liên minh, từng ở trước mặt mọi người thua ở trong tay Phong Phi Vân, đối với Phong Phi Vân oán hận cực sâu. Những nghịch thiên tài tuấn khác của trừ ma liên minh tất cả đều ngồi ở một bên, liên tục cảm giác được mồ hôi trên trán đang rơi,
nếu như tiểu tà ma thật chọc tới La Phủ công chúa, đó quả thực là hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cũng không lâu lắm, lại có mấy đại nhân vật chạy tới xem chiến, muốn tuyển chọn tuyệt thế thiên tài cho mình dùng, thu làm môn khách, trong đó không thiếu tứ đại môn phiệt cùng hậu duệ quý tộc trẻ tuổi của 18 chư thiên hầu gia, nhưng mà sau khi thấy La Phủ công chúa đến đều liên tục đi tới thỉnh an, lúc này mới lại lui ra rất xa. Kỷ Phong giờ phút này đã đứng ở tầng thứ tư của diễn vũ chiến tháp, một mình hắn đứng ở trong diễn vũ trường cao mấy trăm thước, con mắt thứ ba nhắm lại, đứng nghiêm chỉnh, không nhúc nhích, khí tức cả người đều thu liễm trong vô hình, tựa như một khối đá không biết tức giận. Hắn đang đợi Phong Phi Vân, giờ phút này hắn đang điều chỉnh trạng thái của mình, cùng không gian chung quanh càng ngày càng phù hợp. Mấy tầng diễn vũ trường khác đều đã bắt đầu quyết đấu, chỉ có tầng thứ tư lại còn an tĩnh dị thường. Gì? La Phù công chúa phát ra một tiếng kêu khẽ. Công chúa sao thế? Ngọc công công ở bên cạnh trông nom La Phù công chúa, hiền lành cười nói. Thiếu niên ở tầng thứ tư có lai lịch gì? La Phù công chúa nhàn nhạt mà hỏi. Ngọc công công cũng nhìn đến tầng thứ tư, gật đầu tán thưởng, nói. Nguyệt Luân Thiên Nhãn, nghịch thiên chi tư, chủ yếu nhất chính là lĩnh ngộ đối với thiên đạo không ngờ rất cao, cả người đều cùng diễn vũ chiến tháp xung hợp lại với nhau. Hôm nay hắn coi như là đã vô địch trong cùng cảnh giới. La Phù công chúa cũng là khe khẽ gật đầu, mỹ mâu sóng gợn, liên tiếp quét qua trên người Kỷ Phong. Ngọc công công biết La Phù công chúa đã động lòng yêu tài, muốn thu Kỷ Phong làm môn khách, cho nên liền phân phó người đi thu thập tư liệu của Kỷ Phong. Rất nhiều tu sĩ vội vàng đi lên diễn vũ chiến tháp, nhìn thấy Kỷ Phong độc chiếm một tầng diễn vũ trường nhưng mà lại không chiến đấu, đều là tức giận hổn hển. Uy, tiểu tử, người đến cùng có chiến hay không? Không chiến thì lăn xuống diễn vũ chiến thai. Kỷ Phong vẫn là không động, như cũ nhắm mắt lại mà đứng. Ta tới đuổi hắn xuống. Một tên học viên võ tháp trực tiếp bay đến tầng thứ tư của diễn vũ chiến tháp, không nói hai lời liền là xuất thủ, một chưởng đánh ra sáu đầu kỳ ngưu hư ảnh, hướng Kỷ Phong chân áp tới. Tu sĩ có thể tiến vào vạn tượng tháp không có chỗ nào mà không phải là thiên tài tuyệt đỉnh, xuất thủ tự nhiên bất phàm. Sáu đầu kỳ ngưu hư ảnh đã là lực lượng 32 vạn cân, hạo hạo đáng đáng, như thiên quân vạn mã trùng sát mà qua, phát ra sáu tiếng ngưu khiếu kinh thiên động địa, để cho không khí đều liên tục chấn động sáu lần. Cút ra! Ánh mắt của Kỷ Phong đều không mở một chút, trực tiếp phất phất ống tay áo, một đạo thanh sắc quang mang bay ra ngoài, xuyên phá sáu đầu kỳ ngưu hư ảnh khổng lồ, oanh ở trên người tu sĩ thần cơ đỉnh phong kia. Thình thịch! Vị tu sĩ thần cơ đỉnh phong kia giống như bị một tòa núi lớn đánh bay, bạch sắc nho bào trên ngực bạo liệt ra, để lại một đạo vết máu kinh khủng, thiếu chút nữa trực tiếp chém hắn thành hai khúc. Một cỗ lực lượng trùng kích này ném bay hắn ra ngoài, bay ra khỏi diễn vũ chiến tháp, hung hăng ngã ở trên mặt đất cao mấy trăm thước, cũng không biết là sống hay chết. Vẻn vẹn chỉ một chiêu đã đánh cho một vị tu sĩ thần cơ đỉnh phong trọng thương, hơn nữa ánh mắt cũng không mở ra một chút. Tu vi như thế thật sự là có chút kinh thế hãi tục. Tuyệt đỉnh thiên tài Kỷ Phong của Kỷ gia, không nghĩ tới hắn cũng tiến vào vạn tượng tháp, hơn nữa còn xuất hiện ở diễn vũ chiến tháp, chẳng lẽ còn có người nào đáng giá cho hắn xuất thủ? Một học viên tới từ Nam Thái phủ nhận ra Kỷ Phong, hắn đã từng thấy qua Kỷ Phong xuất thủ đánh chết bốn gã tu sĩ cùng cảnh giới, lúc ấy bị chấn động không nhẹ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 12.